Ma Thanh đột nhiên cảm giác được ánh mắt biến mông lung. Hắn người xông lên khách sạn thời điểm, ngăn trở phía trước, giống như không nhìn rõ thứ gì. Hắn liều mạng nhìn chăm chú buộc chính mình thanh tỉnh, chờ thấy rõ cảnh tượng trước mắt thời điểm, tam đạo thân ảnh từ trái phải giữa ba cái phương vị, đạp không mà tới. Thanh bào kiếm khách mặt mỉm cười, tay phải cầm trường sinh kiếm, trên lưỡi kiếm quanh quẩn nhất đạo nhàn nhạt hồng sắc quang hoa, lệch 45 độ. Đại thần thông thuật, quy khứ lai hề nhập tam hồn xoẹt ngu thượng nhung thong dong vạch qua trường sinh kiếm thanh thúy mà thanh âm quen thuộc vang lên ma thanh pháp thân xuất hiện một đầu rõ ràng khe hở chỉnh trình tề tề vết cắt khe hở cái này ma thanh trong đôi mắt lộ ra sợ hãi chạy trốn bản năng để hắn cắn răng lui lại ngu thượng nhung vẫn y như cũ sắc mặt thong dong thu kiếm xoẹt trường sinh kiếm theo pháp thân vỡ ra lỗ hồng như thiểm điện thu kiếm trở về vào vò ngu thượng nhung nhìn cũng không nhìn đạp không hướng lên cùng lúc đó tràn vào khách sạn rất nhiều tu hành người mới phát hiện vồ hụt. Liền vội vàng xoay người, nhìn thấy bên ngoài ma thanh. Tướng quân, tướng quân, giết hắn, mười mấy tên tu hành người, giống như ruồi, vây lại. Ngu thượng nhung đạp không lấp lóe thân bên trên tràn ra lít nha lít nhít thụ diệp giống như cương ấn. Cái này là cái gì? Ngu thượng nhung thay đổi phương hướng, oanh, như là một trận cuồng phong, thân sau mang theo diệp hình cương ấn, bay về đám người. Xoẹt, xoẹt xoẹt, từng mảnh từng mảnh kim sắc thụ diệp, vạch qua ý đồ cản đường tu hành người trên cổ ngay sau đó chính là một cái lại một cái thi thể từ không trung rơi xuống xây lát ở giữa vẫn mệnh những người khác bị khí lãng đánh bay như là thiên nữ tán hoa liên diệp là kim liên liên diệp nhỏ tâm liên diệp chúng tu hành giả từ bỏ truy kích ma thanh lơ lửng giữa không trung bên trong nhấc lên tay ý đồ che trên ngực khe hở không biết làm sao không làm nên chuyện gì hắn nhìn thấy ngù thượng nhung sau lưng đếm không hết diệp hình cương ấn dần dần tiêu tán theo gió tàn biến cuối cùng chỉ còn lại thất phiến dung nhập thân thể bên trong ma thanh mở ra khô giáo miệng có chút không thể lý giải mà nói sáu lục diệp chảm liên về sau liên diệp có thể cái này dùng đáng tiếc làm hắn minh bạch thời điểm đã muộn ma thanh từ không trung rơi xuống đầu tựa vào trên mặt đất máu tươi từ lồng ngực của hắn chảy ra hướng chảy thạch bản bên trên tựa như một đầu uốn lượn sông nhỏ đinh đánh giết nhất danh mục tiêu thu hoạch được 1.500 điểm công đức. Ngô Thượng Nhung có thể nghe không được điểm công đức tiếng nhắc nhở, mà là tiếp tục thi triển đại thần thông, hướng phía thành môn phương hướng chạy tới. Giết Ma Thanh cũng không đáng khoe khoang, ca ca của hắn, Ma Lộ Bình, mới là khó chơi đối thủ. Hành Tông đã bại lộ, vậy thì nhất định phải tại trong thời gian nhanh nhất rời đi Duyện Châu Thành. Trận Pháp đã mở ra, bình chướng bao phủ cả tòa chủ thành. Tại Ma Lộ Bình chạy đến trước đó, có thể ra ngoài sao? ngu thượng nhung đê không cấp tóc lướt qua công trình kiến trúc cho đến tường thành xuất hiện ở trước mắt lúc này hắn ngẩng đầu nhìn thấy một tòa hắc sắc to lớn phi liễn lơ lửng tại phía trên tường thành u minh giáo tường thành bên ngoài truyền đến vang vọng công thành tiếng hò hét ngoài cửa thành bình chướng bị đâm đến loảng xoảng tiếng vang lúc này công thành ngu không ai bằng ngu thượng nhung cho ra hắn đánh giá lại hắn nhìn đến lúc này bình chướng tối cường lúc này công thành không khỏi ngốc một chút Ngô Thượng Nhung không có tiếp tục phi hành, mà là rơi tại bên trên, ngóng nhìn cao không thấy đỉnh tường thành, chờ đợi bình chướng yếu bớt. Lúc này, phi liễn rơi xuống một thanh to lớn đao cương. Bích Ngọc đao bọc lấy trướng mắt trói mắt kim quang, hướng phía bình chướng rơi xuống. Đại huyền thiên trương, huyền thiên tinh mang, đại phong xa giống như đao cương xoay tròn rơi xuống, oanh, đao cương va chạm bình chướng âm thanh, vang vọng chủ thành. Bình chướng dập dờn ra nhất đạo to lớn gợn sóng, PS, ban đêm chỉ có một chương, nhìn thấy trình duyệt bình xịt quá nhiều, ảnh hưởng tốc độ gõ chữ, canh thứ hai viết không ra, ngày mai càng. Cầu phiếu đề cử, kim phiếu. Bích Ngọc đao đại huyền thiên chương đụng vào bình chướng âm thanh, dùng khắp chân trời. Âm thanh kinh động thành bên trong còn lại lão bách tính. Dù là đi nghịch nhóm lão bách tính, vẫn y như cũ còn thừa lại một bộ phận. Ngu thượng nhung ánh mắt đảo qua diện châu chủ thành đường đi, thành đàn lão bách tính hướng phía tây thành môn chạy tới. Lúc này, tây hướng cửa thành, xuất hiện đại lượng binh sĩ, còn có đê không lướt đến tu hành người. Đều cho dừng lại, người nào cũng không cho phép chạy. Chấm hỏi ngoặc kép, phàm tại thành bên trong người, mặc kệ kia nữ già trẻ, tu hành hay không, tự tiện rời đi người, ngay tại chỗ giết chết. Một tên tu hành người âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ, lập tức tướng đến tây thành tránh chiến khu bách tính toàn bộ ngăn trở về. Đại lượng dân chúng trong thành, chỉ có thể hướng đông chạy, trong tầng trời thấp bay lựa lấy tu hành người, giám thị muốn chạy bách tính, băng, lại là một tiếng vang thật lớn. Bích Ngọc Đao Đại Huyền Thiên Trương mang ra Huyền Thiên Tinh mang, trói mắt trói lọi, giống như là ban ngày thả ra pháo hoa, xoay tròn mà ra cương khí tinh mang, không ngừng xung kích bình chướng. Phanh phanh phanh, phanh cương đao tiêu thất, bình chướng ngượn sóng đi theo tiêu tán. Phi Liễn bên trên, Vô Chính Hải ngạo nghễ mà đứng, quan sát cả tòa thành. Bình phong này so dự châu còn mạnh hơn nhiều, liên tục hai lần thi triển Đại Huyền Thiên Trương, cũng vẻn vẹn chỉ là sinh ra một ít gợn sóng, Mảy may không có vỡ vụn dấu hiệu. Tư vô nhai nói ra, động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ đem mà lộ bình hấp dẫn mà tới. Vị kia bắt trước nhị sư huynh thần bí cao nhân, chắc hẳn có chút thủ đoạn, nên là có thể thoát thân. Chỉ mong hắn không có kia xuẩn. Cao thủ từ trước đến nay tự tin, hắn đã bắt trước nhị sư huynh, chắc hẳn cũng là tự tin người, liền sợ hắn hết hy vọng đấu tiếp. Tư vô nhai nói ra, hiền đệ kiểu nói này, hắn thật là có có thể là cái cưỡng tính tình, vu chính hải nhíu mày thật là cùng ngươi nhị sư huynh đồng dạng phiền phức vu chính hải lật bàn tay hướng về phía trước đẩy bích ngọc đao lần thứ ba lượn vòng rời đi cùng vừa rồi bất đồng là vu chính hải hai tay mở rộng thân thể hướng lên khẽ phồng phi liễn phía trước dùng bích ngọc đao làm trung tâm xuất hiện lít nhà lít nhít đao cương quân lâm thiên hạ sở hữu đao cương đều rất giống bích ngọc đao thẳng tắp hướng xuống đâm tới cấp tốc chạy tới thủ thành đội ngũ dừng bước lại ngẩng đầu nhìn về phía mạn thiên đao cương cường giả lý nên kính sợ. Thế gian có thể sử dụng như vậy chiêu số, chỉ có đương kim thiên hạ đệ nhất đại ma giáo giáo chủ, vu chính hải. Đại huyền thiên trương, quân lâm thiên hạ. Nếu như nói, vân chiếu lầm địa nhất chiến, còn khiếm khuyết điểm quân vương khí tức, như vậy hiện tại, là đủ. Duyện châu chủ thành bên trong, nếu là thấy cảnh này người, đều là dừng bước lại, ngưỡng vọng chân trời. Như mưa to đao cương chút xuống rơi xuống, phanh phanh phanh, bình chướng rung động, đao cương cùng bình chướng và chạm ra hoa mắt cương khí giao thoa tung hoành dân chúng trong thành nhóm thậm chí cho rằng bình chướng bị phá quân lâm thiên hạ công kích địa phương lan tràn ra càng rộng lớn hơn gợn sóng khuếch tán đến cả cái bình chướng một chiêu quân lâm thiên hạ duy trì liên tục một đoạn thời gian tại hung mãnh công kích hạ bình chướng ảm đạm ba phần nguyên bản kích động muốn trợ giúp thủ thành tu hành người bị một màn này triệt để bỏ đi ý niệm u minh giáo dùng cái gì thiên hạ đệ nhất đại ma giáo u minh giáo dùng cái gì cầm xuống đại viêm cửu châu tất cả mọi người tại lúc này tìm được đáp án hoa trọng dương nuốt một ngụm nước bọt giáo chủ đao pháp thật là đăng phong tạo cực chúng ta tấm gương Vô chính hải rơi xuống hai tay thu hồi bích ngọc đao bay hồi lòng bàn tay bên trong ở trên cao nhìn xuống quan sát cả tòa bình chướng bình chướng yếu bớt ba phần đại sư huynh cái này một chiêu quân lâm thiên hạ nhất định để ma lộ bình kinh hồn táng đảm tư vô nhai nói ra Vu Chính Hải cũng đối với mình cái này một chiêu cực kỳ hài lòng. Chính là bình chướng mà thôi, lại đến ba đao, hội phá, hưu. Vù vù, tường thành cửa nỏ, kích xạ mà đến đếm không hết tên nỏ. Tên nỏ mang theo tiếng xé gió, vang vọng thiên không. Thủ thành quân, phản kích, hoa trọng dương thấy thế, giáo chủ, loại chuyện nhỏ nhặt này, giao cho thuộc hạ, đi thôi, hoa trọng dương nhảy xuống. Thất diệp kim liên pháp thân mở ra, ông, cấp tốc bành trướng co lại, cung nỏ đều bị bắn bay, Vu Chính Hải nhẹ gật đầu, không tiếp tục để ý những cái kia cung nhỏ, mà là quan sát trên đầu thành thủ thành quân, ba đao qua đi, mà lộ bình nếu là lại không đi ra, chờ bản giáo chủ phá bình chướng, chính là lấy các ngươi trên cổ đầu người thời điểm, hùng hồn sóng âm từ trên bầu trời hạ xuống. Đinh tài nhức óc, tây thành phương hướng, truyền đến trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm, Vu đại giáo chủ, thật là uy phong thật to. Đám người nhìn sang, thủ thành đội ngũ, lần lượt kho người, cung nghênh ma tướng quân, trong tầng trời thấp, tường thành bên trên, cũng là lần lượt kho người làm lễ. Kia ma tướng quân một mặt gầy gò, kích thước không lớn, khi thế cùng uy nghiêm lại rất đủ. Đây chính là đến từ hoàng thành cấm quân bát đại thống soái một trong ma lộ bình. Ma lộ bình đạp không mà lên, hai tay chắp sau lưng, khá có vương giả khí tức. Vu chính hải xem thường, ma lộ bình, người nếu có gan, liền đi ra cùng bản tọa nhất chiến, nhìn thấy ma lộ bình thời điểm. Vu chính hải cùng tư vô nhai ngược lại là yên lòng, ý vị này, vị kia một mực trong bóng tối trợ giúp U Minh giáo cao thủ, an toàn. Ma Lộ Bình nói ra, vu giáo chủ, người nếu có gan, liền đem bình phong này phá, cùng bản tướng quân nhất chiến, song phương lẫn nhau rằng co. Vu Chính Hải đang muốn nói chuyện, tư vô nhai kéo hắn lại, nói ra, Ma Lộ Bình sợ là có chi viện, cầm xuống diện châu cần bàn bạc kỹ hơn, chi viện. Vu Chính Hải nghi hoặc, tư vô nhai nói ra, tuyên tĩnh vân cùng Vương Việt Hẳn là sẽ chấn thủ thần đô. Hai người này cùng bắt đầu thư viện thập trưởng lão, nắm giữ thần đô thập tuyệt trận pháp môn, tuyệt không hội tùy tiện rời đi. Lưu thương tự hồ chưa từng rời đi thập tuyệt trận, cũng không có khả năng. Hai đại thư viện viện trưởng, cùng với tam quân thống soái ngụy trác ngôn, ngược lại là có khả năng này, người không phải nói kia ngụy trác ngôn là tên giả mạo. Thật thật giả giả đã không trọng yếu, hắn có thể hiệu lệnh tam quân là thật. Hắn không có bản sự này, lại là thật động lòng tham lam, từ vô nhai nói ra. Đồ hỗn trướng, nếu không phải sư phụ nâng đỡ, hắn có thể có hiện tại nhân tâm khó giỏ tư vô nhai nói ra hiền đệ nhắc nhở ta hắn đã tiêu hao không ít nguyên khí muốn phá khai bình chướng còn là một đoạn thời gian đến lúc đó hắn liền không phải trạng thái đỉnh phong vu chính hải đi đến phi liễn biên giới ở trên cao nhìn xuống nói ma lộ bình bản giáo chủ nhìn tại toàn thành lão bách tính phân thượng hôm nay không phá bình chướng hắn không cho ma lộ bình trào phúng cơ hội mà là lập tức phát ra sóng âm nói bản giáo chủ u minh giáo từ khi lập giáo ban đầu liền lập hạ thiết luật không thể tổn thương dân chúng bình thường hiện tại các ngươi thủ thành tướng quân lại bắt các ngươi làm con tin thật là có thể hơn. bản giáo chủ tuy là ma đạo có thể ma cũng có đạo tuyệt không sẽ làm như thế dơ bẩn sự tình thanh âm hắn một lần tiếp tục nói bản giáo chủ hội đem việc này chiêu cáo thiên hạ để cho khắp thiên hạ bách tính thấy rõ ràng sắc mặt của các ngươi lui u minh giáo phi liễn vậy mà thật mất đầu chậm rãi bay đi tường thành bên ngoài u minh giáo giáo chúng cũng từ bỏ công kích biển người thối lui, ma lộ bình ngây ra như phỗng, bị cái này thao tác hù phải nói không ra lời tới. Tu hành giới luôn luôn không thể liên lụy lão bách tính. Bởi vì sở hữu đạp vào người tu hành, đều hiểu một cái cơ bản nhất đạo lý, tu hành người bắt nguồn từ phổ thông người. Cái này là tu hành giới không thể lay động căn bản. Diệt một nhân khẩu dễ dàng, diệt trăm người, thậm chí ngàn người vạn người cũng dễ dàng. Có thể, diệt một châu, thậm chí nhất quốc chi bách tính, liền khó như lên thiên. Cho nên, ma lộ bình một mặt mộng bức trên đường phố có người hò hét hoàng thất không đem chúng ta lão bách tính làm người nhìn không có thiên lý a liền u minh giáo cái này dạng ma giáo đều biết bất động lão bách tính đạo lý thủ thành tướng quân thế mà bắt chúng ta làm con tin nghiệp trường a dựa vào cái gì người nhóm quan gia mệnh là mệnh chúng ta lão bách tính mệnh cũng không phải là mệnh dựa vào cái gì một ngày có người dẫn đầu tiếng hò hét liền hình thành thủy triều ma lộ bình mí mắt trực nhảy cho dù hắn có đầy đủ thực lực giết sạch hắn nhóm có thể hắn lý trí đang nhắc nhở hắn tuyệt không thể làm như vậy tướng quân ma phó tướng quân chết ma lộ bình nghe vậy ánh mắt chừng một cái lúc này giọng căm hận nói người nào như lại tiếp tục ồn ào ầm ĩ bản tướng quân chảm hắn sóng âm lăn lộn tiếng nghị luận im bặt mà dừng lão bách tính nhóm sắc mặt kinh hãi mà nhìn xem ma lộ bình không còn dám lên tiếng có một ít lão bách tính đã đang nghĩ u minh giáo nhanh điểm đánh vào tới đi Ma lộ bình mặt không thay đổi nói, coi chừng hắn nhóm, tự ý rời người, giết không tha. Vâng, cùng lúc đó, cách đó không xa đường tắt bên trong, ngu thượng nhung ngẩng đầu nhìn một hoa mắt đi phi liễn, liền không còn lưu lại, khoanh tay, hướng phía một phương hướng khác đi tới, ma thiên các đông các bên trong. Lục châu lĩnh hội xong một ngày thiên thư, mở mắt. Môn bên ngoài cũng tại lúc này truyền đến âm thanh, sư phụ, thất sư đệ phi thư, kẹt kẹt, lục châu đi ra, nhìn thấy minh thế nhân cung kính đứng tại cửa vào, liền tiện tay vung lên, kia phi thư rơi tại trong lòng bàn tay. Nhìn xong phi thư, Lục Châu xem thường nói, làm lão phu không tồn tại. Minh Thế Nhân đã nhìn qua phi thư, biết rõ chuyện gì xảy ra, vì vậy nói, sư phụ dùng tu vi của ngài, sao không trực tiếp đăng Lâm Thần Đô, diệt lưu thương, đại sư huynh cũng liền không cần thiết như vậy tốn công tốn sức. Lục Châu không còn gì để nói, lão phu cũng rất muốn, không biết làm sao thực lực không cho phép. Thần Đô có thập tuyệt trận thủ hộ, không dễ dàng như vậy minh Thế Nhân vỗ xuống cái chán, sư phụ nói có đạo lý, ta quên, muốn bắt hạ thập tuyệt trận, còn là phải có u minh giáo trèo trống. Nhiều như thế đến, hoàng thất luôn có thể đứng sừng sững ở vị trí bất bại, trừ cung bên trong rất nhiều cao thủ, đó chính là cái này thập tuyệt trận. Có thể nói, cả cái đại viêm, một nửa trở lên cao thủ, đều tại thần đô. Tuyệt không khoa trương. Nếu là bắt đầu thư viện cùng thiên hành thư viện đồng thời xuất động, chỉ sợ, đại sư huynh thật đúng là bắt không được Duyện Châu, đại sư huynh bên cạnh cũng chỉ có hoa trọng dương cùng thất sư đệ. Bắt đầu thư viện có thể không dễ trêu chọc, huống hồ phía sau còn có ngụy trác ngôn, minh thế nhân kho người nói, sư phụ, đồ nhi thỉnh cầu chi viện đại sư huynh, người đại sư huynh tính tỉnh quật cường, tuyệt không hội cho phép người khác nhúng tay, lục châu nói ra. Minh thế nhân gật đầu, kia để lão hoàng đi chi viện. Hoàng đảo chủ cùng hắn quan hệ tốt, phòng trưng hắn cũng nghỉ không sai biệt lắm, cả ngày ỉ ở chỗ này cũng không phải sự tình, khủ khủ đúng lúc thân sau truyền đến thanh âm già nua, cơ huynh, hoàng thời tiết sắc mặt như thường, đi vào đông các. Cái này xấu hổ, cổ nhân nói, họa từ miệng mà ra, thật là thật không lừa ta a, à, mình thế nhân điềm nhiên như không có việc gì nói, gặp qua hoàng đảo chủ, khách khí, lục châu nhìn về phía hoàng thời tiết, nói ra, hoàng đảo chủ nghỉ ngơi đến như thế nào. Đa tạ cơ huynh thịnh tình khoản đãi, hoàng thời tiết nói ra, nghe thấy vu giáo chủ ngay tại tiến đánh diện châu, như cơ huynh không ngại, ta đi xem một chút như thế nào. Hoàng thời tiết nguyện ý đi, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Nhưng chỉ có hắn một người, không khỏi thế đơn lực bạc chút. Đánh Cửu Châu, có thể không cần bát diệp, hiện nay là muốn bao vây thần đô, Hoàng thất lại thế nào khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Hơi trầm ngâm, nói ra, đại có thể không cần, cơ huynh chỉ giáo cho. Lão phu tin tưởng vô chính hải năng lực, Lục Châu nói ra. Ta không phải chất vấn vô giáo chủ năng lực, mà là, không chờ hắn nói xong, Lục Châu xoay người, đưa lưng về phía hai người, việc này hai ngày sau bàn lại. Hai ngày sau, Lục Châu cảm giác được phi phàm lực lượng lĩnh hội đến hơn phân nửa. Tương đương tại không có mở địa thư trước đó đẩy trạng thái. Sau đó lại tiến hành hô hấp thổ nạp. Cái này năm cái tháng đến nay, cơ bản đều tại mở địa thư cùng lĩnh hội, tự thân tu hành không có quá lớn tiến độ, cũng may có 10 vạn điểm công đức, chẳng khác gì là tích lũy hai phần kim liên khai diệp, cái tốc độ này coi như không tệ. Lục Châu đứng dậy hoạt động hạ gân cốt, đi đến trong bình phong, Nhìn một chút xa dê cổ đồ, vẫn không có tần địa đồ xuất hiện, liền quay người rời khỏi phòng, đi đến đông các điện trước, hoạt động hạ thân thể. minh thế nhân đi đến các bên trong, không người nói, sư phụ, thất sư đệ phi thư, bắt đầu thư viện cùng thiên hành thư viện đã xuất phát, lục châu cao mày nói, lưu thương thế nào đến sức lực xem thường lão phu? Xem thường vô chính hải, đó chính là tại xem thường ma thiên các. Sư phụ, lưu qua có thể xuất ra lang hư cái này dạng kiếm làm không tốt kia cửu diệp cao nhân một mực tại cung bên trong, Minh Thế Nhân thuận miệng nói ra. Lục Châu trong lòng hơi động, ngươi nói cái gì? Minh Thế Nhân phù phù quỳ xuống nói, sư phụ là Đường Kim đệ nhất cửu diệp, không có khác cao nhân, mặc kệ cái gì cao nhân tại trước mặt ngài đều là một bàn tay sự tình, Lục Châu đưa tay, chậm rãi nói, đem ngươi lời nói mới rồi, Lập lại một lần nữa, sư phụ mới Đường Kim đệ nhất cửu diệp, bên trên một câu, Lục Châu nhíu mày. Bình thường nhìn ngươi thông minh cơ linh, thế nào hiện tại cảm giác giống cái ngu ngơ lưu qua có thể xuất ra lang hư cái này dạng kiếm làm không tốt kia cửu diệp cao nhân một mực tự tại cung bên trong cái này lời nhắc nhở lục châu không bài trừ có khả năng này khôi giáp nhật ký hồng quan lang hư kiếm bảo dương bên trong hồng sắc phù trì hơn phân nửa đến từ cung bên trong lưu qua đã từng nói qua vị kia cửu diệp cao nhân đã từng tại đại viêm thần đô đặt chân trừ cái đó ra Lục Châu còn quên một sự thật, chảm liên đi qua cái này lâu như vậy, người nào dám cam đoan không có trùng tu đến bắt diệp, thậm chí cửu diệp yêu nghiệt thiên tài. Giống như kiếp trước chơi open beta trò chơi, mặc kệ Lục Châu luyện thế nào, luôn có xúc sinh không có mấy ngày mãn cấp. Theo chảm liên thời gian rời đổi, khả năng này hội càng lúc càng lớn. Thông chi hoàng thời tiết, theo lão phu đi một chuyến, Lục Châu nói ra. Minh Thế Nhân nghe vậy nhất kinh, sư phụ muốn giúp đại sư huynh đánh Duyện Châu. Không, Lục Châu phất phất tay, lão phu chỉ là đi ngang qua, đổ nhi minh bạch, minh thế nhân hấp tấp quay người rời đi. Lục Châu thế nào khả năng cho phép hai đại thư viện, còn có thể xuất hiện hắc thủ, ở sau lưng ám toán đổ đệ của hắn. Nhật Thượng Tam Can, Ma Thiên các xuyên vân phi liễn chậm rãi cách khai bình chướng, hướng phía Duyện Châu phía Tây bay đi. Lần này chỉ đem minh thế nhân cùng hoàng thời tiết, còn có thái học cung ba tên tù binh. Vừa đến, đại gia đều đang gia tăng tu hành, lưu tại Ma Thiên các tương đối an toàn. Thứ hai, những người khác cũng không giúp được một tay. Phi liễn bên trên, Lục Châu chắp tay quan sát quỷ gối trên ván gỗ Thái hư học cùng ba người. Chu Ôn Lương, Vương Kiệm Nhượng, Trương Công Quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, không dám chút nào động đậy. Khoảng thời gian này bị nhốt tại Ma Thiên Các, kinh hồn táng đảm, thường xuyên ăn không ngon ngủ không ngon, mỗi ngày đều hội có khác biệt ma đầu, bắt bọn hắn trêu đùa, bằng đề nhiều khó chịu. Minh Thế Nhân cầm lái, quay đầu nhìn thoáng qua, kỳ quái nói, "Sư phụ mang cái này ba tên phía vật làm gì? không đợi lục châu mở miệng, hoàng thời tiết cười nói, thái hư học cung luôn luôn cùng hoàng thất đi đến gần, cùng hai đại thư viện giao hảo, lục châu nhìn xem ba người, lạnh nhạt mở miệng, muốn mạng sống, chu ôn lương liều mạng cuối người nói, suy nghĩ một chút nghĩ, chỉ có đồ đần mới không muốn sống, vậy bản tọa liền cho ngươi nhóm một cái cơ hội, hắn ngữ khí một lần, hai đại thư viện dùng khởi hành đi tới diện châu, bản tọa muốn gặp được hai đại viện trường việc này nếu có thể làm tốt liền tha các người bất tử chu ôn lương lập tức đáp ứng nói mời các chủ yên tâm nhất định làm tốt việc này vãn bối cái này phi thư liên hệ hắn nhóm nửa ngày sau xuyên vân phi liễn xuất hiện tại diện châu phía tây vài dặm bên ngoài trên một ngọn núi phi liễn rơi xuống cũng không có đi tới diện châu lục châu ngồi ngay ngắn ở phi liễn bên trên quan sát nơi xa diện châu thành chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng cái khác nhìn đến không rõ ràng lắm chu ôn lương thấp giọng nói cơ tiền bối, ta, ta đã liên hệ bắt đầu thư viện, được, Lục Châu không nhìn hắn nữa. Hoàng thời tiết nói ra, chiếu theo vu giáo chủ tính tình, sợ là đã sớm tiên đánh Duyện Châu, đến bây giờ Duyện Châu rất yên tĩnh. Nghĩ đến là có kiêng kỵ, có hai đại thư viện, cùng với ngụy trác ngôn đều tại bố cục, vu chính hải lại không phải người ngu, có thể không thận trọng. Một lát đi qua, từ thần đô phương hướng, mấy ngọn núi ở giữa, một đám bạch y bộ dáng tu hành người, giữa không trung lướt đến, tốc độ cực nhanh, khi thế rộng rãi. Trước sau hình thành một hàng dài, có tới hơn ngàn tên tu hành người. Sư phụ, đến rồi, Minh Thế Nhân nhảy xuống phi liễn, đứng tại trên đỉnh núi, hưng phấn dị thường. Sư phụ, ngài nhanh chóng mở cửu diệp, đem hắn nhóm toàn bộ giết chống trơn, đại sư huynh liền an ổn. Lục Châu Cao Mày nói, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Vi sư há lại là loạn tạo sát nhiệt người, đồ nhi nhất thời nhanh miệng. Sư phụ thứ tội, Minh Thế Nhân vội vàng nói, sư phụ phân rõ phải trái có đức người, hoàng thời tiết cũng là chắp tay, cái này khác không dám nói, cơ huynh lòng dạ thiên hạ là thật. Giết chết người, đều là người đáng chết, nếu là ma, ta bồng lai đảo nguyện đi theo ma thiên các, cái này vừa nói. Chỗ ở một bên chu ôn lương ba người toàn thân lắc một cái. Liền bồng lai môn đều duy trì ma thiên các, có thể nghĩ ma thiên các mị lực lớn đến bao nhiêu. Ma thiên các như mặt trời ban trưa, có một số lớn người sùng bái, thế nào bình thường. Lúc này, kia hơn ngàn tên bạch y tu hành người càng ngày cũng gần. Hô, hô hô hô, đến sơn phong phủ cận, hơn ngàn tên tu hành người ngừng lại, chủ động xếp thành phương trận, hạ thấp độ cao, lơ lửng giữa không trung. Chu ôn lương xa xa nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, cơ tiền bối, ta. Ta đi chào hỏi, đi thôi, lục châu vung tay áo. Hắn cũng không sợ chu ôn lương lâm thời nhảy phản, muốn giết hắn, có trăm ngàn loại thủ đoạn, nếu là chu ôn lương thông minh một điểm, cũng không dám tùy tiện làm ra cái này dạng não tàn sự tình. Chu Ôn Lương mũi chân điểm nhẹ, bay ra ngoài, Thái Hư học cung Chu Ôn Lương, gặp qua chư vị, âm thanh truyền ra ngoài. Bắt đầu thư viện hơn ngàn tên đệ tử, toàn bộ bay tới. Cực kỳ nghiêm chỉnh huấn luyện và chỉnh tề, lơ lửng tại phía trước nhất, chính là bắt đầu thư viện viện trưởng, Chu Hữu Tài. Chu Ôn Lương, người quả thật tại cái này, Thái Hư học cung tổ sư ra lận tín, cùng ta bắt đầu thư viện luôn luôn giao hào, hiện nay ma thiên các đại đệ tử vu chính hải giảo lộng phong vân người ta lý nên liên hợp phối hợp thần đô cầm xuống ma thiên các chu hữu tài nói ra cái này chu ôn lương cảm giác chính mình muốn khóc đừng nói liên hợp sự tình hiện nay thái hư học cung không có trưởng môn không có tổ sư gia không có bình chướng hạch tâm đệ tử chạy hết ánh sáng trông cậy vào cái gì đánh ma thiên các dù là hắn là nhị trưởng lão cũng cảm thấy có tâm vô lực chu ôn lương lắc đầu lại không quanh co lòng vòng tiền bối ngài nhìn bên kia chu hiếu tài theo hắn chỉ vào phương hướng nhìn sang tại phía trên ngọn núi kia xuyên vân phi liễn nửa người trên lộ ra lúc này nhướng mày ngay sau đó liền có một người đứng tại trên một tảng đá lớn hướng phía hắn vẫy gọi người tốt chu viện trưởng lại gặp mặt chu hiếu tài cau mày nói người kia là ai ma thiên các tứ tiên sinh minh thế nhân chu ôn lương giới thiệu nói chu hiếu tài hai mắt chừng một cái nguyên lai là ma thiên các tứ ma đầu người tới đệ tử tài nhanh chóng cầm xuống, bắt sống, có hắn, liền có thể cùng Vu Chính Hải đàm phán. Chu Ôn Lương, làm không tệ, Thái Hư học cung mặc dù không bằng trước kia, nhưng chỉ cần có ta ở đây, liền sẽ không có người khi dễ người Thái Hư học cung, Chu Ôn Lương. Cái này đầu óc, là thế nào lên làm viện trưởng A? À? Chu Ôn Lương khóc không ra nước mắt, liều mạng bay đến Chu viện trưởng bên người, thấp giọng nói, viện. Viện trưởng, cơ, cơ tiền bối, cũng, tại, nửa câu sau giống như là giống như mỗi kêu, cơ hồ không có âm thanh. Chu Hữu tải hai mắt trợn lên, toàn thân một cái giật mình, ngươi, thần đô sức lực bắt nguồn từ thập tuyệt trận, bắt nguồn từ hoàng thất. Cách thần đô, cùng U Minh giáo giao thủ còn có thể, có thể còn xa không có cùng cơ lão mà đấu tư cách. Lúc này, nhất đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, Chu viện trưởng, sao không đi lên cùng lão phu một lần? Chu Hữu thật trong lòng cảm giác nặng nề, như lâm đại địch, vừa rồi những cái kia nhiệt huyết phương cương bắt đầu thư viện đệ tử trẻ tuổi nhóm, vốn định bay ra ngoài bắt Minh Thế Nhân, toàn bộ lui về sau. Thật là cơ lão ma, chuẩn bị lui, ta rất sợ hãi, ta, ta, ta không được, ta không được, một tên đặc biệt sợ hãi thư viện đệ tử, bởi vì quá sợ hãi, không cách nào khống chế nguyên khí, từ không trung rơi xuống. Chu Hữu Tài quay đầu hướng xuống chừng quét mắt một vòng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, ta bắt đầu thư viện, lại có như thế người hèn yếu, vô cùng nhục nhã, Minh Thế Nhân đứng tại trên đá lớn tiếp tục nói, Chu viện trưởng, nhanh, gia sư chờ ngươi đấy. Bắt đầu thư viện hơn ngàn tên đệ tử không có dũng khí gì động. Chu ôn lương thấp giọng nói, đối không lên chu viện trưởng, mặt ngoài nhìn là ta dẫn ngài nhảy hố lửa, trên thực tế ngài suy nghĩ một chút, ngài nếu là lúc này chi viện diện châu, cơ tiền bối vừa vạn tọa sơn quan hổ đấu. Bọ ngựa bắt phe hoàng tước tại hậu, đến lúc đó, người chống đỡ được cửu diệp. Chu hiếu tài tâm đầu run lên, mặc dù không có nguyện ý nghe nói như thế, có thể là. Chu ôn lương nói là sự thật, chu hữu tài hướng về phía trước lơ lửng quay đầu lại nói bắt đầu thư viện đệ tử nghe lệch đệ tử tại toàn bộ tại nơi này chờ lấy không có mệnh lệnh của ta người nào cũng không cho phép nhúc nhích đệ tử tuân mệnh chu hữu tài đạp không đi tới hướng phía minh thế nhân phương hướng đi tới chu ôn lương theo sát phía sau không bao lâu hai người tới minh thế nhân chỗ phong đỉnh bên trên phong đỉnh cảnh trí cùng hoàn cảnh thích thú còn có thụ mộc che chắn kiêu dương thụ diệp lộn xộn rơi tại đại thụ kia phía dưới hai vị lão giả ngồi ngay ngắn ở cái ghế bên trên trò chuyện vui vẻ chu hiếu tài bước qua cự thạch thời điểm liền nhìn thấy hai vị kia lão nhân không do mở to hai mắt hít sâu một hơi lập tức quay đầu người nếu dám đi ngày khác bắt đầu thư viện ắt gặp tai họa ngập đầu lục châu âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ chu hiếu tài toàn thân run lên ngừng lại thần đô thế cục không rõ hoàng đế bệ hạ một mực lợi dụng bắt đầu thư viện luyện chế khai diệp đan mảy may không quan tâm triều chính ma thiên các như mặt trời ban trưa u minh giáo càng là thiên hạ đệ nhất đại ma giáo nếu thật là thần đô luân hãm kia bắt đầu thư viện sau này như thế nào đặt chân chu viện trưởng yên tâm đi gia sư có thể không phải loạn giết người vô tội ngươi nếu là thành thành thật thật giết ngươi làm gì có thể ngươi nếu là không thành thật kia giết ngươi cũng không oan mình thế nhân nói ra chu hữu tài bất đắc dĩ thở dài đi đến hai người trước mặt lục châu vung tay áo nói ban thưởng ghế ngồi Minh Thế Nhân nhảy phi liễn, lấy dưới mặt ghế tới. Hoàng Thời Tiết chắp tay nói, bồng lai đảo, Hoàng Thời Tiết, gặp qua Chu Viện Trưởng, nghe qua Chu Viện Trưởng đại danh. Nguyên lai là Hoàng Đảo Chủ, Chu Hiếu Tài câu nệ ngồi xuống. Lục Châu nhìn về phía lơ lửng ở bên ngoài hơn ngàn tên đệ tử, nhân tiện nói, Lão Phu luôn luôn phân rõ phải trái, từ trước tới giờ không lạm sát kẻ vô tội. Đương nhiên, Lão Phu đối với địch nhân, cũng không thể nhân từ nương tay. Cái này lời nghe đến Chu Hữu Tài tâm đầu run lên cơ tiền bối muốn nhúng tay duyện châu sự tình chu hữu tài hỏi lão phu không có thời gian nhàn rỗi đâu trùng hợp đi ngang qua nơi đây phu chính hải dù phản bội sư môn nhưng trung quy là đồ đệ của lão phu lão phu cũng muốn nhìn xem hắn có hay không bản sự cầm xuống diện châu chu hữu tài chấm hỏi ngoặc kép chỉ là nhìn xem vừa đúng lúc này bang duyện châu thành phương hướng chuyển đến chấn động thanh pháo hoa giống như đao cương tại không trung nở rộ chu hữu tài bỗng nhiên đứng dậy chừng hai mắt nhìn ra xa Duyện Châu Thành. Bắt đầu thư viện các đệ tử, cũng là lần lượt quay người, mặt hướng Duyện Châu Thành. Lục Châu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngồi, Chu Hiếu Tài chợt cảm thấy hai chân giống như là bị trói nặng ngàn cân thạch, không có cách nào di động. Gặp hắn không chịu ngồi xuống, Lục Châu thở dài nói, ngươi như muốn đi, Lão Phu không thể ngăn cản, xin cứ tự nhiên, Minh Thế Nhân âm thầm gật đầu, sư phụ cái này chiêu lấy lui làm tiến, thật là dùng đến rượu công tâm là thượng sách người có dũng khí động sao hoàng thời tiết cởi mở cười nói chu huynh cần gì phải gấp gáp một mực ngồi xuống chuyện cho, thường thưởng phong cảnh há không đẹp ư chu hiếu tài đành phải ngồi xuống lúc này hắn dùng mặt đỏ tới mang tai bắt đầu thư viện vốn là đại viêm lớn nhất lòng dạ thư viện bất luận nam nữ già trẻ bất luận già yếu tàn tật hết thảy bình đẳng đối đãi bắt đầu thư viện dùng này giành được thiên hạ thanh danh cho dù là hoàng thân quốc thích vào thư viện cũng phải cùng hàn môn tử đệ bình khởi bình tọa chu viện trưởng người có thể từng nghĩ tới thư viện tập tục khi nào biến bộ dáng nghe nói như thế chu hữu cải lập tức sửng sốt rất nhiều năm trước bắt đầu thư viện một mực danh xưng đại viêm thần đô đệ nhất thư viện cao thủ nhiều như mây quan sát chúng sinh thiên tử chi kiếm vĩnh thọ hoàng đế lưu qua mạc bắc cổ thánh dạy chư thiên nguyên đều là bắt đầu thư viện học sinh đáng tiếc là gần mấy trăm năm qua không người kế tục đệ tử một đời không bằng một đời, thậm chí biến thành quan học, biến thành hoàng thất phụ thuộc phẩm. Bang, viện châu thành trận pháp lại lần nữa phát sáng lên. Từ sơn phong nhìn, liền giống như là bị một cái trong suốt chén lớn che lại. Viện châu thành bên trong, chậm rãi dâng lên rất nhiều tu hành người, hướng phía tưởng thành, hướng phía trên bầu trời bay đi. Viện châu thành, đại loạn, chu hữu tài quyền đầu nắm chặt, đốt ngón tay lật trắng. Bắt đầu thư viện, nói cho cùng hiệu chung là hoàng thất, mà hắn hiện tại, lại chỉ có thể ở trên ngọn núi, nhìn xem U Minh Giáo, không kiêng nể gì cả điên cuồng công kích diễn Châu Thành. Bất lực, Lục Châu gặp hắn biểu tình khó chịu, nhân tiện nói, thủ thành tướng quân Ma Lộ Bình, bát đại thống soái một trong, người này âm hiểm xảo trá, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Vì áp phế vô chính hải, hắn đem toàn thành bách tính, buộc chung một chỗ. Lão phu kia nghiệt đồ tuy là ma đạo, có thể còn không đến mức táng tận thiên lương. Bắt đầu thư viện, dùng thư chồng người, dạy bảo thiên hạ, cầm lão bách tính mệnh đánh bạc, người cảm thấy, đúng, vẫn là không đúng. Chu Hữu Tài nhướng mày, có việc này, Minh Thế Nhân nói ra, cái này còn có giả. U Minh Giáo có thể trong khoảng thời gian ngắn sở hữu mấy chục vạn giáo chúng, không phải đều là người nhóm bức. Chu Hiếu Tài á khẩu không trả lời được, nếu là có đến tuyển, ai sẽ nguyện ý tuyển trạch con đường này? Chu Hiếu Tài nắm chắc quả đấm, nói, một mã quy nhất mã, ma lộ bình sai lầm, ta tự sẽ hướng bệ hạ tố hắn một bàn. Có thể U Minh Giáo như thế tùy tiện, quấy đến thiên hạ đại loạn, cơ tiền bối thân vì hắn sư, thật muốn ngồi nhìn mặc kệ. Hắn tại bắc đầu thư viện thời điểm, liền nghe nói qua, vu chính hải là ma thiên các đệ nhất kẻ phản bội. Sư đồ ở giữa có hiểm khích, cho đến nay, ma thiên các cũng không có tại ngoài sáng duy trì u minh giáo. Chu Hữu Tài lúc này mới có dũng khí đánh bạo hỏi. Lục Châu nói ra, thành như ngươi nói, một mã quỳ một mã. Vô chính hải phản bội sư môn chi tội, lão phu tự sẽ trị hắn, không nhọc ngươi nhọc lòng có thể, Vu Chính Hải muốn giúp đỡ thiên hạ, cái này là cá nhân hắn tự do cùng truy cầu. Chu viện trưởng, ngươi cùng lão phu cùng là người sư, điểm đạo lý này ngươi nên minh bạch. Nếu không, bắt đầu thư viện vì cái gì bỏ mặc thiên tử chi kiếm vĩnh thọ hoàng đế, giảo lộng thiên hạ. Nghĩa bóng, làm người không thể quá song tiêu. PS, tới trước canh ba, tám ngàn chữ, ban đêm còn có. Cầu phiếu đề cử cùng, kim phiếu. Dựa vào cái gì ngươi bắt đầu thư viện dạy ra học sinh có thể giúp đỡ thiên hạ đồ đệ của lão phu lại không thể chu hữu tài nhất thời nghẹn lời u minh giáo trung quy là ma đạo ma đạo nghịch thiên hành sự thật muốn cải thiên hoán nhật liền không sợ thiên hạ lê dân bách tính không đáp ứng lúc này nghĩ lên thiên hạ lê dân bách tính rồi nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền cái này là tuyên cổ bất biến đạo lý đừng tưởng rằng tu hành người trưởng không đủ dùng hủy diệt phổ thông người lực lượng có thể tu hành giới máu mới vĩnh viễn dựa vào phổ thông người bổ sung một đời một đời đi qua làm tiền nhiệm phổ thông người thành vì tu hành người nắm giữ đầy đủ lực lượng liền hội phản kích những cái kia tiền nhiệm trà đạp phổ thông người tu hành người chớ nói nhân loại liền liền dừng cây bên trong xúc sinh cũng hiểu được cơ bản nhất sinh tồn pháp tắc cái này là nhân loại dùng nhiều đời tiền huyết đổi lấy giáo huấn cơ tiền bối lại như thế nào cam đoan vô chính hải không thương tổn hại dân chúng bình thường chu hữu tài hỏi trên thực tế người nào cũng không thể hoàn toàn cam đoan có chiến tranh tất có thương vong, có thể đại nghĩa bên trên, phải có điều bàn giao. Lần này không đợi Lục Châu hồi đáp, Minh Thế Nhân nói ra, không cần mặt mũi, ma Lộ Bình đã tại làm nhân thần cộng phẫn sự tình, ngươi lại làm như không thấy, ta đại sư huynh còn chưa làm đâu, người trước hết giả tưởng hắn có tội, cái này là cái gì nguy biện. Chu Hữu Tài bị đánh phải nói không ra lời tới, lại nói, Hoàng Thất năm lần bảy lượt khiêu khích ma thiên các, gia sư không có ngay tại chỗ giết người nhóm, cho đại sư huynh bình định chứng ngại, đã rất cho mặt mũi đừng tưởng rằng ngươi là bắt đầu thư viện viện trưởng, liền có tư cách ngồi ở chỗ này lý luận, nếu không phải gia sư là phân rõ phải trái có đức người, đã sớm một bàn tay đập chết ngươi. Đứng tại phụ cận Chu Ôn Lương, Vương Kiệm nhượng cùng Trương Cung, toàn thân run một cái. Lời nghe rõ ràng rất khó chịu, lại làm cho người không rét mà run. Một cái mà đầu, vậy mà phân rõ phải trái nói đức, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Có thể nhân ra nói có đạo lý, thật phải giải quyết vấn đề, một bàn tay đập chết ngươi, chẳng phải là càng đơn giản lưu loát bang diện châu thành thiên mạc bình chướng một tiếng kéo kẹt như là pha lê vỡ vụn ra ý vị này bảo hộ Duyện châu thành bình chướng triệt để vỡ vụn u minh giáo mấy vạn giáo chúng chen trúc xông vào thành trì ngự không mà đi tu hành người lập tức chém giết khói lửa bốc lên sát khí lung lay chiến tranh vĩnh viễn là tàn khốc chu hữu tài bất đắc dĩ thở dài lắc đầu lúc này lục châu quay đầu nhìn về phía chu ôn lương nói ra Thiên hành thư viện khi nào trình diện? Chu Ôn lương hồi đáp: Ta đã phi thư liên hệ Thiên hành thư viện. Chỉ bất quá Thiên hành thư viện viện trưởng luôn luôn tự cao tự đại, chỉ sợ không nhìn chúng ta cái này Thái hư học công nhị trưởng lão sẽ không gặp ta. Lục Châu nhìn về phía Chu Hiếu Tài nói ra: Thiên hành thư viện so Bắc Đầu thư viện còn phải có giá đỡ. Chu Hiếu Tài nói: Mạnh Nam phi hoàn toàn chính xác có chút ngạo khí, diện Châu Thành đã treo lên chiến đấu, cái này thời gian sợ là không thể hướng bên này không có gì bất ngờ xảy ra hắn hẳn là sẽ trực tiếp chạy tới diện châu thành chi viên. ma lộ bình đám người nhìn về phía diện châu thành tình hình chiến đấu rất kịch liệt không có bình chướng thành trì khắp nơi có thể thấy được pháp thân đao cương cùng kiếm cương u minh giáo phi liễn từ từ tiến lên mỗi lần hướng phía trước di động liền hội mang đi hơn 10 người thiên hành thư viện đệ tử không có xuất hiện minh thế nhân nhìn quanh nói xem ra đại sư huynh là muốn thắng a Chu Hiếu Tài sắc mặt âm tình bất định, hắn thực tại không có dũng khí động, liền liền tại bên ngoài chờ hơn ngàn tên thư viện đệ tử cũng không có dũng khí gì động. Cửu Diệp Đại Lão dưới chân thử hỏi người nào dám tìm chết. Vừa đúng lúc này, lúc bên trái dãy núi ở giữa bay tới một tên tu hành người thân mang lam bào là Thiên Hành Thư Viện người, Minh Thế Nhân nói ra. Chu Ôn Lương gật đầu, ta đi tiếp ứng. Chu Ôn Lương bay ra ngoài, lăng không lơ lửng chào hỏi, Thái Hư Học Cung nhị trưởng lão, Chu Ôn Lương có dũng khí hỏi các hạ tôn tính đại danh. Kia Lam bảo tu hành người lăng không nói, người chính là Chu Ôn Lương. Là ta, chó nhà có tang, bốn chữ này để Chu Ôn Lương nhướng mày. Tục ngữ nói đánh người không đánh mặt, Thái Hư học công rơi vào hiện nay hạ chàng đã đủ thảm, cái này trào phúng, Chu Ôn Lương há có thể không dân. Chu Ôn Lương cũng không có cách, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, huống chi người này là thiên hành thư viện người. Mạnh viện trưởng ở đâu? Lam bảo tu hành người khinh thường nói, mạnh viện trưởng ở đâu có quan hệ gì tới ngươi? Chó nhà có tang, hực xứng theo mạnh viện trưởng đối thoại. Chu ôn lương nhẫn nhịn nộ hỏa, nói, nếu như ngươi là đến mắng ta, kia liền mời về đi, hô. Nhất đạo nhân ảnh từ phía sau bay tới, chào hỏi, uy, đừng đi a. À. Lam bảo tu hành người nói, ngươi là. Chu ôn lương giới thiệu nói, ma thiên các, tứ tiên sinh, Lam bảo tu hành người lông mày nhíu chặt, quát, Chu ôn lương, người quả nhiên cùng ma đạo cấu kết cùng một chỗ. Làm sao nói, cái gì gọi là cấu kết, Minh Thế Nhân đối hắn dùng từ cảm thấy bất mãn, chẳng lẽ không phải, gia sư tại song thạch phong đỉnh, mời mời hai vị viện trưởng, thưởng thức phong cảnh, chuyện trò. Thế nào liền gọi cấu kết rồi, cái từ ngữ này dùng đến ta rất không cao hứng, ta hiện tại rất tức giận, Minh Thế Nhân nói ra. Bệnh thần kinh, làm bảo tu hành người nghi hoặc mà nhìn xem Minh Thế Nhân. Chu ôn lương lắc đầu, lúc này, phong đỉnh bay tới thanh âm uy nghiêm, lão tứ, minh thế nhân liền vội vàng khom người, đồ nhi tại, nói không thông lý, vậy liền giết. Lam bảo tu hành người nghe đến kia thanh âm uy nghiêm thời điểm, chính thức giận hơn, chỉ gặp minh thế nhân thân ảnh như là một đạo thiểm điện, đánh tới. Tốc độ nhanh đến lệnh người giận sôi trên tay hắn, hàn mang hiện lên, hưu, Lam bảo tu hành người chợt cảm thấy một cỗ cảm giác mát, pháp thân nổ tung. Muộn, xoẹt, minh thế nhân từ Lam bảo tu hành người bên cạnh vạch qua, nhìn cũng không nhìn, chiến đấu kết thúc, Chu Ôn Lương nuốt một ngụm nước bọt, cái này Lam Bảo tu hành người nhìn qua cũng không yếu, lại bị dây rồi. Cái này Ma Thiên các tứ tiên sinh đến cùng mạnh bao nhiêu? Lam Bảo tu hành người lúc này mới cảm giác được ngực bị mở ra, tiên huyết cuồn cuộn mà ra. Hắn trợn to hai mắt, nhìn về phía Chu Ôn Lương. Giơ tay lên, chỉ chỉ, ngươi, ngươi, chính ngươi tìm chết, không oán ta được, đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được một nghìn điểm công đức phong đỉnh bên trên, không khí biến có chút xấu hổ mà quỷ dị. Bắt đầu thư viện chúng đệ tử lặng ngắt như tờ, viện trưởng Chu Hiếu Tài nâng lên tụ tử, xoa xoa mồ hôi trên mặt. Lục Châu nói ra, Chu viện trưởng không cần khẩn trương. Lão Phu luôn luôn phân rõ phải trái, có thể cái này không nói đạo lý người, thuần phí miệng lưỡi, lãng phí thời gian. Người cứ nói đi, là, là, Chu viện trưởng có chút hoảng, hoàng thời tiết vỗ tay nói, không nghĩ tới ma thiên các tứ tiên sinh, lại có như vậy thủ đoạn. Lục Châu lắc lắc đầu nói, không phải hắn mạnh bao nhiêu, mà là, thiên hành thư viện đệ tử, quá yếu, hắn ngữ điệu rất phẳng trì hoãn, có thể là mỗi một chữ đều nói năng có khí phách, nói người trái tim phanh phanh trực nhầy. liền cảm giác, cái này lời giống như là tại nói hắn nhóm chết, luận cá nhân tu vi, mình thế nhân còn kém xa lắm. Hai vị mời xem, Lục Châu chỉ chỉ duyện Châu Thành phương hướng. Kia U Minh giáo cửa liễn bên trên, bay ra một cây đao tới mạn thiên đao cương, gió tanh mưa máu, phàm tới gần phi liễn tu hành người, đều bị đao cương xoắn nát, chân cụt tay đứt, mạn thiên tản mát. Hoàng thời tiết gật đầu nói, vu giáo chủ đại huyền thiên trương sớm đã xuất thần nhập hóa, cho dù là ta, cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Chu Hữu Tài nhìn về phía Hoàng Thời Tiết, âm thanh cũng biến thành không có kia có lực lượng, Hoàng đảo chủ bồng lai bắt diệp trí cường tán tu, trong tay có hắc tán địa giai đỉnh phong vũ khí, cũng không bằng vu giáo chủ. Ngay trước mặt Lục Châu, hắn cũng không dám nói ra ma đầu cái này dạng rèm pha chữ hoàng thời tiết nói ra chu viện trưởng ngài cái này là cất nhắc ta ngài đem ta cùng vu giáo chủ đặt chung một chỗ so sánh giống như đem bắt đầu thư viện học sinh cùng ngài thả cùng một chỗ so với cái này là đối với giáo chủ vũ nhục càng là đối với cơ huynh vũ nhục chấm chấm ngoặc kép chu hiếu tài là bắt đầu thư viện viện trưởng không ra có thể từ bắt đầu thư viện nhật bạc tây sơn không người kế tục sớm đã không bằng trước kia huy hoàng hắn cũng là trăm năm trước mới tiếp nhận bắt đầu thư viện, thành vì viện trường. Đơn thuần cá nhân tu vi, chu viện trưởng chưa chắc là hoàng thời tiết đối thủ, nhưng mà liền hoàng thời tiết cái này dạng bát diệp cao thủ đối vu chính hải như thế đánh giá, kia hắn tính cái gì? Hoàng thời tiết nhìn chu hữu tài một mặt mộng bức dáng vẻ, cười nói, chu viện trưởng không cần hoài nghi, chính mình nhìn là được. diện châu thành bên trong, u minh giáo các đệ tử, cuốn tới, cả cái đông tường thành bên trên, đều là u minh giáo đệ tử vu chính hải bằng vào sức một mình, ở phía trên không ngừng thi triển đao cương, nếu là có người có dũng khi hướng bay, đều sẽ bị hắn bích ngọc đao thu mạch, cùng lúc đó. Duyện châu phủ tướng quân bên trong, ma lộ bình mang cái này bốn vị phó tướng, hướng phía bên ngoài đi tới. Ma tướng quân, tình huống bây giờ không thể lạc quan, muốn hay không đem những dân chúng kia đuổi ra, đi thôi. Ma đạo trung quy là ma đạo, hy sinh những dân chúng này, liền có thể danh chính ngôn thuận, liên hợp thiên hạ toàn bộ tu hành người, ma lộ bình lại nói, đem sự tình làm tuyệt vâng một tên phó tướng gấp chạy rời đi phủ tướng quân ma lộ bình hạ lệnh ngươi đi nam thành bên ngoài tiếp ứng thái tử mặt tướng tuân lệnh ngươi đi cửa thành đông tiếp ứng ngụy trác ngôn mặt tướng tuân lệnh còn có ngươi đi tiếp ứng bắt đầu thư viện cùng thiên hành thư viện muốn nhanh u minh giáo đã thành công vào cuộc hiện tại nhất định phải đem hắn một mẻ hốt gọn mặt tướng tuân lệnh ba tên phó tướng lệnh quân lệnh cấp tốc rời đi phủ tướng quân Ma lộ bình chắp tay đi đến viện lạc bên trong, nhìn thấy nằm trên mặt đất thi thể, trong mắt của hắn toát ra hỏa quang, liền để u minh giáo tất cả mọi người, vì ngươi trôn cung. Vừa dứt lời. Tường viện bên trên, xuất hiện một tên thanh bảo kiếm khách, khoanh tay, quan sát hắn, kia ung dung không vội, tự tin khuôn mặt bên trên, mang theo một tia mỉm cười thản nhiên. Ma lộ bình toàn thân một cái giật mình, hai mắt trừng lớn nhìn xem kia thanh bảo kiếm khách, lúc nào đến, hắn vậy mà không có phát giác ma lộ bình cưỡng ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại nói ra các hạ la rất xin lỗi ngộ sát huynh đệ của ngươi ma thanh hắn nguyên bản không tại tử vong danh sách bên trên tại hạ bất đắc dĩ thanh bảo kiếm khách thanh âm ôn hòa nói là ngươi chuyện cũ đã qua bớt đau buồn đi ngu thượng nhung hơi hơi hạ thấp đầu tỏ vẻ đối người chết tôn trọng có thể tại ma lộ bình nghe tới cái này là nhất ngay thẳng vũ nhục ma lộ bình lập tức nổi trận lôi đình song trưởng nâng lên trưởng ấn đánh ra phanh phanh phanh, ngu thượng nhung mũi chân điểm nhẹ, thân hình lăng không xoay chuyển, hướng xuống lao xuống. Ma lộ bình đạp đất mà đi, toàn thân bạo phát cương khí. Oanh, phủ tướng quân tường viện sụp đổ, hai người theo viện tử phụ cận hồ nhỏ, hướng phía hành lang cùng lương đỉnh bay đi. Trưởng ứng mạn thiên phi vũ, ra khỏi vỏ, ngu thượng nhung khẽ quát một tiếng, đạm hồng sắc trường kiếm lượn vòng mà ra. Ma lộ bình bàn tay biến kim quang lóng lánh, phanh phanh, song phương hạ xuống viện bên trong, một kiếm quét ngang, kiếm cương bay tứ tung, cả tòa lương đình bị cùng nhau chảm đoạn, ma lộ bình đấu pháp cương mãnh hung hãn, mỗi một quyền một bàn tay, đều ẩn chứa cực lớn lực lượng. Kiếm ma, không gì hơn cái này, ma lộ bình quát lên một tiếng lớn, song trưởng gấp lại. Mấy chục đạo trưởng ấn ở chung quanh lượn vòng, ngu thượng nhung sắc mặt không đổi, trường kiếm vũ động, kiếm ảnh xuất hiện. Kiếm quang linh động, đem mỗi một cái trưởng ấn mở ra. Thiên giai vũ khí vì cái gì đáng sợ, nguyên nhân liền là tại nơi này, lấy kiếm phá cương mở ra quyền cương cùng trưởng ấn giống như mở ra từng khối đậu hũ giống như một bên khác đông thành phụ cận trên không u minh giáo cự liễn bên trên vu chính hải liên tiếp thi triển mấy lần quân lâm thiên hạ nguyên khí cũng tiêu hao hơn phân nửa hắn bàn tay thế một thu bích ngọc đao lượn vòng mà quay về đại sư huynh người bảo tồn thực lực còn lại giao cho ta cùng trọng dương huynh tư vô nhai đứng dậy hắn chính muốn thi triển khổng tước khai bình vu chính hải đưa tay ngăn trở hắn nói ra, hiền đệ, ngươi liền lưu tại liễn bên trên, bầy mưu nghĩ kế là đủ. Ngươi như xảy ra chuyện, phi huynh băn khoăn, hoa trọng dương đem gần nhất một đợt cự nỏ đánh bay, hạ xuống liễn bên trên, nói ra, không vớt thất tiên sinh động thủ, u minh giáo các huynh đệ, cũng có không kém. Nhìn bên kia, thanh long điện nhị thủ tọa tại hồng, mang theo một đội nhân mã, hướng phía cái khác thành đầu bay đi. Pháp thân vừa mở, lục diệp kim liên, đê không lướt qua, chính là một loạt đê giai tu hành người bị giết tư vô nhai gật gật đầu đại sư huynh sở hữu u minh giáo cầm xuống thần đô là sớm tối sự tình vu chính hải bị nói đến tâm hoa nộ phóng nói ra có thể cũng không thể tự cao tự đại sư phụ lão nhân ra ông ta cho thời gian có chút gấp đại sư huynh yên tâm thời gian đầy đủ hiện tại cần đề phòng là hai đại thư viện cùng ngụy trác ngôn tư vô nhai nói ra chỉ tiếc bạch ngọc thanh dương viêm cùng địch thanh không ở chỗ này lúc này hoa trọng dương nhìn thấy trên đường phố hiện lên đại lượng lão bách tính toàn bộ sắc mặt khẩn trương sợ hãi, còn có không ít người bị thương, mặt mũi bầm dập, hướng phía U Minh giáo giáo chúng công kích phương hướng chạy tới. Giáo chủ, mau nhìn, Vu Chính Hải cùng Tư Vô Nhai nhìn thấy rất nhiều bách tính. Đồng thời nhướng mày, thế nào làm, hoa trọng dương cao mày, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, ở thời điểm này lạnh lùng hạ sát thủ, hoàn toàn chính xác là ổn thỏa nhất phương thức. Có thể là, thật có thể hạ thủ được sao, nếu là thả bọn họ tiến nhập U Minh giáo khu vực, tất nhiên hội liên lụy U Minh Giáo, hoặc là vạn nhất lẫn vào gian tế, liền khó làm. Vu Chính Hải quyền đầu nắm chặt, ánh mắt sáng rực. Ma Lộ Bình, bản giáo chủ hội chính tay đâm người này. Vu Chính Hải nội tâm bốc hỏa, Hoa Trọng Dương hạ gối quỷ xuống, gần từng chữ, thỉnh giáo chủ hạ lệnh, thuộc hạ phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của ngài. Tư vô nhai nội tâm khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Hoa Trọng Dương. Vu Chính Hải không có trả lời, mà là yên lặng nhìn xem đầu đường bách tính. Tại những cái kia bách tính hậu phương, có không ít thủ thành binh sĩ nhìn xem. Một cái hài tử, gào khóc, hài tử mẫu thân, không nghĩ để hắn khóc, liền quyết tâm che lấy miệng của hắn. Tất cả mọi người rất sợ hãi, không có thời gian đồng tình những người khác, hoa trọng dương chờ đợi giáo chủ mệnh lệch, quyền đầu nắm chặt, mặt không biểu tình. Lui, vô chứng hải giơ tay lên, nghe đến câu trả lời này, tư vô nhai ngược lại là thở dài một hơi, mặc dù hắn có thể nói ra đề nghị. Hoa trọng dương chính như hắn nói như vậy, trầm giọng nói, thuộc hạ tuân mệnh. Hắn thả người nhảy lên, lơ lửng tại phi liễn hạ phương, truyền thanh nói, lui giữ tường thành. U minh giáo bọn giáo chúng, lần lượt ngừng đầu, hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn lên trên trời phi liễn. Chiến cuộc đại yêu, vì cái gì lui? Lão bách tính nhóm thở dài một hơi, nhìn xem thối lui u minh giáo giáo chúng. Toàn bộ lão bách tính, toàn bộ ngồi liệt trên mặt đất, phảng phất tránh thoát một trận sinh tử hạo kiếp. Lúc này, vài giọng có hơn tây thành phương hướng, một tòa bát diệp pháp thân, trực bước chân trời. Cao tới người trượng pháp thân, kim quang lóng lánh, bát diệp kim liên quanh quẩn trên không trung, căng phồng lên đến. Oanh, tại pháp thân bộc phát ra đầy thiên cương khí bên trong, nhất đạo thanh bảo kiếm khách thân ảnh, đem trường kiếm đưa ngang trước người, cấp tóc bay về sau. Có thể kia thanh bảo kiếm khách, sắc mặt thong rong, chấn định mà tự tin, né tránh cái này một chiều bát diệp pháp thân bành trướng. Vì ổn định thân ảnh, ngu thượng nhung đạp mạnh kiến trúc, thân hình hạ xuống ngẩng đầu lên, nhìn về phía ma lộ bình. Ngu thượng nhung áp chế lại cuồn cuộn khí huyết, có thể hắn lại lộ ra tự tin cười nhạt, nói, nếu là bát diệp, người sớm đã là ta vong hồn dưới kiếm. Bất quá, lấy yếu thắng mạnh, tựa hồ, càng thú vị một ít. Ma lộ bình bảo phát pháp thân một khắc này, ánh mắt tìm kiếm, nhìn về phía hạ phương ngu thượng nhung, sắc mặt nghiêm túc nói, người quả thật là kiếm ma ngu thượng nhung, hắn không nghĩ tới, dùng chính mình bát diệp tu vi, vậy mà đến bây giờ, đều bước không ra ngu thượng nhung ngửa pháp thân nơi xa cự liễn bên trên vu chính hải có thể không ngủ nhìn thấy cái này người trưởng pháp thân Hừ nhẹ nói hiền đệ nơi này giao cho ngươi toàn quyền chỉ huy vi huynh muốn đích thân cầm xuống ma lộ bình đầu người nói xong chưa kịp tư vô nhai trả lời liền thả người bay ra cự liễn tư vô nhai mắt sắc một ít nhìn thấy kia pháp thân bên ngoài kim sắc quang mang bên trong rơi xuống thanh bảo thân ảnh thần bí cao nhân nhị sư huynh Vô Chính Hải mắt bên trong cũng chỉ có Ma Lộ Bình. Kia người Trượng Pháp thân thực tại quá mức quen thuộc, to lớn quyền đầu cùng quyền cương đã bán hắn, Vô Chính Hải giữa trời lao đi, bởi vì tốc độ nhanh, dáng người đã ngang phi hành. Bích Ngọc Đao áp sát vào bên hông, ông ông tác hương. Vừa nghĩ tới bị cưỡng ép lão bách Tính, Vô Chính Hải lửa giận trong lòng thiêu đốt, sao động nguyên khí ảnh hưởng Bích Ngọc Đao, toàn thân tản ra đáng sợ sát khí. Lúc này Ngưu Thượng Nhung cũng ý thức được ma lộ bình pháp thân bại lộ vị trí của hắn. Ma lộ bình không có chú ý tới cấp tốc chạy tới vu chính hải, lực chú ý toàn bộ đặt ở kiếm ma ngu thượng nhung thân bên trên, cái này giết hắn đệ đệ người. Hắn so bất luận kẻ nào đều nghĩ ngay lập tức trừ mất ngu thượng nhung. Ánh mắt hướng phía dưới, ma lộ bình pháp thân một thu, thân thể thay đổi 180 độ hướng phía dưới, tay phải nắm tay, bộc phát ra lưu tinh giống như quyền cương. Kiếm ma, nhận lấy cái chết ma lộ bình hai mắt đỏ bừng sát ý bừng bừng luyện thể chi thuật đến hắn cái này độ hoàn toàn chính xác có thể thành chúa tể một phương ngu thượng nhung ngẩng đầu nhìn thiên nhìn xem một quyền kỳ hướng phía dưới ma lộ bình lúc này tay nhắc trưởng sinh kiếm ông pháp thân xuất hiện để người thán phục là ngu thượng nhung pháp thân cùng người khác bất đồng khác pháp thân đều là song trưởng gấp lại như là ngay tại thiền tu phật tổ cùng đạo sĩ ngu thượng nhung pháp thân lại là song trưởng nhất hợp Người ngón hướng lên nắm lên ma lộ bình nội tâm nhất kinh chưa từng gặp qua như vậy có thể động pháp thân ưng có thể chiêu thức đã xuất liền không thể bỏ dở nửa chừng nín hơi ngưng thần tập trung lực chú ý hạ áp quyền cương ma lộ bình từ cao độ phán đoán ra pháp thân đẳng cấp lẫm nhiên nói lục diệp pháp thân người chết chắc bất kể từ chỗ nào loại góc độ đều có thể nhìn ra bắt diệp pháp thân một quyền cương đều sẽ là hủy thiên diệt địa đủ dùng vỡ nát ngu thượng nhung lục diệp pháp thân liền liền chính ma lộ bình cũng là như thế phán đoán phụ cận tu hành người đều nhìn thấy cái này một màn kinh người chân trời bên trong ma lộ bình thẳng tắp hướng phía dưới quyền cương vung ra oanh để người không tưởng tượng được một màn xuất hiện ngu thượng nhung lục diệp pháp thân song trưởng một chảo lại bắt lấy ma lộ bình hai vai quyền cương toàn bộ rơi tại pháp thân trên cánh tay phải ngu thượng nhung nhíu mày cảm giác được cánh tay phải có nguy hiểm lập tức cánh tay phải vung vẩy ma lộ bình phía bên phải oai động oanh, quyền cương dư huy rơi tại pháp thân bên trên, đáng xuất đảo vệt sóng gợn. Chờ chính là lúc này, ngu thượng nhung một chân đạp mạnh, xông vào chân trời, trường sinh kiếm lại lần nữa nổi lên hồng sắc quang hoa. Kim liên liên diệp trên trường sinh kiếm quay chung quanh xoay tròn, tam đạo thân ảnh hư hoàng. Cái này là ngu thượng nhung thành danh kiếm kỹ, quy khứ lai hề nhập tam hồn. Ha ha ha, hơi lộ bình cuồng tiếu lên tiếng, người trung kế. Trên người hắn bỗng nhiên giống như là mạ vàng đồng dạng, chiếu lấp lánh, giống như thiêu đốt hỏa diễm, cương thể đại thừa, cái gọi là cương thể đại thừa chính là luyện thể cảnh giới cực hạn, có thể đem toàn bộ nguyên khí bám vào tại kinh mạch nguyên khí, lan ra tầng ngoài, thậm chí đem pháp thân áp xúc thành cùng bản thể đồng dạng lớn nhỏ tam giả hợp nhất, chính là cương thể. Thế gian luyện thể giả có thể luyện ra cương thể, giải rác có thể đếm được. Một ngày thành tựu cương thể, pháp thân mở ra trạng thái dưới, cung cấp Phật tổ kim thân gia thân phòng ngự kinh người ma lộ bình không lui mà tiến tới dù là ánh mắt đã mông lung hắn vẫn y như cũ tuyển trạch hướng phía mông lung khu vực không hăng huy quyền kiếm đã xuất vỏ khá có thể nói lui kiếm ma như trước đây ra sức huy kiếm ngu thượng nhung ánh mắt chấp nhất kiếm thế huy động âm âm ngu thượng nhung tam đạo thân ảnh hợp nhất lăng không hướng sau xoay chuyển rơi xuống một dây lát ở giữa tay phải cầm kiếm hướng phía dưới cắm xuống âm ổn định thân hình ma lộ bình đồng dạng hướng sau bay ngược dầm dầm dầm, liên tục đụng gãy ba tòa công trình kiến trúc, nện ở mặt đất bên trên. Bụi đất tràn ngập, ngăn trở ánh mắt, hết thảy yên tĩnh trở lại. Như thế cấp bậc chiến đấu, lực phá hoại cùng lực sát thương cực lớn, phụ cận tu hành người, chỉ có thể mắt lom lom nhìn, mà có dũng khí tới gần. Một trận thành chiến, nếu có thể có một lần thất bát diệp chiến đấu, cũng đã rất dọa người. Tới gần giống như tìm chết, ngu thượng nhung hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem ma lộ bình rơi xuống địa phương chờ bụi đất tiêu tán một khắc này, ngu thượng nhung nhìn thấy một cái bích lục to lớn đao cương, cắm ở bờ hố bên trên, đón ánh nắng chiếu rọi đạo đạo ánh nắng. Hắn nội tâm lục bộp một cái, cuối cùng vẫn là trốn không thoát, khó trách ma lộ bình sẽ như vậy tùy tiện bị đánh rơi, thậm chí có hai âm thanh. Hắn, cuối cùng chạy tới, đại sư huynh, ngu thượng nhung ngẩng đầu, ánh mắt tìm kiếm, tại đối diện công trình kiến trúc phía trên, vô chính hải hai tay chắp sau lưng. Hai mắt có thần mà nhìn chằm chằm vào, ngu thượng nhung. Đúng vậy, hắn không nhìn mặt đất mà lộ bình, liền là thẳng như vậy ngoắc ngoắc mà nhìn xem đối diện ngu thượng nhung. Thật là ngươi, vu chính hải có chút không thể tin được. Ngu thượng nhung lộ ra mỉm cười, đứng thẳng người, nói, là ta, ngươi vì sao muốn giúp ta? vu chính hải nói, ta không phải đang giúp ngươi, mà là tại giúp chính ta, giúp chính ngươi. Đương nhiên, ngu thượng nhung trả lời rất nhẹ nhàng, nhị sư đệ, ta thân là đại sư huynh, bao dung ngươi, hiểu ngươi, thậm chí nhiều lần nhường nhịn đi qua loại loại chung quy thoảng qua như mây khói ta sao lại cùng ngươi tính toán có thể hắn lời nói xoay chuyển ngữ khí biến nghiêm túc mà trầm trọng đại nghiệp trước mắt sự tình liên quan u minh giáo mấy chục vạn huynh đệ chuyện này ta không thể để ma lộ bình ta thấy sư đệ chảm ngu thượng nhung lạnh nhạt cười nói ngươi là đại sư huynh ta kính trọng ngươi tôn trọng ngươi thậm chí nhiều lần né tránh làm sư đệ há có thể đối huynh trưởng vô lễ đại nghiệp cố nhiên trọng yếu có thể ma lộ bình cũng không trở ngại người đại nghiệp hắn đã ở trên danh sách của ta đầu người lẽ ra phải do ta lấy đi khụ 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 ma lộ bình cố nén đau đớn kịch liệt đơn trưởng đập đất lăng không đứng dậy tả hữu xem xét đường đường bắt đại thống soái một trong thế mà lưu lạc thành dê đợi làm thịt thịt cá trên thớt gỗ chính ở chỗ này thảo luận người nào lấy đi đâu ngươi ma lộ bình như thế nào không giận đủ ma lộ bình quát lên một tiếng lớn ngu thượng nhung người bất quá là lục diệp pháp thân lấy cái gì giết bản tướng quân lục diệp pháp thân vu chính hải mí mắt nhảy một cái một loại không cam lòng cảm xúc quanh quẩn tâm đầu hắn hoàn toàn cũng có thể trùng tu đáng tiếc đại nghiệp quấn thân ma lộ bình quay người nhìn nói với vu chính hải vu chính hải bản tướng quân viện quân lập tức tới ngay người bây giờ đã là cá trong chậu có tư cách gì cùng bản tướng quân kêu gào vu chính hải vẫn không có nhìn ma lộ bình mà là tiếp tục nhìn xem ngu thượng nhung nói ra, nhị sư đệ, người chỉ có lục diệp, sợ là giết không ma lộ bình. Thần đô sự tình, người không cần lại cắm tay, ngu thượng nhung cười nhạt nói, đại sư huynh. Xin thứ cho ta, không có dũng khí gật bừa, trường sinh kiếm rung động. Ông, trên lưỡi kiếm quanh quẩn nhàn nhạt hồng quang, vụt, trường sinh kiếm bay đến thân trước, ngu thượng nhung sắc mặt thong rong, song trưởng nhất hợp. Trung quanh nguyên khí dũng động, phong khởi, phủ cận công trình kiến trúc, nóc nhà, mảnh ngói lơ lửng, vạn vật rung động ngay sau đó trường sinh kiếm từ thụ biến ngang lít nhà lít nhít kiếm cương tựa như quạt lông đồng dạng xuất hiện vu chính hải hơi kinh hãi vạn vật quy nguyên vạn vật căn bản vô địch chi đạo cái này một chiêu chính là quy nguyên kiếm quyết bên trong khó nhất luyện thành đại thần thông một trong không thể so với nhập tam hồn yếu đặt ngang trường sinh tại chỗ dạo qua một vòng kia một vòng đều thành kiếm cương vu chính hải thấy thế một tay lật một cái cắm trên mặt đất bích ngọc đao vụt một tiếng bay trở về mà sau lại một lần nữa ném ra ngoài. Quân lâm thiên hạ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, chính là tối cường chiêu. Nếu như là ngươi, đồng thời đối mặt hai người này, đáng như thế nào? Tuyển trạch bát diệp đỉnh phong vô chính hải, còn là nhìn như chỉ có lục diệp tân pháp thân ngu thượng nhung. Tại chỗ ngây người ma lộ bình cố nén nội thương, lại lần nữa thi triển cương thể. Lập tức hỏa thiêu toàn thân giống như cương khí vờn quanh. Ma lộ bình chân đạp đất mặt, quanh, hắn hướng phía. Ngu thượng nhung nhào tới ngu thượng nhung cười nhạt một tiếng song trưởng trước trước đầy vạn vật quy nguyên toàn bộ kiếm cương cùng trường sinh kiếm hòa làm một thể hướng phía ma lộ bình bay đi ma lộ bình bình tĩnh nói cho dù chết cũng muốn kéo người kiếm ma chôn cùng hắn mắt bên trong tràn ngập chấp nhất cùng tự tin cũng chính là cái này loại tự tin để ngu thượng nhung toàn lực ứng phó phanh 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 kiếm cương đâm về ma lộ bình thân thể cùng lúc đó quân lâm thiên hạ sinh ra mạn thiên đao cương từ phía sau lưng đánh tới Vu Chính Hải hai tay một triển, tựa như hùng ưng dương cánh, dưới thân chỉnh tề sóng biển giống như đao cương nhào về phía Ma Lộ Bình. Phanh phanh phanh, Vu Chính Hải tập trung nhìn vào, tại Ma Lộ Bình quyền hạng nhất xuất hiện mấy đạo huyết ngân. Có thể nói, Ma Lộ Bình hiện tại đối mặt cục, là tình thế chắc chắn phải chết. Hai mặt thụ địch, một chiêu là vạn vật quy nguyên, một chiêu là quân lâm thiên hà. Nhưng mà, Vu Chính Hải bỗng nhiên hai tay thu về, song trưởng nhất hợp. Quân lâm thiên hạ im bặt mà dừng, bích ngọc đao bay hồi giữa song trường. Vô chính hải đặt ngang vông đao, âm, dài đến mấy thước kim sắc đao cương, đem ma lộ bình quét ngang ra. Đồng thời cũng rời đi vạn vật quy nguyên khu vực. Ngu thượng nhung lại lần nữa lăng không sau nhảy, động tác yêu nhã mà cực hạn. Nhưng ở cái này loại nhẹ nhõm phía dưới, mỗi chân điểm chi chỗ, toàn bộ xuất hiện vết sàn. Ma lộ bình bay ngang ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, theo mặt đất lăn lộn đao cương cùng kiếm cương sắt na ở giữa tiêu thất vu chính hải vẫn y như cũ nhìn ngu thượng nhung không có nhìn bị thương nặng ma lộ bình ngươi có thể biết vừa rồi hắn một quyền kia có thể muốn ngươi mệnh vu chính hải chất hỏi ngu thượng nhung cười nhạt một tiếng nói đại sư huynh là sợ hãi ta vạn vật quy nguyên vượt lên trước giết hắn ta như không cái này dạng ngươi hội thủ thương chưa chắc tự phụ cũng không phải là một chuyện tốt ngươi đã trảm liên trùng tu cần gì cùng bát diệp tranh phong Vu Chính Hải nói ra, Văn Thư, ta giết, Quý Thanh Thanh Tứ Đại Phó Tướng, ta giết, Thử Vương Lý Thương Thời, ta giết, Duyện Châu Nam Thành Quan, ta giết, Ngu Thượng Nhung nói ra. Nghe đến Vu Chính Hải cao mày, có thể rất nhanh hắn giãn ra, xem thường nói, đây chính là người tự phụ lý do. Người vừa rồi đối mặt, lại là Duyện Châu Thành Tướng Quân Ma Lộ Bình, thần đô cấm quân bát đại thống soái một trong, ừm, Ngu Thượng Nhung trả lời. Hai người đấu võ mồm, tức giận đến Ma Lộ Bình tức giận không thôi hắn gỡ ra thân bên trên mảnh vụn, ngồi đứng đứng dậy. Nhìn bên hông vết đao, còn có thân trước vết kiếm, nhất đao một kiếm, đều ở trên người hắn lưu lại rất sâu vết thương, tiền huyết theo vết thương dỉ ra. Nếu không phải cương thể đại thừa, coi như vô chính hải cùng ngu thượng nhung không sử dụng mạnh như vậy chiêu thức, cũng đủ dùng muốn mạng của bọn hắn. Dù vậy, cương thể đại thừa trạng thái, vẫn y như cũ rất khó gánh vác được quân lâm thiên hạ cùng vạn vật quy nguyên. vu chính hải lâm thời biến chiêu, ngược lại cứu hắn một mạng đại sư huynh, người ta tranh luận, không có ý nghĩa. Sao không tôn trọng đối thủ, để hắn tuyển? Ngu thượng nhung nhìn về phía ma lộ bình, vu chính hải nhẹ hư một tiếng, khinh thường nói, có ít người, trời sinh là đem ra vũ nhục, mà không phải tôn trọng. Tỉ như, ma lộ bình, trai trái nâng lên, bích ngọc đao chỉ hướng ma lộ bình. Ngu thượng nhung cũng giơ tay lên bên trong kiếm, nói ra, như thế, kia liền xem ai càng nhanh. Đối mặt thế gian này trí cường hai người, chỉ cần không ngốc, đều hiểu hạ một bước, phải làm gì trốn ma lộ bình không nói hai lời được đến thở dốc công phu lập tức phi nước đại chạy như bay cương khí tung hoành ma lộ bình chợt phát hiện hắn chỗ khu vực lại không có bất kỳ ai hắn không có dũng khí bay lên chỉ có thể tại đường tắt bên trong khắp nơi tán loạn không có người không có bất kỳ ai rỗng tuếch hắn lúc này mới nghĩ lên toàn bộ bách tính đều bị phó tướng trói đến cửa thành đông phu cận để mà uy hiếp u minh giáo ma lộ bình không được chọn tiến nhập đường tắt, tiếp tục chạy như điên. Tại sao không ai truy ta? Hắn quay đầu nhìn về phía đường tắt miệng, còn đang nghi hoặc. Trước mặt đường tắt phía trên, vô chính hải hướng phía hắn phất tay, người trốn được. Ma lộ bình thúc đẩy cương thể, bên trái liếc đụng ra ngoài. Kia đường tắt vách tường lưu lại một người hình tổn hại miệng. Hướng phía một phương hướng khác cấp tốc gấp chạy, còn không có đuổi bao xa, liền nhìn thấy bên cạnh trên nóc nhà, ngu thượng nhung mặt mỉm cười nói, cần gì đau khổ dãy ruộng, ma lộ bình điên ma lộ bình hoàng hắn vô pháp tha thứ cái này loại trò chơi mèo vờn chuột lúc này chân đạp đại địa trực bức không trung quả nhiên ngu thượng nhung cùng vu chính hải một trái một phải người điên người nhóm đều là người điên ma lộ bình cảm thấy hai người này không chỉ điên còn có chút bệnh thần kinh giống như giống như hoàn toàn không có đề cao bản thân nói đúng ra ma lộ bình liền là hai người lẫn nhau so tài một con cờ công cụ đúng lúc này một đội nhân mã từ không trung lướt đến thuần một sắc thân mang khôi giáp, nơi xa truyền đến cộc 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 tiếng vó ngựa, có kỵ binh cùng tu hành người vào thành. ma lộ bình cuồng hỉ, ha ha cười nói, viện quân của ta đến. Cương thể thúc đẩy, ngọn lửa màu vàng óng giống như ma lộ bình xông vào trên bầu trời, pháp thân mở ra. Cao người trượng pháp thân, ông một tiếng, đủ dùng hấp dẫn viện quân lực chú ý, có thể. Cũng tương đương đem chính mình bại lộ ra ngoài, ma lộ bình liếc mắt nhìn hai phía, nhất đao, một kiếm, dây lát ở giữa thành cương, hủy thiên diệt địa lượn vòng mà tới. Xong, ma lộ bình trong lòng cảm giác nặng nề, tiếp tục hướng không trung bay đi. Lít nhà lít nhít kiếm cương cùng đao cương, đồng thời theo dõi đi lên, phanh 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 phanh. Toàn bộ đánh trúng ma lộ bình, nhất đao một kiếm, tiếp tục thăng không, lẫn nhau vùng chảm mấy trăm lần, đồng thời triệt thoái phía sau. Ngu thượng nhung lên trước, bắt lấy trường sinh kiếm, Vu chính hải lên trước, bắt lấy bích ngọc đao, song thạch phong đỉnh bên trên, đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt hoàng thời tiết, Minh Thế Nhân, cùng với bắt đầu thư viện Chu Hữu Tài, đều là đứng tại chỗ, không thể tin được. Bát Diệp Vu Chính Hải, đao đao bá đạo, hung hãn vô cùng, đao cương hủy thiên diệt địa. Lục Diệp Ngu Thượng Nhung, kiếm đạo xuất trần, kiếm như du long, biểu hiện mảy may không thua tại Bát Diệp Vu Chính Hải. Nếu không phải nhìn thấy hắn pháp thân, không có người hoài nghi hắn lúc này liền là Bát Diệp Đỉnh Phong. Hoàng thời tiết tán thán nói, đây chính là ta nói như thế, vì cái gì không cần đem ta cùng vu giáo chủ đặt chung một chỗ so với nguyên nhân chu hữu tài phục hoàng thời tiết lại nói kiếm ma có thể dùng lục diệp thi triển ra không thua tại bắt diệp sức chiến đấu đồng thời còn có thể khống chế pháp thân di động trùng tu sau đạt đến này cảnh giới sợ vì chảm lên người thứ nhất hắn khích lệ ra từ chân thành dù là hắn quên lục châu cũng không biết lục châu đến cùng thông qua thủ đoạn gì thăng cửu diệp chu hữu tài gật đầu uổng ta vì bắt đầu thư viện viện trưởng lại như thế ếch ngồi đáy giếng dùng cái gì có thể khẳng định? Hoàng thời tiết hỏi, U Minh giáo giáo chủ Vu Chính Hải có thể thắng Ma Lộ Bình, ta không cảm thấy kỳ quái. Có thể cái này kiếm mà ngu thượng nhung, trùng tu về sau, lại y nguyên có bắt diệp tự tin, thật là khiến người kinh ngạc, Hoàng thời tiết nở nụ cười, nói ra, chỉ tiếc cách quá xa, thấy không rõ lắm. Ma Thiên các đệ tử, không thể dùng lẽ thường dò xét. Người đã hiểu Ma Thiên các, có thể biết Ma Thiên các đệ cửu đệ tử, hơi có nghe thấy. Hoàng thời tiết tiếp tục nói, trước lúc này, ta liền đi qua ma thiên các, gặp qua tiểu nha đầu kia. Tiểu nha đầu thời gian 6 năm, đã là nguyên thần ngũ diệp. Chu Hữu tải hai mắt vừa nhấc, năm ngón tay xuất hiện rõ ràng rung động. Sáu năm nguyên thần, ngũ diệp, cái tốc độ này, tại đường kim tu hành người, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Riêng thối thể cái này đồng dạng, liền cần mấy năm ma luyện cùng đánh, huống. Chi còn có rất nhiều cái khác cảnh giới, Sáu năm vào nguyên thần, đây cơ hồ không dám tưởng tượng, Chu Hữu có thể cảm giác được ít hầu phát khô, lại lần nữa đổi mới chính mình đối ma thiên các nhận biết. Minh Thế Nhân lường hắn một cái, nghĩ thầm, nếu là đem tiểu hải loa thiên phú nói ra, ngươi chẳng phải là hù chết, một mực không nói gì lục châu, lại vút dâu phê bình nói, nhiệt đồ. Trước chửi một câu lại nói, mắng hoàng thời tiết cùng Chu Hữu tải sững sờ, rõ ràng có thể rất sớm giải quyết ma lộ bình, lại tại kia lãng phí thời gian. Lục Châu tiếp tục phê bình, vô chính hải quân lâm thiên hạ, là phạm vi lớn công kích, thi triển lúc lại hình thành như sóng biển đao cương. Dùng tới đối phó mà lộ bình một người, lãng phí. Ngu thượng nhung vạn vật quy nguyên, cần thời gian điều động nguyên khí, ngưng tụ thành kiếm cương, quy lực có, lại không đủ gọn gàng, thời khắc mấu chốt, còn nghĩ lấy ẩn giấu thực lực, hai người hợp lực, lại không có thể tại trong thời gian nhanh nhất, đem ma lộ bình đánh giết, thủ đoạn dường già, xuất thủ không đủ quả quyết. Trung quy, còn là quá trẻ tuổi, liên tiếp phê bình, lệnh hoàng thời tiết cùng chu hiếu tài nói không ra lời hắn nhóm có thể nói cái gì đâu ta mẹ nó có thể có cái này dạng đồ đệ ngủ đều có thể cười tỉnh có thể hay không hắn thế mà còn ghét bỏ hoàng thời tiết ho khan hai tiếng đánh vỡ cái này loại xấu hổ lúc này minh thế nhân chỉ chỉ diện châu thành nói ra sư phụ có viện quân chu hiếu tài nhìn thoáng qua nhướng mày không phải thiên hành thư viện đệ tử ngụy trác ngôn cái này hẳn là đi lương châu mới đúng a à? Minh Thế Nhân nghi ngờ nói, Lương Châu, Chu Hiếu Tài ý thức được mình nói sai, liều mạng bịt miệng lại. Minh Thế Nhân nói ra, Ngụy Trác Ngôn từ chấn thủ biên cương, phản công Lương Châu, hoàn toàn chính xác vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Có thể muốn cầm xuống Lương Châu, chỉ sợ có chút khó. U Minh Giáo Tứ Đại Hộ Pháp có ba người chấn thủ Lương Châu. Trừ Phi, Ngụy Trác Ngôn cấu kết dị tộc, Chu Hiếu Tài, Hoàng Thời Tiết, từ xưa đến nay, cấu kết dị tộc, luôn luôn là không thể tha thứ tội lỗi cái này cái mũ một ngày chứng thực, chắc chắn là để tiếng xấu muôn đời, tiếng xấu thiên cổ. Duyện Châu Thành bên trong, xuất hiện đại lượng khôi giáp quân, còn có kỵ binh, hướng phía đông tường thành mà đi. Một tòa phi liễn, xuất hiện tại trong tầng trời thấp, kia phi liễn không lớn, nhưng có thể nhìn ra, phi liễn chủ nhân, lai lịch không nhỏ. Phi liễn hậu phương, có ba cái phương trận, thuần một sắc lấy hắc sắc khôi giáp cùng mặt nạ. Hắc kỵ, sư phụ, là thần đô hắc kỵ, hoàng thời tiết nói ra, hắc kỵ thủ lĩnh lãnh la rời đi về sau, hắc kỵ sớm đã không bằng ngày trước. Chỉ bất quá, cái này người đầu lĩnh, sẽ là ai? Hắc kỵ tân thủ lĩnh sao? Chu Hữu Tài lắc đầu nói, thực không dám giấu diếm, tình báo của chúng ta bên trong, không có người này, Lục Châu nhìn sang. Diện Châu Thành bên trong, Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải, xa xa so sánh. Ma Lộ Bình sau khi rơi xuống đất, tâm kinh đảm chiến nhìn xem hai người. Vu Chính Hải nói ra, nhị sư đệ, viện quân đến, ma lộ bình còn là từ ta mang đi chiến cuộc gấp gáp kéo không được lần này trước không thể so như thế nào ngu thượng nhung phản nắm trường sinh kiếm mỉm cười nói đại sư huynh đã mở miệng ta há có thể không biết tốt xấu chiến cuộc gấp gáp vậy lần này trước hết cái này dạng tốt tốt hai người trên đường đi đấu võ mồm tranh đầu người cái này hội thế mà lẫn nhau khiêm nhượng dối ma lộ bình thầm kêu một tiếng không ổn lúc này không chạy chờ đến khi nào hai chân đạp mạnh thân bên trên bộc phát ra kim quang toàn thân bạo phát cương thể hướng phía phụ cận một mặt tường va chạm mà đi âm um, ngu thượng nhung nhìn cũng chưa từng nhìn trường sinh kiếm đột nhiên bay ra ngoài bích ngọc đao cũng tại lúc này bay ra ngoài lần này đao và kiếm không có phát sinh va chạm mà là lẫn nhau song song phi hành phi hành qua bên trong đao và kiếm ở giữa xuất hiện đếm không hết đao cương cùng kiếm cương thần kỳ là đao cương trình sóng biển chi thế khá có hủy thiên diệt địa chi thế kiếm cương trình lưu tinh hình dạng càng có khai thiên tịch địa chi năng. Đao kiếm tề khai, âm, âm, đao cương cùng kiếm cương ảnh hưởng lẫn nhau, cộng đồng xuyên qua ma lộ bình sau lưng. Ngu thượng nhung đơn trưởng một thu, trường sinh kiếm vào vỏ. Bích ngọc đao lượn vòng mà lên, quay đầu vạch qua ma lộ bình cổ. Một khỏa đẫm máu, chừng hai mắt đầu người, bị bích ngọc đao mang đi. Vu chính hải đạp không mà lên, hướng về ngu thượng nhung nói ra, nhị sư đệ, người trung quy chỉ là lục diệp, khi nào trở lại bắt diệp, người ta sẽ so tài lại, như thế nào? Ngu Thượng Nhung nói ra, chính hợp ý ta, Vu Chính Hải không có tại nói chuyện, mà là mang người đầu hướng phía không trung bay đi. Ngu Thượng Nhung rơi đi xuống đi, hướng phía một phương hướng khác như thiểm điện tiến lên. Cùng lúc đó, thủ thành quân viện quân, lít nhà lít nhít, hướng phía đông tường thành mà đi. Hắc kỵ cùng khôi giáp quân, đi đến đông tường thành phụ cận. Ma lộ bình ở đâu? Phi liễn bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Đúng lúc này, Vu Chính Hải thân ảnh, bay thấp lướt đến chúng hắc kỵ cùng khôi giáp lần lượt ngửng đầu sắc mặt ngưng trọng vu chính hải chân đạp bích ngọc đao thân hình nhất chuyển đình trệ giữa không trung một cái đầu người hướng xuống bay đi âm um, đầu người rơi xuống lăn đến kia phi liễn phía trước mấy mét chi chỗ lăn ra nhất đạo huyết ngân đám người lên tiếng kinh hô tướng quân tướng quân vu chính hải chắp tay ở phía sau ánh mắt nghiêm nghị mà nhìn xem hạ phương phi liễn đồng thời liếc nhìn phụ cận dân chúng bình thường nói ra đây chính là bức hiếp lão bách tính hạ trang bản giáo chủ nói qua u minh giáo không thể động lão bách tính một phân một hào chuyện hôm nay bản giáo chủ nhất định tự mình hướng hoàng đế lấy lại công đạo thanh âm hùng hồn truyền ra ngoài chấn động đến lão bách tính tâm thần đại trấn đối với bách tính mà nói người nào ngồi lên không trọng yếu trọng yếu là có thể không để hắn nhóm trôi qua tốt có thể gặp vu chính hải như vậy tư thái ai không giao động lão bách tính nhóm có rõ ràng bạo động lần lượt nghị luận, chỉ trích hoàng thất, chỉ trích ma lộ bình. Cỡ nhỏ phi liễn bên trên, vang lên thanh âm trầm thấp, ma lộ bình lôi cuốn lão bách tính, tội đáng chết vạn lần, bản thái tử chắc chắn sẽ trị hắn cửu tộc. Chi tội, một mã quy một mã, bản thái tử há có thể bởi vậy bỏ qua u minh giáo. Là thái tử, người tới, vậy mà là thái tử điện hạ, dân chúng cũng hồ đồ, cỡ nhỏ phi liễn bên trên, đi ra một người. Chấm, thân mang áo gấm, đầu đội gấm mũ sắc mặt bình tĩnh, tự tin mà thong dong. Hắn lơ lửng nhìn về phía Vu Chính Hải, ánh mắt bên trong lại ẩn chứa một cỗ sát khí. Người này chính là Đại Viêm Hoàng thất thái tử, Lưu Chấp. Lưu Chấp xuất hiện, lập tức để thủ thành quân, quân tâm phấn chấn. Bản thái tử phụng mệnh, thảo phạt phản quân, Vu Chính Hải không nghĩ tới người tới thế mà là thái tử Lưu Chấp. Chỉ bằng ngươi, thái tử Lưu Chấp, coi như hắn là tu hành thiên tài, cũng không có khả năng có bắt diệp tu vi, huống chi, Ma Lộ Bình đã chết, Ngụy Trác Ngôn đi Lương Châu, hắn có gì sức lực ứng đối U Minh giáo? Lưu chấp đạp không hướng lên, đi đến cùng Vu Chính Hải ngang hàng cao độ. Đồng thời bay lên, còn có bốn tên hắc kỵ cùng với hắc kỵ phương trận. Lưu chấp nhìn về phía Vu Chính Hải, nói ra, dĩ nhiên không phải. Mời xem, tay phải hắn vung lên, tại xa xôi giữa không trung, lít nhà lít nhít bạch y trường bảo tu hành người bay tới. Đám kia bạch y tu hành từ này dãy núi mê vụ bên trong xuất hiện, lại hướng phía. Phía tây bay đi, hiển nhiên, đối phương biết rõ Duyện Châu Thành tình huống. Làm kia mấy ngàn tên bạch y tu hành người xuất hiện tại tầm mắt bên trong thời điểm, thủ thành quân nhóm, lòng tin cổ vũ. U minh giáo cự liễn bên trên, tư vô nhai cũng nhìn thấy màn này, nhíu mày, cuối cùng vẫn là đến. Thiên hành thư viện tại viện trưởng mạnh Nam Phi một đường từ bay về phía nam, thay đổi phương hướng nhắm hướng đông bay đi. Viện trưởng, phía trước chẳng mấy chốc sẽ mang Duyện Châu. Tốt, đến diện châu thành, tất cả mọi người phục tùng mệnh lệnh. Đệ tử tuân mệnh, tự tại mấy ngàn tên bạch y tu hành người hướng phía đông bay đi, dự định từ diện châu cửa đông tiến nhập diện châu khu vực thời điểm, một tên đệ tử chỉ chỉ phía trước phong đình. Viện trưởng, đó là cái gì? Mạnh Nam Phi mới đầu không để ý, toàn lực phi hành, nhưng làm hắn ngẩng đầu lên thời điểm, nhìn thấy cặp kia thạch phong đỉnh bên trên, từ từ mà lên một tòa cự đại pháp thân. Pháp thân từ một trượng, cấp tốc bành trướng đến 15 trượng. Kim liên cửu diệp, Đằng không mà lên, vạn trượng quang mang chiếu rọi phương đông, mấy ngàn tên đệ tử chợt cảm thấy toàn thân điện giật, lông tơ dựng lên. Một cỗ sợ hãi khí tức từ tiền phương nhào tới trước mặt. Thấy cảnh này, Mạnh Nam Phi trừng mắt, hô, ngừng, mấy ngàn tên đệ tử, nói dừng là dừng. Thiên hành thư viện viện trưởng Mạnh Nam Phi ra lệnh một tiếng. Cái này một tiếng, rút truyền đến mỗi cái thư viện đệ tử tai bên trong. Thư viện mỗi cái đệ tử đều nhìn thấy kia cửu diệp pháp thân cơ hồ phản xạ có điều kiện, đồng thời lui lại. Thiên hành thư viện đi tới nơi này mục đích là cái gì? Tự nhiên là chi viện thái tử, chi viện Ma Lộ Bình đánh bại U Minh giáo. Song Thạch Phong Bình cửu diệp pháp thân chủ nhân là người nào? Không cần nghĩ lại, hắn nhóm đồng thời nghĩ đến Ma Thiên các chủ nhân, cũng chính là U Minh giáo giáo chủ sư phụ, Cơ Thiên đạo. Loại tình huống này, người nào có dũng khí vọng động? Sáng suốt nhất làm pháp, kia liền là rút lui. Cái gì đều đừng nói, chạy đi trùng trùng điệp điệp mà đến cục đuôi nhanh chóng chạy diện châu thành bên trong cỡ nhỏ phi liễn phía trước chờ đợi lấy viện quân đến thái tử điện hạ lưu chấp một thân ngạo nghễ mà đứng lơ lửng giữa không trung chỉ cần hai đại thư viện đệ tử đến đông đủ trận pháp lại mở chính là bắt rùa trong hũ thời điểm cái gì u minh giáo cái gì vu chính hải hết thảy một mẻ hốt gọn nhưng mà điện hạ thiên hành thư viện giống như giống như không thấy một tên thuộc hạ vội vàng hấp tấp khom người nói thái tử lưu chấp sững sờ, cao mày nói, không thấy rồi. Hắn có chút không có tin tưởng, lúc này trèo lên cao độ, nhìn về phía thiên hành thư viện bay tới phương hướng. Không phải sớm không muộn, vừa vặn có thể nhìn thấy một đám bạch y tu hành người dùng tốc độ nhanh hơn, tiêu thất tại chân trời, tư thế kia, chạy còn nhanh hơn thỏ. Hắn mộng bức, phát sinh cái gì sự tính, tạo phản sao, thành bên trong tầm mắt cũng không tốt, công trình kiến trúc rất dễ dàng ngăn trở ánh mắt. Vu chính hải chỗ cao độ, thậm chí tại tường thành trở xuống, không nhìn thấy Tây Thành bên ngoài tình huống, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bất quá, U Minh giáo cử liễn bên trên, Tư Vô Nhai lại nhìn thấy màn này. Tư Vô Nhai nhìn xem kia cửu diệp pháp thân thoáng qua tức thì, người giây thời gian rất ngắn, nhưng là đầy đủ, sư phụ, hắn không cho rằng lúc này sẽ xuất hiện cái thứ hai cửu diệp. Xuất hiện trên song thạch phong, trừ sư phụ, còn có thể là ai? Tư Vô Nhai ý thức được cái gì, vội vàng nói, Trọng Dương huynh, nổi trống, công kích. Vâng, Hoa Trọng Dương nhảy lên cửa liễn chỗ cao nhất, song chùy nổ trống. Trống trận lôi minh, bang, 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 đông tường thành bên trên, u minh giáo giáo chúng tinh thần chấn động, đồng thời lao xuống xuống dưới. Một vòng mới đại hình công kích bắt đầu, Vu Chính Hải quay đầu nhìn thoáng qua ở xa thành ngày hôm trước trống không cự liễn, gật đầu, "Hiền đệ như thế giúp ta, ta sao lại rơi tại người sau?" Hắn không lui mà tiến tới, hướng phía trước lao xuống. Trong tay bích ngọc đao lượn vòng mà ra lưu chấp chừng to mắt nói lui lùi a à, khai trận a à, điện điện hạ mở khai trận muốn 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 phá hỏng chính mình sao kia tên thuộc hạ đã nói năng lộn xộn có thể còn biết lúc này khai trận chẳng khác gì là đem chính mình vây khốn lưu chấp hạ xuống rơi tại phi liễn bên trên quay đầu phi hành đao cương hướng phía phía trước đánh tới qua trong giây lát mười mấy tên hắc kỵ bị đao cương thu hoạch đầu người rơi xuống gió tanh mưa máu hắn nhìn thoáng qua phù cận lão bách tính, thân hình ngưng trệ, lơ lửng nói, tin bản giáo chủ người, có thể sống sót. U minh giáo, ra sức bảo vệ chư vị bình an. Hắn hạ quyết định, muốn được thiên hạ, nhất định được dân tâm, âm thanh như kinh lôi, rõ ràng lọt vào tai. Cái này để lão bách tính nhóm nhìn thấy còn sống hy vọng, lần lượt quỳ xuống dập đầu. Lúc này, thanh long điện nhị thủ tọa vu hồng bay thấp lướt qua. Vu chính hải nói, vu hồng, vu hồng liền vội vàng khom người, giáo chủ bản giáo chủ lệnh ngươi, toàn lực bảo hộ bách tính an nguy, nếu có nửa điểm sai lầm, bản giáo chủ lấy ngươi trên cổ đầu ngươi. Cần tuân giáo chủ dụ lệnh, vu hồng lĩnh quân lệnh, còn là tại đến bách tính mặt mà nói. Lập tức lấy được dân chúng tín nhiệm, ma lộ bình sở tác sở vi dùng triệt để mất đi dân tâm. Nhất thời ở giữa, lão bách tính hướng phía vu hồng phương hướng chạy đi, vu hồng một đường đề phòng, hộ tống bách tính hướng phía cửa thành đông phương hướng mà đi. Vu chính hải gặp không sai biệt lắm, liền hướng phía hắc kỵ đội ngũ đuổi theo, song thạch phong đỉnh bên trên, Cửu Diệp Pháp thân xuất hiện, vượt qua đám người ngoài dự liệu. Chu Hiếu tài suy nghĩ giống như là bị pháp thân rút đi như vậy, đứng nửa ngày. Bắt đầu thư viện hơn ngàn tên đệ tử, nhìn qua sớm đã rỗng tất thiên không, suy nghĩ xuất thần. Kia là Cửu Diệp Pháp thân sao? Kim quang lóng lánh, cửu phiến diệp tử, một cái người khả năng hoa mắt nhìn lầm, một đám người đều có thể nhìn lầm. Chu viện trưởng, mình thế nhân gặp Chu viện trưởng thất thần liền mở miệng nhắc nhở cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì gặp hắn không có trả lời minh thế nhân lần nữa nói chu viện trưởng chu hữu tài toàn thân một cái giật mình liền vội vàng đứng lên quay người hướng phía chu ôn lương nói cảm tạ chu trưởng lão nhắc nhở minh thế nhân chấm hỏi chấm hỏi ngọc kép chu ôn lương vương kiệm nhượng trương cung chấm hỏi chấm hỏi ngọc kép cái quỷ gì chu hữu tài tỉnh táo lại mặt mũi tràn đầy xấu hổ vội vàng nói thật có lỗi không có nghỉ ngơi tốt để các vị chê cười, Chu Ôn lương tâm nói, người mẹ nó là đến cảm tạ ta. Hoàng Thời Tiết không phải lần đầu tiên nhìn thấy cửu diệp kim liên, sao ra mà nói, hắn chấn định nhiều, hắn đương nhiên biết rõ cơ tiền bối vì cái gì muốn làm như thế, mục đích đúng là muốn chân nhiếp chạy tới thiên hành thư viện đệ tử cùng bắt đầu thư viện đệ tử. Cơ huynh chiêu này thật là khiến người bất ngờ, bội phục bội phục, Hoàng Thời Tiết tán thán nói. Lục Châu lắc đầu nói, lão phu, hôm nay đến diện châu chỉ là đi ngang qua. Chu viện trưởng, người đây, Chu Hữu tài lộ ra vẻ xấu hổ, vội vàng nói, ta tự nhiên cũng là đi ngang qua, hoàng thời tiết gật đầu, vậy liền dễ làm. Đã tất cả mọi người là đi ngang qua, liền đừng như vậy gấp gáp, tại cái này hào hảo tâm sự nhiều tốt. Nếu là có miệng rượu liền tốt đi, Minh Thế Nhân cười nói, cái này chỉ sợ không, đi ra gấp, quên mang, cùng lúc đó. Duyện Châu Thành bên trong, một mảnh hỗn loạn, Vu Chính Hải bày ra cường đại bát diệp thống trị lực liên tục thi triển ba đao quân lâm thiên hạ, đem hắc kỵ giết đến không chừa mảnh giáp. Cái này liên tiếp chiến đấu xuống tới, hắn nguyên khí cũng tiêu hao không ít. Ngừng đầu, nhìn về phía trước, lưu chấp khống chế lấy phi liễn, một đường phi nước đại, mắt thấy là phải bay ra khỏi thành đầu, thân sau nhất đạo rộng lớn tản ra kim quang cánh, bay thấp lướt đến. Đại sư Huynh, còn lại giao cho ta, tư vô nhai phía sau một đôi cánh, không ngừng vỗ vào. Tốt, hiền đệ phải chú ý an toàn vô chính hải hào khí vạn trượng, yên tâm, thế nào nói, ta cũng là ma thiên các đệ tử. Nói xong, tư vô nhai bay thấp lao đi, hai cánh vỗ vào qua bên trong, ngàn vạn lít nha lít nhít cương châm, kích xả xuống dưới, một đường quét ngang đê dai tu hành người. Lưu chấp nhìn thấy tư vô nhai cặp kia cánh chỉ là, nhướng mày, có thể cái này dạng. Nhanh, tăng tốc, điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định có thể bảo đảm ngươi rời đi. Hô, phi liễn ngửa mặt lên trời hướng lên, vượt qua sừng sững tường thành một đường hướng nam tư vô nhai một đôi cánh phát huy đến cực hạn như là như lưu tinh đuổi theo hiu hiu, hiu liên tục không ngừng cương châm kích xạ phanh 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 toàn bộ đánh trúng phi liễn soạt soạt phi liễn nửa đoạn dưới bị cương châm cắt đứt trận văn dây lát ở giữa tan giá. điện hạ vứt liễn một đạo hắc ảnh kẹp lấy tư vô nhai từ trời rơi xuống kia hắc ảnh mang theo mặt nạ ngăn tại thái tử lưu chấp phía trước rơi trên mặt đất hắn ngay lập tức ngước đầu nhìn lên trên trời lướt đến tư vô nhai trầm giọng nói điện hạ lui lại vô luận như thế nào ngăn trở hắn lưu chấp trầm giọng nói vâng mặt nạ nam toàn thân bộc phát ra khí tức quỷ dị đạp đất hướng lên song trưởng đánh ra hùng hồn trưởng ấn tư vô nhai nhướng mày không nghĩ tới thái tử lưu chấp bên người còn có cao thủ như thế lúc này vỗ cánh lao xuống hạ áp ưng ừ, mặt nạ nam không nghĩ tới tư vô nhai căn bản không cùng hắn đánh trực tiếp lao xuống hướng phía lưu chấp phi nước đại tốc độ quá nhanh, mang theo cánh tư vô nhai, tốc độ không thể so kia tiểu phi liễn chậm, huống chi lưu chấp mất đi phi liễn. Hiu hiu hiu, mạn thiên cương châm kích xạ, mặt nạ nam phía sau lấp lóe, đại thần thông thuật. Ngươi chỉ có ngần ấy bản sự, phanh phanh phanh, phanh liên tục quyền đánh tới hướng tư vô nhai cánh bên trên. Tư vô nhai vẫn y như cũ không để ý tới mặt nạ nam, mượn lực lao xuống, tạ. Một đôi cánh bỗng nhiên thoát ly, hợp hai là một. Quang mang tán đi, Đơn trưởng hướng về phía trước vỗ, khổng tước linh hình thành nhất đạo lưu quang, nương theo cương châm, kích xạ lưu chấp. Lưu chấp sắc mặt hoảng hốt, bạo phát cương khí đón đỡ. Âm, kia khổng tước linh nhẹ nhõm phá vỡ hắn hộ thể cương khí, đập ầm ầm tại trên ngực. Phốp, Lưu chấp bị trọng thương, bay ngược đụng cây, phanh phanh phanh, phanh ba khỏa đại thụ che trời, gắng ngượng bị đụng gãy. Tư Vô Nhai cũng không có đình chỉ động tác, mà là tiếp tục hướng về phía trước phi nước đại mặt nạ nam thầm mắng một tiếng đáng ghét cho dù hắn cảm giác tư vô nhai thực lực cùng tu vi chẳng ra sao cả có thể cái này cái này loại không theo lẽ thường ra bài đấu pháp để hắn tức giận không thôi lúc này thi triển đại thần thông thuật lấp lóe đến tư vô nhai trước người một trưởng vỗ ra Âm, tư vô nhai hai tay đón đỡ lăng không sao lật ổn định thân hình rơi trên mặt đất hai phương diện đối diện yên tĩnh trở lại duyện châu thành đại thế đã định các hạ cần gì dễ rùa tư vô nhai nói ra đều vì mình chủ thôi, thái tử điện hạ đã bỏ đi diện châu, các hạ vì cái gì truy không thả. Giết địch mà thôi, cứu chủ thôi, tư vô nhai khinh thường nói, thái tử lưu chấp, thổi nhỏ si mê với dị tộc văn hóa, từng tại đông cung bên trong đại khiêu dị tộc vũ, vì truy cầu nội tâm tốt, thậm chí không tiết dẫn sói vào nhà. Cái này dạng chủ tử, cũng đáng giá ngươi che chở. Quân quân thần thần phụ phụ tử tử, thiên đạo luân thường. Các ngươi phản quân, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, mặt nạ nam trầm giọng nói. Ngu chung người, thật đáng buồn đáng tiếc, tìm chết. Mặt nạ nam mang ra quyền cương, thân hình như điện. Phanh, phanh phanh phanh, tư vô nhai song trưởng vỗ vào, hai người chiến đấu cùng một chỗ. Mặt nạ nam thể hiện ra kinh người sức chiến đấu, mỗi một chiều nhất thức, kề sát tư vô nhai thân thể, quyền cương vạch qua hắn hộ thể cương khí, nhất thời ở giữa càng đem tư vô nhai ép tới vô pháp hoàn thủ, liên tiếp lui về phía sau. Âm, um, song quyền một đỉnh, lưỡng đạo quyền cương đồng thời nện ở tư vô nhai trên hai tay. Tư vô nhai lại lần nữa lùi lại, mặt nạ nam ha ha nói, nhìn đến, ma thiên các không phải mỗi người đều mạnh như vậy, nếu là vô chính hải, hắn chọn không chút do so dự chạy trốn. Đắc ý cá sớm, tư vô nhai đơn trưởng lật một cái, khổng tước linh tại trong lòng bàn tay xoay tròn. Đạo đạo cương châm kích xạ, số lượng ít, có thể uy lực lớn, mặt nạ nam liên tục vỗ tay, đem cương châm đánh bay. Cho đến sau cùng nhất đạo tráng kiện cương châm bay đến trước mặt thời điểm, đột nhiên chia ra rất nhiều tiểu cương châm trong đó nhất đạo cương châm lấy cực kỳ quỷ dị tốc độ vạch qua trên mặt hắn mặt nạ. Xoạt xoạt, thanh âm thanh thúy vang lên ý vị này mặt nạ của hắn, bị cương châm vạch phá. Mặt nạ theo cương châm tiêu tán trượt xuống, lạch cạch rơi xuống, là ngươi, lư hồng, tư vô nhai nhận ra được, là ta, tư vô nhai, ma thiên các hủy ta hành cử kiếm phái, giết ta hành cử đệ tử, thân vì kiếm phái trưởng môn, há có thể ngồi nhìn mặc kệ Tư vô nhai lắc đầu nói, hành cử kiếm phái mấy lần khiêu khích ma thiên các, nếu để gia sư biết rõ, ngươi như thế chấp mê bất ngộ. Chỉ sợ, nghĩa bóng, thiệt ngươi cả cái hành cử kiếm phái. Lư Hồng ngược lại cười nói, cho nên, hiện tại ta giết ngươi, liền không có người biết. Quyền cương bạo phát, Lư Hồng cả cái người xông về phía trước. Tư vô nhai liên tiếp lui về phía sau, song trưởng nâng lên, không ngừng đẩy ra hắn quyền cương. Phanh phanh phanh, hai người một tiến một lui, tư vô nhai lui lại lui, âm, uhm, tư vô nhai lại lần nữa lăng không bay về sau né tránh hắn cái này cường lực nhất kích lư hồng cười nói không gì hơn cái này tư vô nhai cũng không thèm để ý hắn mỉa mai mà là nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất thái tử lưu chấp nói ra lưu chấp hội chết dưới chân điểm nhẹ tư vô nhai bay vào không trung lúc này hắn đem trong tay khổng tước linh ném không trung khổng tước linh hình thành kim quang lóng lánh khổng tước mà không phải rơi tại phía sau lưng của hắn bên trên khổng tước xoay tròn cương châm như mưa xuống đại bi phú tin đồn tu hành đại bi phú người thiên vũ huyết quỷ đêm khóc đại bi phú phối hợp khổng tước linh liền có thể đem này công phát huy đến cực hạn tư vô nhai rất ít xuất thủ bao quát khổng tước khai bình cơ hồ lại không trước mặt người khác biểu hiện ra lần này muốn giết lưu chấp nhất định phải như thế tư vô nhai ánh mắt kiên định khống chế khổng tước linh kia to lớn khổng tước linh một tiếng rên rỉ phàm khổng tước bao trùm khu vực cương mưa rơi xuống lư hồng chừng to mắt mở ra pháp thân nghênh đón đáng ghét lư hồng vậy mà là thất diệp pháp thân, chín trượng pháp thân nằm ngang ở đại bi phú bảo vũ phía trước, phanh phanh phanh. Giọt mưa nện ở pháp thân bên trên, mặc dù như thế, vẫn y như cũ ngăn không được toàn bộ cương mưa. Mấy đạo cương châm đánh chúng liều chấp, thu, tư vô nhai thu hồi khổng tước linh, đại bi phú im bặt mà dừng. Khổng tước linh bay hồi đồng thời, hắn không chút nghĩ ngợi, bay vút về đằng sau. Muốn chạy trốn, Lưu Hồng không nghĩ tới hắn thì triển xong đại bi phú liền muốn trốn, lấp lóe truy kích. Tư vô nhai đạt được mục đích, đương nhiên phải đi. Ham chiến, không phải là phong cách của hắn, nhưng là, thất diệp pháp thân, có thể không phải tốt trêu chọc. Tự tại hắn đem muốn chạm đến tư vô nhai thời điểm. Duyện châu thành phương hướng, truyền đến âm thanh, hiền đệ, người ở đâu? Vu chính hải, vu chính hải gặp tư vô nhai cái này lâu như vậy không có trở về, nội tâm lo lắng, nghỉ ngơi một lát, liền hỏa tốc chạy đến. Cái này hô to một tiếng, nguyên bản khí thế hùng hổ lư hồng, lập tức giống như là ỉu siêu hầu tử, lúc này thu hồi pháp thân, quả quyết quay đầu, hướng phía lưu chấp phương hướng bay nhanh. Hiền đệ, lại là một thanh âm công, lệnh lưu hồng lông tơ dựng nên, toàn thân nổi ra gà. Nhanh chóng chạy, cái này, là thật không thể chiêu vào, tư vô nhai lắc đầu, bất đắc dĩ buông tay, liền cái này. Vu chính hải lấp lóe mà đến, nhìn thấy lăng không lơ lửng tư vô nhai, vui mừng quá đỗi nói, hiền đệ. Ta không sao, hành cứ kiếm phái lưu hồng, không thể để hắn chạy. Tư vô nhai chỉ chỉ nơi xa lâm gian lưu hồng. Vu chính hải nhìn thấy tư vô nhai thân bên trên có chút lộn xộn, nhướng mày, nói, hiền đệ, giao cho ta, hô. Lại thi đại thần thông, lưu hồng nơi nào còn dám mang theo lưu chấp, chỉ có tự bảo vệ mình phần. Lúc này từ bỏ lưu chấp, một đường bay nhanh, qua lại lâm gian, hoảng hốt chạy bừa. Không biết người có không có bị người truy kích qua cảm thụ, đặc biệt là hoảng hốt chạy bừa tình huống người, người biết bản năng chui loạn, ý đồ vứt bỏ mục tiêu, Lư Hồng chính là như vậy, hắn không có bay ra rừng cây, liền là ở trong rừng khắp nơi chui loạn. Một hồi trái, một hồi phải, thân hình như điện, ngay cả chính hắn cũng không biết chui vào nơi nào, triệt để lạc mất phương hướng. Bất quá cái này không trọng yếu, chỉ cần có thể hất ra vô chính hải, sớm tối đều có thể tìm tới phương hướng. Lưu Hồng sợ lòng bàn tay xuất mồ hôi, ngón tay rung động. Trừng hai mắt, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, có lẽ là cái này loại mánh khóe lên hiệu quả, hắn lại không có cảm giác đến có người truy kích chính mình không do nội tâm thở dài một hơi nhưng mà loại trạng thái này không có duy trì liên tục bao lâu một tiếng cuồng tiếu vang vọng rừng cây trên bầu trời bích ngọc đao hình thành to lớn đại phong xa lan tràn ra lít nha lít nhít huyền thiên tinh mang quét ngang rừng cây Lưu hồng trong lòng rung động mạnh hai chân đạp đất hướng phía phía trước rừng cây bên ngoài bay đi bay ra rừng cây a à, có tòa sơn song núi đá bắt đầu thư viện đệ tử Thế nào toàn bộ tại nơi này, hành cư kiếm phái Lư Hồng, có người nhận ra hắn, Lư Hồng vui mừng quá đỗi, điên cuồng gào thét nói, "Nhanh cứu ta. Giết ma thiên các cơ lão ma đệ tử, cái này không nói không quan trọng." Nói chuyện, bắt đầu thư viện hơn ngàn tên đệ tử sắc mặt đều là biến. Cùng lúc đó, phía sau bọn hắn phương, bay tới một đạo trưởng ấn. Kia trưởng ấn trình lam sắc, hướng về phía trước thôi động, năm ngón tay cũng tề. Phật môn, đại vô ý ấn, vô ý một ra sử chúng sinh không sợ sử thương sinh an tâm lư hồng đứng giữa nghênh tiếp đại vô ý ấn dùng tự mình kinh lịch chứng minh dùng mặt tiếp ấn hội là kết cục gì âm um, hôi phi yên diệt song thạch phong đỉnh yên tĩnh như vậy chu hữu thuật cảm giác được miệng đắng lưỡi khô chợt cảm thấy hai chân có chút như nhũn ra ngăn không được mà run run hắn rất nhớ tới đến lại lại có chút vô lực hành cừ kiếm phái trưởng môn lư hồng thất diệp cao thủ liền cái này một bàn tay không có rồi Chu Hiếu tài chợt nhớ tới vừa tới Song Thạch Phong đỉnh thời điểm, Chu Ôn Lương nghênh đón, gặp lại Minh Thế Nhân, mà sau mới thượng Phong đỉnh. Nếu có một khâu tiết xuất hiện sai lầm, chỉ sợ hắn hiện tại hạ tràng liền cùng hành cử kiếm phái trưởng môn Lưu Hồng đồng ra. Việc này không thể nghĩ lại, tưởng tượng liền để người không rét mà run. Lục Châu cũng không thèm để ý Lưu Hồng sinh tử, hắn tại trước khi bế quan liền đã cho hành cử kiếm phái cảnh cáo, đã chấp nhất đối kháng, vậy liền để hắn diệt vong. Để bảo đảm cái này một nắm giữ đầy đủ uy lực cùng đánh giết hiệu quả, Lục Châu cũng không có cố ý tiết kiệm phi phàm lực lượng, trọn vẹn vận dụng một phần ba. Thiên thư thần thông, chiếu theo lĩnh hội về sau chứa đựng tình huống đến xem, đánh giết sáu bảy diệp nguyên thần cao thủ, chỉ cần một phần sáu hoặc là một phần năm, là đủ. Lý do an toàn, Lục Châu sử dụng một phần ba. Hiệu quả rất đúng chỗ, một bàn tay hắn liền bị hôi phi yên diệt, cho dù là hoàng thời tiết, cũng đứng một hồi lâu, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Lục Châu mở miệng nói, chớ khẩn trương. Không khẩn trương, không khẩn trương, Chu hiếu Tài liên tục dừng tay, mặt ngoài cưỡng ép không khẩn trương, tâm lý hoảng muốn chết. Đám người nhìn về phía kia phiến rừng cây phía trên xuất hiện to lớn đao cương. Hoàng thời tiết cười nói, vu giáo chủ thật là như trước đây hùng hùng hổ hổ. Kia một chiều đại huyền thiên trương, bắn ra huyền thiên tinh mang, phạm vi cực lớn, mục đích chỉ có một cái, đem chọn phiến khu rừng toàn bộ thu hoạch, chưa từng tìm tới lư hồng. Một màn này cực giống lúc trước Lục Châu tại tịnh Minh Đạo Chủ Phong, bắt Vu Chính Hải thời điểm bộ dáng Chỉ bất quá, Vu Chính Hải có vẻ hơi táo bạo, nguyên một phiến rừng cây tiêu thất thời điểm. Vu Chính Hải lơ lửng tại bên trên, nhạy bén giác quan, để hắn chuyển qua ánh mắt, liếc hướng song thạch phong phương hướng. Hơn ngàn tên bạch y tu hành người xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Đồng thời nhìn thấy nhất đạo to lớn trưởng ấn, đem kia tựa như như con ruồi lư hồng đập nát. Dù là hắn là bát diệp kim liên tu vi, khi nhìn đến không trung kia to lớn làm sắc trưởng ấn chỉ là, cũng là nội tâm nhất kinh. Là địch, còn là bạn, song thạch phong thượng xuất trưởng là người nào, vì sao là làm sắc trưởng ấn, liên tiếp nghi vấn, để hắn không có dũng khí hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn thấy kia hơn ngàn tên bắc đầu thư viện đệ tử, vô chính hải âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ là chu hữu tài. Nghĩ lại dùng chu hữu tài tu vi, cũng không thể thi triển ra cái này kinh thiên địa khóc quỷ thần một bàn tay. Tự tại hắn chuẩn bị thoáng tới gần, lại cẩn thận quan sát quan sát thời điểm, đại sư huynh, chuyện gì? Vu Chính Hải nhìn thoáng qua thân hậu phương chạy tới tư vô nhai. Đại cục vì trọng, trước cầm duyện châu, song thạch phong có động tĩnh. Sợ có quân địch mai phục, vì huynh muốn tìm tòi hư thực, Vu Chính Hải nói ra. Song thạch phong, chính là bởi vì có hai khối to lớn tảng đá, ngăn tại phía trước, tăng thêm phong đỉnh cao độ cùng khoảng cách, rất khó nhìn rõ ràng phía trên đều có ai. Có thể kia 15 trượng chi cao pháp thân, ngược lại là không gạt được tư vô nhai con mắt. Tư vô nhai cười nói, yên tâm, hắn nhóm nếu là muốn công kích, đã sớm đến, cần gì đợi đến thái tử đều chết rồi, cũng không tới. Vu chính hải chỉ chỉ song thạch phong nói ra, hiền đệ, người khả năng không nhìn thấy, vừa rồi vi huynh nhìn thấy nhất đạo to lớn trưởng ấn. Ân, làm sắc, lớn như vậy, hắn ý đồ khoa tay múa chân ra phi thường lớn bộ dáng, nhưng lại đột nhiên cảm giác được có mất giáo chủ thân phận, ho khan hạ, nói bổ sung, tóm lại một bàn tay đập chết lư hồng kia không vừa vặn lư hồng chết một lần hành cử kiếm phái rắn mất đầu chính là năm bè bảy mảng sau này đại sư huynh nhất thống thiên hạ lại ít nhất tầng lực cản tư vô nhai nói ra vu chính hải gật đầu như thế nói đến song thạch phong thượng cũng không phải là địch nhân không đúng những cái kia tựa hồ là thư viện đệ tử tư vô nhai biết rõ vu chính hải tính tình nếu để cho hắn biết là sư phụ giúp mình phòng trường hội rất không cao hứng thế là vội vàng nói, cái này không trọng yếu, hiện tại diện cho tình hình chiến đấu ngay tại khẩn yếu quan đầu, đại sư huynh nhanh chóng trở về. Vu chính hải bất đắc dĩ thở dài, thôi được, đối với hắn mà nói, đại nghiệp theo trọng yếu, tư vô nhai chính lợi dụng cái này một điểm, đương nhiên hắn cũng biết, nhìn thấy kia cửu diệp pháp thân người, khẳng định không chỉ hắn một cái, có thể hiện nay tình huống, không cần thiết chủ động nói cho hắn, tăng thêm phiền não. Tư vô nhai đi theo trở về duyện châu thành, song thạch phong đỉnh bên trên, Lục Châu đám người nhìn xem diện Châu thành tình hình chiến đấu. U Minh giáo dùng nghiền ép tư thái, chen chúc mà vào. Lục Châu không có gấp rời đi, mà là nghĩ lên Minh Thế Nhân nói tới câu nói kia, vạn nhất vị kia cửu diệp cao thủ, một mực tại cung bên trong đâu. Cơ huynh, nhìn đến đại thế đã định, vốn cho rằng ta còn muốn đi một chuyến diện Châu, hiện nay lại nhìn, không cần ta. Hoàng thời tiết nói ra, ưng, um, Lục Châu hơi hơi ghé mắt, nga đối, ta nhóm chỉ là đi ngang qua, hoàng thời tiết liều mạng sửa chữa nói, đồng thời cũng cảm giác chính mình dư thừa, cửu diệp một ra, hắn đến cũng chính là nâng cái nhân tràng. Lục Châu gật đầu nói, cũng là không phải không cần ngươi, cơ huynh cứ việc phân phó, bồng lai đảo, và lực ủng hộ, sẽ không tiếc, hoàng thời tiết nói ra. Để ngươi kia đại đồ đệ, chút chịu khó, lão phu để hắn cha họ lạc nữ tử, đến nay không có tin chính xác, Lục Châu nói ra. Cái này, hoàng thời tiết xấu hổ cười cười, ai, ta kia nhiệt đồ, trời sinh lười xương, láo cá một cái. Bất quá, hắn tại điều tra bên trên, hoàn toàn chính xác có một tay, sau khi trở về, ta hội chặt chẽ đốc xúc, Lục Châu hài lòng gật đầu, nhìn thấy Duyện Châu thành tình hình chiến đấu, hoàn toàn chính xác hiện ra thiên về một bên tình huống, cũng liền mất đi tiếp tục quan chiến hứng thú, ngược lại hỏi, huyền không đảo tình huống như thế nào? Từ cơ huy dùng tay nâng đảo, trận pháp đã được đến chữa trị, bồng lai năm đảo cũng cơ bản xu tại ổn định. Cơ huynh dùng sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, ta đã là bồng lai đảo đảo chủ, đương nhiên phải hiểu được có ơn tất báo hoàng thời tiết nói ra chu hiếu tài nghe đến kinh hãi nói ra cơ tiền bối dùng tay nâng đảo là thật minh thế nhân liên tục bạch nhãn cảm thấy cái này người tốt thiểu năng cái này đầu óc là thế nào lên làm bắt đầu thư viện viện trưởng đâu sớm biết kia thiên đi tìm khai diệp đan tận diệt liền tốt hoàng thời tiết nói ra chu viện trưởng nếu không phải cơ huynh tại chỗ chỉ bằng ngươi câu nói này ta liền cùng ngươi thế bất lưỡng lập chu hiếu tài chấm hỏi chấm hỏi ngập kép Cơ huynh có đại ân tại bồng lai, người khác chất vấn cũng chẳng có gì, người đường đường bắt đầu thư viện viện trưởng, lại không điểm phân biệt năng lực. Hoàng thời tiết nói ra, dùng tay nâng đảo, hoàn toàn chính xác có chút không thể tưởng tượng, có thể thoáng nghĩ lại, hoặc là phái người điều tra một cái, liền biết thật giả, cần gì phải ở sau lưng xóa đi cùng chất vấn, rõ ràng có châm ngòi bồng lai cùng ma thiên các quan hệ hiềm nghi, hoàng thời tiết há lại sẽ tha thứ. Chu Hiếu Tài vội vàng nói xin lỗi, thật có lỗi, khoảng thời gian này một mực chuyên chú luyện đan, bề bộn nhiều việc nghiên cứu kim liên không nghĩ tới tay nâng huyền không đảo vậy mà là thật nói xin lỗi xong hắn hướng phía lục châu chắp tay không nghĩ tới cơ tiền bối tu vi đạt tình trạng như thế bội phục bội phục lục châu đối với cái này loại cấp bậc mông ngựa sớm tập mãi thành thói quen mà là nói ra nghiên cứu luyện đan cùng kim liên có thể có thành tựu hỏi lên như vậy ngược lại là đem chu viện trưởng cho hỏi khó trảm liên thời đại mở ra về sau nghiên cứu luôn luôn bị liệt là cơ mật chỉ có thư viện hạch tâm đệ tử cùng hoàng thất tiếp xúc, bình thường không hướng người ngoài lộ ra. Gặp hắn ấp úng, Lục Châu thở dài nói, nhớ ngày đó, bắt đầu thư viện, lòng dạ thiên hạ, thế nào huy hoàng. Khi đó bắt đầu thư viện, thiên hạ học sinh, không ai không hướng tới. Bây giờ mấy trăm năm đi qua, lại thành bộ dáng như vậy, cô lập tự mình, đặc lập độc hành, nhắm mắt làm liều. Khó trách hội lưu lạc đến đây, lời nói này đến chu hữu tải mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Hoàng thời tiết nói ra, "Chu viện trưởng, tại Cơ huynh mặt có cái gì khó mà nói, Cơ huynh sớm đã cửu diệp, còn tại hồ ngươi những cái kia thô thiển kinh nghiệm. Như đến Cơ huynh chỉ điểm, hơn xa ngươi 10 năm khổ tâm nghiên cứu, lời nói này đến một chút cũng không giả." Bao nhiêu tuổi trẻ hậu bối chết tại cái này một mấu chốt bên trên. Giống như đọc sách đồng dạng, thế gian điển tịch ngàn ngàn vạn vạn, bao quát thiên hạ vạn vật, như thật chỉ là đọc sách liền có thể hiểu được hết thảy, vậy còn muốn lão sư làm gì? Huống hồ liền ma thiên các ngu thượng nhung thực lực đều có chảm liên sau lục diệp còn cần kinh nghiệm của ngươi chu hữu tài bừng tỉnh đại ngộ nói ra hoàng đảo chủ nói có lý là ta hẹp hòi thư viện tôn chỉ chính là dạy bảo thiên hạ đây cũng là thư viện đặt chân bản sự ai nói đến đây thở dài một tiếng tiếp tục nói cái này nửa năm qua ngày ngày nghiên cứu chảm liên ngược lại là rất khiêm tốn thành tựu nói nghe một chút lục châu tận lực để cho mình nhìn đừng như vậy hung lộ ra rất bình thản liền giống như là trả sau nói chuyện phím giống như. Chu Hiếu Tài nói ra, trước mắt đến xem, chảm liên sau tu hành, so trong tưởng tượng phức tạp. Chảm liên sau ảnh hưởng không chỉ là tu hành tốc độ, còn có chính là pháp thân, mọi người đều biết, pháp thân không thể di động như là điều khắc. Chỉ có người thi triển chủ động tiến nhập pháp thân nội bộ, hình thành phòng ngự. Có thể chảm liên về sau, người thi triển có thể bằng vào cường đại ý chí lực, khống chế pháp thân làm ra một ít kỳ lạ động tác phóng thích càng cường đại chiêu số. Chảm liên trước diệp số, thường thường ảnh hưởng chảm liên sau tu hành tốc độ. Diệp số càng nhiều, tu hành càng nhanh, nhanh đến không cách nào tưởng tượng. Ta cùng thiên hành thư viện viện trưởng Mạnh Nam Phi thảo luận qua việc này, nhất trí cho rằng, chảm liên sau càng giống là một loại. Khôi phục, hoàng thời tiết kinh ngạc nói, chảm liên chỗ tốt lớn như vậy. Cũng không hẳn vậy, Chu Hiếu Tài tiếp tục nói, kim liên bí mật còn cần nghiên cứu, kim liên vì cái gì hấp thu thọ mệnh cùng năng lượng, đến nay là bí ẩn chưa có lời đáp. Có thể chẳng trung quy là ít một vật, pháp thân vốn là có tiến có thối, lực phòng ngự kinh người. Kim liên càng là có thể ngăn cản thiên giai vũ khí, không có nó, trung quy yếu ba phần. Mặt khác, cho tới bây giờ, vô pháp chứng minh, chảm liên sau phải chăng có thể một lần nữa ngưng kết kim liên, cửu diệp phải chăng đứng trước đồng dạng ràng buộc, cửu diệp phía trên phải chăng, còn có thập diệp. Nói xong cái này lời, hai người đồng thời nhìn về phía sắc mặt lạnh nhạt Lục Châu. Bởi vì Lục Châu thi triển, chính là có kim liên cửu diệp. Ý vị này, chỉ có hắn biết cửu diệp về sau tình huống. Lục Châu nói ra, cửu diệp chưa định, thập diệp sự tình, còn xa xôi. Hai người gật đầu, hiện nay chảm liên dùng mở, thời đại thủy triều không thể tránh né, tương lai là cái dạng gì, không có ai biết. Lục Châu lại nói, bắt đầu thư viện luôn luôn theo hoàng thất đi đến gần, có thể biết cung bên trong có cửu diệp cao thủ, chu hữu tài lắc đầu nói cái này chưa từng nghe nói qua một núi không thể chứa hai hổ như thật có cửu diệp bệ hạ há có thể an tâm bất quá tiên hoàng tại vị lúc ngược lại là có qua một ít truyền ngôn hắn dừng một chút ngữ khí tiên hoàng từng cùng cơ tiền bối giao hảo vốn là tu hành thiên phú kém xa cơ tiền bối sau tới tiên hoàng bệ hạ hội ngộ danh sư chỉ điểm đột nhiên tăng mạnh tiên hoàng cũng bởi vậy thuận lợi đăng cơ lục châu nội tâm khẽ nhúc nhích người có thể biết người danh sư này ở đâu chu hiếu tài thở dài nói cái này vị đế sư đại nhân sớm đã cưới hạc đi tây phương tiên hoàng khóc lóc đau khổ ba ngày ba đêm dùng hoàng thân quốc thích chi lễ hận táng tự thân vì hắn thủ lăng ba năm người tận mắt nhìn thấy tuế nguyệt lâu dài ta há có thể tận mắt nhìn thấy đều là truyền ngôn thôi chu hiếu tài nói ra kia lăng mộ ở đâu chu hiếu tài nói ra việc này cực kỳ bí mật trước kia tiên hoàng phái người chế tạo lăng mộ vì phong tỏa tin tức phàm tham dự lăng mộ công nhân Toàn bộ chôn giết chôn cùng, sử quan không có ghi chép. Cho đến ngày nay, chỉ sợ không có người biết được, nói tới chỗ này, hết thảy logic rõ ràng sáng tỏ. Cơ bản có thể xác định, cái này vị đế sư chính là kia thừa quan mà đến thần bí cao nhân. Khó trách lưu qua đối hắn như thế tín nhiệm, la sinh, lệ tử, không có tận mắt nhìn thấy, người nào cũng không thể xác định. Lúc này, Minh Thế Nhân bắt quái hỏi, hoàng đế hiện tại nhiều ít diệp cái này hỏi một chút, Chu Hữu Tài giật mình kêu lên. Mặt trong nháy mắt đều là đổ mồ hôi, Chu Hữu Tài ấp úng, nhìn thoáng qua tại phong bên ngoài chờ hơn ngàn tên thư viện đệ tử, hắn biết, hiện tại một ngày nói sai lời nói, kia chôn vùi chính là cái này hơn ngàn đầu nhân mạng. Thực không dám giấu giếm, thư viện luyện chế khai diệp đan, toàn bộ đều đưa đến trong hoàng cung, nửa năm qua này, hai đại thư viện, bao quát đan dương tông, tổng cộng luyện chế 108 khỏa khai diệp đan, minh thế nhân chừng hai mắt một cái, có thể ăn như vậy chẳng lẽ hắn hiện tại là 108 diệp cao thủ? Khủ khủ, Chu Hữu Tài lắc lắc đầu nói, khai diệp đan phục dụng về sau, cũng không thể cam đoan nhất định có thể mở nhất diệp. Khai diệp đan nguyên lý là gia tăng nguyên khí thu nạp, bổ sung tu vi. Đến ngũ diệp lục diệp, muốn mở nhất diệp, tối thiểu cần phục dụng 10 khỏa, thậm chí mấy chục khỏa, cho nên. Hoàng đế hiện tại vài diệp, Minh Thế Nhân Truy Nguyên nói, ngoặt kép chấm, nói hồi lâu nói không đến giờ tử bên trên, người nói khí không giận người nếu không phải sư phụ tại chỗ, Minh Thế Nhân đã sớm khống chế không nổi một quyền đánh tới. Bệ hạ vài diệp, chúng ta thật không biết, mời cơ tiền bối thứ tội, Chu Hữu Tài khẩn trương nói, ha ha, không chịu nói đúng không, Minh Thế Nhân chính muốn nổi giận, Lục Châu giơ tay lên ngắt lời hắn, nói ra, tốt. Lão Phu tin ngươi, hắn ngay cả mình đồ đệ ngu thượng nhung mở nhiều ít diệp cũng không biết, huống chi hoàng đế người thân phận như vậy. Đa tạ cơ tiền bối tín nhiệm, Chu Hữu Tài thở dài một hơi. Chu viện trưởng, Lục Châu đột nhiên chân thành nhìn xem Chu Hữu Tài, sau này làm thế nào dự định. Cái này, Chu Hữu Tài liều mạng chắp tay nói, dùng lòng dạ thiên hạ, trọng trấn thư viện huy hoàng. Người bắt đầu thư viện còn có tiềm lực rất lớn, người Chu Hữu Tài cũng không phải hẹp hòi hạng người. Lão phu đề nghị ngươi, sau này trở về, suy nghĩ thật kỹ, thư viện tương lai, thư viện phải làm gì, không nên làm cái gì, thư viện muốn thế nào lâu dài sinh tồn tiếp. Không cần lỗ mãng làm quyết định, càng không nên bị cái gọi là ngu trung choáng váng đầu óc, nghĩ rõ ràng, nghĩ rõ ràng. Lục Châu lời nói thành khẩn mà tận tình khuyên bảo, sau khi nói xong, hắn đứng lên, phất phất tay nói, lão tứ. Sư phụ mời lên liễn, Lục Châu nhẹ nhẹ nhảy lên, trở lại phi liễn bên trên. Chu ôn lương, vương kiệm nhượng, trương cung bản năng đi theo. Minh Thế Nhân quay đầu chừng một cái, làm gì, còn không cút nhanh lên, a à, còn nghĩ tại ta ma thiên các ăn uống miễn phí, không có cửa đâu. Minh Thế Nhân nhấc chân liền đánh, Chu ôn lương, Vương Kiệm Nhượng cùng Trương cung đồng thời quỳ xuống đất, nói: "Đa tạ cơ tiền bối tha mạng, đa tạ cơ tiền bối tha mạng." Hoàng Thời Tiết cũng đứng lên, nhìn nói với Chu Hiếu Tài: "Chu viện trưởng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chim khôn biết chọn cây mà đậu." Trân trọng, trân trọng, trân trọng, Chu Hiếu Tài nhẫn nhịn nội tâm ý sợ hãi, nhìn xem Hoàng Thời Tiết thượng phi liễn. Xuyên Vân phi liễn tại Minh Thế Nhân khống chế hạ, qua trong giây lát tiêu thất tại Vân Hải bên trong. Lại lúc ngẩng đầu, không thấy Phi Liễn, Chu Hữu Tài một cái lảo đảo, ngồi bệt dưới đất. Hắn miệng lớn thở dốc, một hồi lâu mới bình phục lại. Bắt đầu thư viện các đệ tử gặp Phi Liễn rời đi, liều mạng bay đi lên, nhìn thấy ngồi bệt dưới đất viện trưởng, giật nảy mình. Chúng đệ tử rơi xuống, đem viện trưởng Chu Hữu Tài đỡ lên. "Viện trưởng, ngài không có sao chứ? Viện trưởng, cơ lão ma đánh ngài nơi nào, có nghiêm trọng không?" Mấy đệ tử chen chúc mà tới, lo lắng hỏi. Im miệng, Chu Hữu Tài bỗng nhiên đứng lên, hướng phía kia tên miệng phun hương thơm đệ tử một bàn tay qua tới. Sau khi đánh xong, nói bổ sung, ghi nhớ, họa từ miệng mà ra, tên đệ tử kia bị đánh cái tát, bụng mặt gò má, nói, biết rõ, viện trưởng, còn có đi hay không duyện Châu Thành. Đi cái gì đi, Chu Hiếu Tài nhìn cũng không nhìn duyện Châu Thành phương hướng. Đều mức này, còn dám đi, chịu chết sao, không thấy được thiên hành thư viện đệ tử chạy đến có bao nhanh sao. Ta dạy thế nào cái này một đống xuẩn tài, trở về thư viện, Chu Hiếu Tài ra lệnh một tiếng, dẫn đầu đạp không mà lên. Hơn ngàn tên đệ tử hiểu ý, cùng bay lên, không bao xa, Chu Hiếu Tài lại nói, "Trước đi Thiên Hành thư viện." "Vâng." Thần Đô, Thiên Hành thư viện, viện trưởng Mạnh Nam Phi, nâng chung trà lên hung hăng uống một hớp nước, tâm tình bình phục. Ảo giác sao? Trở về đã có một đoạn thời gian, Mạnh Nam Phi luôn cảm giác mình xuất hiện ảo giác. "Viện trưởng, không phải ảo giác. Ta, chúng ta cũng nhìn thấy, kia đích đích xác xác liền là Cửu Diệp Kim Liên." tuyệt không hội sai lầm. Ta cũng nhìn thấy, liền là cửu diệp kim liên, viện trưởng, ngài cái này một tiếng rút lui, lui đến tốt, lui đến kịp thời. Mạnh Nam Phi quét hai người một mắt, lười nhác theo cái này hai nịnh hót nói chuyện. Đúng lúc này, bên ngoài có đệ tử chạy vào, viện trưởng, bắt đầu thư viện chu viện trưởng giá lâm. Mau mời, không bao lâu, chu Hiễu tài mang hai tên đệ tử, một đường đi nhanh, đi đến. Thiên hành thư viện phòng nghị sự trước, Mạnh Nam Phi ra phòng nghị sự, nghênh đón, cười nói, chu viện trưởng đại giá Quang Lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Ta không có kia nhiều thời gian dỗi cùng ngươi nói nhảm. Ma thiên các tổ sư ra để ta nhắn cho ngươi, chú Hiếu Tài nói ra. Nhắn lời, chạy nhanh như vậy, ta đều nhìn thấy. Chạy, người nào như thế nhát gan, mạnh nam phi nghiêm trang nói. Đừng giả bộ, ta cũng không phải chế giễu ngươi, dù sao ta cũng ở tại chỗ, chú Hiếu Tài nói ra. Mạnh nam phi, chấm hỏi ngoặc kép, chúng đệ tử, chấm hỏi ngoặc kép chu hiếu tài liền đem song thạch phong thượng kiến thức từng cái nói đến cũng đem lục châu nói tới những lời kia một chữ không sai hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuật lại cho mạnh nam phi mạnh nam phi nghe vậy lảo đảo hạ hai chân khẽ run tâm nói một tiếng nguy hiểm thật chu hiếu tài gặp hắn sắc mặt trắng bệch nói ra chu ôn lương cho ngươi phi thư ngươi vậy mà không xem ra gì hắn dù sao cũng là thái hư học cung nhị trưởng lão chu huynh đừng nói ta hiện tại nghĩ mà sợ đến cực điểm mạnh nam phi liên tục dừng tay còn tốt không có tự mình đi, chiếu hắn nguyên bản đến thái độ, một trưởng kia đập chết tất nhiên là hắn. Duyện Châu Thành thất thủ về sau, tu hành giới nhắc lên một vòng mới chiến đội Thủy Triều. Tuyển trạch duy trì U Minh Giáo, đơn giản là bởi vì phía sau có Ma Thiên Các, cùng đương thời đệ nhất cửu diệp duy trì. Tuyển trạch tiếp tục ủng hộ thần đô, là bởi vì thần đô không gì phá nổi, đồng thời chảm liên tu hành tốc độ viễn siêu ra tưởng tượng, sau này cũng sẽ xuất hiện tân cửu diệp thiên mới. Ngày thứ hai, ma thiên các đông các. Lục Châu lĩnh hội một đoạn thời gian thiên thư về sau, một lần nữa cảm giác hạ phi phàm lực lượng. Tuy nói lĩnh hội tốc độ gia tăng không ít, có thể cái này thời gian sử dụng cũng đồng dạng trên phạm vi lớn gia tăng. Cho nên, muốn đem phi phàm lực lượng tồn đầy, còn cần chừng 5 ngày. Hơn 10 vạn công đức, là thời điểm để thăng một cái tự thân tu vi. Đón lấy, Lục Châu lại cảm giác dưới đan điền khí hải bên trong tu vi. Thoáng gật đầu, thông qua tự thân tu hành, tu vi tựa hồ cũng đạt đến tiếp cận đột phá trạng thái. Như thế vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài, có lẽ là nhân tự quyển cùng địa tự quyển dung hợp về sau mang đến hiệu quả, bất kể nói thế nào, đây đối với hắn đến nói là chuyện tốt. Trước nghịch chuyển một cái thọ mệnh, hiện tại còn thừa thọ mệnh là 20.593 ngày. Lục Châu lúc này sử dụng một chương nghịch chuyển tạp, một phen phong khởi vân dũng sinh cơ năng lượng hội tụ về sau, tổng số trời vậy mà gia tăng 500 ngày sớm nhất mỗi chương gia tăng 300 ngày, hiện tại tăng tới mỗi chương 500 ngày, 57 năm, thọ mệnh tính có thể. Đối với một cái tu hành người mà nói, đường xuống dốc thường thường liền là sau cùng 100 năm. Nói cách khác, chỉ cần ngươi chuyển tới 900 tuổi trở xuống, tu vi liền sẽ không nhận thọ mệnh ảnh hưởng. Còn kém hơn 40 năm thọ mệnh, nghĩ đến đây, Lục Châu không do dự nữa, lần nữa nói, sử dụng nghịch chuyển tạp, cả cái đông các phủ cận đều bị nồng đậm sinh cơ vây quanh ngày trước chỉ là thoáng ba động một cái ma thiên các những người khác đã sớm tập mãi thành thói quen sẽ không cảm thấy có cái gì ma thiên các tứ đại trưởng lão đồng thời nhìn về phía đông các phương hướng ta hiện tại cảm thấy các chủ có phải là tại tu luyện một loại nào đó tà công hoa vô đạo nhìn xem đông các mặt mũi tràn đầy nghi hoặc tà công ba vị mời xem đông các phía trên không ngừng hội tụ cường đại sinh cơ năng lượng các chủ rõ ràng đã đột phá tới cửu diệp vì cái gì còn cần hấp thu sinh cơ Hoa vô đạo nói ra, tả Ngọc Thư lắc lắc đầu nói, nếu thật là tà công, trực tiếp dùng tà công hấp thu người thọ mệnh chẳng phải là càng tốt. Cần gì phải như thế đại phí khổ tâm? Phan Ly Thiên nói ra, đừng như vậy ngạc nhiên, tu hành người mỗi lần đột phá đều sẽ có động tĩnh, tất cả mọi người hội có, huống chi là các chủ. Tập quán liền tốt, một hồi liền yên tĩnh, Phan Trưởng Lão nói có lý, ông, lại là một đợt năng lượng cộng hưởng thanh trên đông các vang lên. Bốn vị trưởng lão lại lần nữa ngẩng đầu, không phải nói một hồi liền yên tĩnh sao thế nào còn có phan ly thiên nói ra khả năng có thể là vừa rồi đột phá không hoàn thành lão hủ có một lần cứ như vậy liên tục sinh ra hai lần động tĩnh loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy nhìn đến các chủ lần này thu hoạch không nhỏ trước lát sau đông các phương hướng yên tĩnh trở lại nhưng mà động tĩnh này vừa không liền tái khởi động tĩnh cùng vừa rồi giống nhau như đúc ba động cùng sinh cơ cái này phan ly thiên nhìn đến nét mặt giả nua mộng bức lão Phan, người tiếp tục biên, lãnh la quay đầu nhìn hắn một cái. Tại sao có thể như vậy? Bốn người mặt hướng đông cát, lộ ra trăm mối vẫn không có cách giải biểu tình. Một đợt động tĩnh kết thúc về sau, quả nhiên, lại bắt đầu. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, từ bắt đầu xuất hiện động tĩnh, mãi cho đến lần thứ 10 sinh cơ năng lượng ba động, ma thiên các bốn vị trưởng lão huyền giống như điêu khắc, lâm vào ngốc trệ. Không biết duy trì liên tục bao nhiêu lần ba động, đám người tỉnh táo lại tả ngọc thư bỗng nhiên mở miệng nói như thế sinh cơ sao không mượn cơ hội này bỏ lỡ há không đáng tiếc ba người khác đồng thời nhìn thoáng qua tả ngọc thư khổng lồ sinh cơ năng lượng hội tụ vào một chỗ nhiều ít hội có một ít sói mòn tại bên ngoài nói trắng ra các chủ ăn thịt bốn vị trưởng lão muốn nhìn một chút có thể uống hay không chút canh có đạo lý ma thiên các bốn vị trưởng lão hướng phía đông các đi tới vô pháp hấp thu sinh cơ năng lượng sói mòn tại bên ngoài cũng là lãng phí chẳng bằng tiện nghi người một nhà. Bốn vị trưởng lão đi đến ma thiên các đông các bên ngoài, ngẩng đầu nhìn một mắt đông các phía trên sinh cơ năng lượng, còn đang không ngừng hội tụ. Thế là bốn người nhìn lẫn nhau một cái, đi vào, đi đến đông các điện bên trong, bốn người đồng thời ngồi xếp bằng xuống, hô hấp thổ nạp. Bốn phía sinh cơ năng lượng lướt qua bên người của bọn hắn, sau đó tiến vào gian phòng bên trong. Thời khắc này lục châu cũng không biết mình cử động đã để tứ đại trưởng lão mộng bước hắn không lo lắng những này người sẽ đánh nhiễu chính mình tu hành. Đặc biệt là đi qua trước đó mấy chuyện về sau, mỗi khi lục châu bế quan, ma thiên các đệ tử liền sẽ chủ động tránh đi. Chỉ bất quá lần này dũng động mà ra sinh cơ năng lượng thực tại quá nồng nặc. Sinh cơ năng lượng đối với những kia tuổi trẻ người khả năng sử dụng không lớn, nhưng đối với những này lão đầu lão thái bà mà nói, kia liền là bảo bối. Lục Châu sử dụng xong 10 cái nghịch chuyển tạp về sau. Nhìn thoáng qua hệ thống giao diện, quan sát gia tăng số trời có thể hay không sinh ra biến hóa. Còn thừa thọ mệnh, 25.593 ngày. Không có biến hóa, mỗi một chương nghịch chuyển tạp, đều là 500 ngày. Nếu như không phải là muốn mau chóng tăng thực lực lên. Lục Châu thật dự định đem những này nghịch chuyển tạp tích chữ không dùng. Tiếp tục, Lục Châu lại rút ra một chương nghịch chuyển tạp. Ma thiên các tứ đại trưởng lão dần dần tập quán, không ngừng mà hấp thu lưu lại tại không trung, không có đi vào phòng sinh cơ năng lượng. Chính nên câu nói kia, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Rất nhanh, Lục Châu lại sử dụng xong 10 cái nghịch chuyển tạp. Còn thừa thọ mệnh đạt đến 30.593 ngày, 82 năm, còn kém thời gian 18 năm, liền có thể nghịch chuyển đến trăm năm thời gian. Lục Châu không khỏi cảm thán một tiếng, đối với phổ thông người mà nói, người một đời lại có mấy cái 18 năm. Cho dù là bát diệp tu hành người, tại thọ nguyên sắp hao hết thời điểm, cũng sẽ cảm thấy cái này 18 năm thế nào chân quý nhân sinh vội vàng trăm năm đi qua, đều là một cái búng tay. Cảm khái hoàn tất, Lục Châu tiếp tục sử dụng nghịch chuyển tạp, 10 lần sinh cơ năng lượng ba động kết thúc về sau, Lục Châu nhìn thoáng qua hệ thống bảng, còn thừa thọ mệnh, 35.593 ngày, 97 năm tả hữu Lục Châu âm thầm tính toán, còn kém 3 năm, lại đến 3 tấm nghịch chuyển tạp, 3 tấm nghịch chuyển tạp rất nhanh sử dụng hoàn tất. Còn thừa thọ mệnh, 37.093 ngày. Tính toán xuống, có 101 năm tả hữu thọ mệnh. Nhìn xem bảng bên trên còn thừa thọ mệnh, Lục Châu nhẹ khẽ nhả ra một ngụm chọc khí, tâm tình buông lỏng không ít. Ngay sau đó, sử dụng nghịch chuyển tạp sau cảm giác, dần dần nổi bật đi ra. Hắn ngoáy đầu lại, nhìn thoáng qua trên bờ vai sợi tóc, đã có tương đương một bộ phận, biến thành màu cho. Xuyên qua ban đầu, là hoàn toàn tóc trắng xóa, mà bây giờ, đã là trắng đen xen kẽ. Tại nhìn trên tay nếp nhăn, cũng giảm bớt một chút, làn ra tầng ngoài khách quan ngày trước cũng càng có sức sống một ít. Lục Châu rất muốn nhìn một chút bộ dáng biến hóa. Chỉ tiếc, ma thiên các không có cái gương, phòng bên trong cũng không có cái khác có thể chiếu địa phương, cũng không thể trong phòng chụp ảnh. Thôi, lão phu hẳn là một vị rất anh tuấn tiêu sái lão đầu. Lục Châu đứng lên, làm xuống khuếch trương ngực cùng kéo duỗi vận động, cảm giác cũng không tệ lắm. Nếu như không phải nghịch chuyển tạp chỉ có 16 tấm, tích chữ có thể tăng giá, Lục Châu hận không thể toàn bộ dùng. Nhớ kỹ, liên là đột phá tu vi, Lục Châu lật ra lòng bàn tay, ông. Một tòa cỡ nhỏ pháp thân lơ lửng xuất hiện, dưới chướng kim liên, lưỡng phiến diệp tử kim quang lóng lánh. Lục Châu tập trung lực chú ý, bắt đầu hội tụ năng lượng, đảo mắt ở giữa, một vòng lại một vòng kim sắc năng lượng từ pháp thân bên hông rơi xuống. Bốn vị trưởng lão khoảng cách xa xôi, chỉ ở đông các bên rìa đại điện khu vực, qua một hồi lâu, những cái kia tàn dư sinh cơ năng lượng mới dần dần tiêu thất. Bốn người mở mắt, Tà Ngọc Thư nói ra, không nghĩ tới huynh trưởng có thể thu hoạch nhiều như thế sinh cơ năng lượng. Nhìn đến, đã đến cực hạn, lãnh la nói ra, có lẽ các chủ tại nghiên cứu một ít trị liệu loại thủ đoạn, tỷ như Phật môn minh kính đài, từ hàng phổ độ. Từ hàng phổ độ lúc thi triển, cũng sẽ sinh ra sinh cơ năng lượng, hoàn toàn chính xác có khả năng này, có thể liên tục thi triển hơn 30 lần. Có phải là có chút, biến thái, tả ngọc thư nhíu mày, nói xấu sau lưng, lão thân muốn tại huynh trưởng trước mặt, cáo trạng các ngươi, đừng 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 tả tiền bối thứ tội, ta bất quá là nghĩ trêu chọc một cái, hoa vô đạo liên tục dừng tay. Người nhóm cảm giác như thế nào? Lãnh la hỏi, còn có thể, Phan Ly Thiên nói ra, những này sinh cơ năng lượng phi thường nồng đậm, đối kỳ kinh bát mạch đều có chỗ tốt. Cũng có thể kéo dài tuổi thọ, duy nhất không có tốt, chính là, quá ít, ch chưa đủ, lão Phan, làm người chớ có tham lam, tự tại bốn người nghị luận thời điểm, đồng các gian phòng bên trong, đột nhiên tách ra laser. Ông! một vệt kim quang từ trong phòng hướng ra phía ngoài khuếch tán, mang ra mạnh mẽ cương phong. Bốn người đồng thời khẽ giật mình, đồng thời nhìn sang. Cương phong cũng không mạnh, nhưng đối với bốn vị lịch duyệt kinh nghiệm phong phú lão nhân mà nói, hắn nhóm quá quen thuộc cái tràng diện này. Khai Diệp, các chủ tại Khai Diệp, Phan Ly Thiên Kinh ngạc nói, các chủ đã cửu Diệp, chẳng lẽ muốn mở thập Diệp, hoa vô đạo trừng to mắt, này làm sao khả năng, lãnh la dẫn đầu đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem gian phòng bên trong. Tảng Ngọc Thư lại lắc đầu nói, không đúng. Vừa rồi kia cỗ cương phong cũng không mạnh, nhiều lắm là là bình thường tam tứ diệp cường độ. Chớ đoán mò, Phan Ly Thiên xoay người, cầm lấy hồ lô rượu, ngã một lần khôn hơn một chút, các chủ làm xảy ra chuyện gì, lão hủ đều không kỳ quái. Ngàn vạn đừng hiếu kỳ, có đạo lý, hoa vô đạo đi theo xoay người, hướng phía đông các đi ra ngoài. Hai người khác cũng liền mang đi ra, đi đến các bên ngoài. Kim Thiên Huynh dáng dấp biểu hiện có chút đặc thù, như vậy đi lão thân tự tại cái này thủ là huynh trưởng hộ pháp cái này lão hủ cũng tại cái này nhìn xem phan ly thiên đứng tại đông các dưới sàn ngang lãnh la cùng hoa vô đạo ăn ý phối hợp bốn người đứng thành một hàng đồng thời nhìn về phía đông các tách ra nhất đạo kim sắc cương khí vòng sáng thường thường mang ý nghĩa khai diệp thành công lục châu nhìn trước mắt tam phiến diệp tử hài lòng gật đầu chiếu theo ban đầu dự đoán lục châu vốn định tại tồn một chút thời gian công đức đem kim liên khai diệp lưu tại sau cùng có thể dưới mắt đến xem, tu vi tiến tốc rất chậm. Điểm công đức có thể tiếp tục tích lũy, một bên tích lũy, một bên đề thăng tu vi càng hợp lý, tăng thêm tam diệp về sau, dựa vào tự thân tu vi đề thăng, không có trước lưỡng diệp nhanh như vậy. Mua kim liên khai diệp, đinh, lần này tiêu hao điểm công đức 50.000 điểm, thu hoạch được kim liên khai diệp một phần. Sử dụng, cùng vừa rồi thông qua tu vi khai diệp bất đồng là, theo lục châu ý niệm khẽ nhúc nhích, hắn cảm giác được một cỗ thần kỳ năng lượng dũng động lên, bốn phía đều là nồng đậm nguyên khí, cấp tốc ngưng kết thành cương, hội tụ vào một chỗ, rơi tại pháp thân bên trên. Năng lượng quang hoàn trong khoảnh khắc hình thành, hướng dưới chân một rơi. két, một mảnh kim quang lóng lánh diệp tử từ kim liên biên giới sinh trưởng mà ra. Tu Vi bước vào, nguyên thần kiếp cảnh đệ tứ diệp. Đồng thời, hắn cảm thấy đan điền khí hải, cũng tại pháp thân ảnh hưởng dưới, mở rộng mấy lần, nguyên khí chứa đựng cũng nhiều gấp mấy lần. Lục Châu Đại Hỷ, hắn không thiếu kỹ xảo cùng kinh nghiệm, cũng không thiếu lịch duyệt, khuyết đến liền là những thứ này. Mua kim liên khai diệp, Lục Châu mặc niệm nói, đinh, lần này tiêu hao điểm công đức 50.000 điểm, thu hoạch được kim liên khai diệp một phần. Sử dụng, đông các dưới sản ngang, bốn vị trưởng lao ánh mắt đờ đẫn. Ta mới vừa rồi là không phải hoa mắt rồi, hoa vô đạo rụi rụi con mắt, lãnh mộ cũng nhìn thấy, vừa rồi hoàn toàn chính xác là khai diệp thì mới có ba động, lần thứ hai. Lãnh la mười phần khẳng định nói, liền mở nhị diệp, tả ngọc thư nghi ngờ nói lão phan người tại sao không nói chuyện lão hủ vốn muốn nói mở liền mở hai lần cực kỳ hiếm thấy có thể không phải là không có cái này lần thứ ba tuyệt đối không thể có thể lão hủ sợ nói xong các chủ liền mở tam diệp đây chẳng phải là rất mất mặt vừa dứt lời đông các gian phòng bên trong lại lần nữa tách ra nhất đạo năng lượng quen thuộc vòng sáng liền mở tam diệp phan ly thiên chấm hỏi chấm hỏi ngập kép ba người khác đồng thời nhìn về phía phan ly thiên như là nhìn một cái thiểu năng lão đầu. Như vậy nhược trí logic, thua thiệt ngài nhân gia nghĩ ra. Tốt xấu ngài tiền nhiệm là tịnh minh đạo đệ nhất cao thủ, hiện nay ma thiên các tứ trưởng lão một trong, liền đạo lý đơn giản như vậy đều nghĩ mãi mà không rõ. Các chủ đã cửu diệp, hiện tại khai diệp làm gì? Cái này rất rõ ràng không phải lại khai diệp, mà là tại thử nghiệm một loại nào đó mới mẻ đồ chơi. Ba người thu hồi nhìn tiểu năng ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía lục châu chỗ đông các. Tả Ngọc Thư nói ra, 500 năm trước, người người kính sợ lão thân là nho môn tu hành thiên tài, kia lúc huynh trưởng tu vi chưa có thành tựu. Có thể, lão thân kia lúc liền nhìn ra, huynh trưởng tuyệt không phải vật trong ao. 300 năm trước, huynh trưởng đang đỉnh tu hành giới thành vì bắt diệp, có thể thấy lão thân ánh mắt độc đáo. Duy nhất để lão thân tiếc nuối, trẻ tuổi lúc không hiểu chuyện, lại bỏ lỡ, dừng lại dừng lại, Phan Ly Thiên giơ tay lên, chuyện cũ năm xưa, liền miễn bàn, lão thân nhất thời cảm khái, nói một chút ngày xưa huy hoàng, không được. Phan Ly Thiên nói ra, được được được, người tiếp tục, lãnh là giữ im lặng, chỉ là cho hắn một ánh mắt, để chính hắn trải nghiệm. Đáng đời người độc thân, Phan Ly Thiên cái này nói chuyện, tả Ngọc Thư cũng lười tiếp tục nói. Bốn vị trưởng lão đồng thời nhìn về phía đông các, yên tĩnh một lát, đông các bên trong không có lại xuất hiện động tĩnh khác. Gian phòng bên trong, Lục Châu thỏa mãn nhìn xem trên lòng bàn tay ngũ diệp kim liên. Tu hành giới bên trong, đạp vào nguyên thần mới coi như chân chính đang đường nhập thất, vào tu hành giới môn. Từ nhất diệp đến tứ diệp đều là tiểu tu hành giả. Đến ngũ diệp, đó chính là đại tu hành giả. Nói cách khác, từ giờ trở đi, Lục Châu thành công đạp vào nguyên thần kiếp cảnh ngũ diệp kim liên tu vi, thành vị đại tu hành giả. Hắn đơn trưởng một nắm, pháp thân tiêu tán, hài lòng đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, đi đến bình phong về sau, nhìn một chút trên mặt bàn da dê cổ đồ, Địa đồ vẫn y như cũ là chỉ cho thấy đại viêm toàn cảnh, chỉ bất quá sau ngày trước rõ ràng hơn, phạm vi cũng không có mở rộng. Nếu như gia dê cổ đồ biểu hiện là cùng thiên thư tam quyển có liên quan tin tức kia, kế tiếp tìm tìm thiên thư manh mối, nên là còn tại đại viêm, nghĩ tới đây, Lục Châu than nhẹ một tiếng. Ký ức thủy tinh sự tình, đến nay còn không có hạ lạc, tản mát ở các nơi thiên thư tam quyển tương quan manh mối, cũng không có đầu mối. Không thể hỗ trợ tìm tìm đầu mối địa đồ, cần ngươi làm gì? Lục Châu không có tiếp tục xem ra dê cổ đồ, mà là quay người rời khỏi phòng, kẹt kẹt, môn mở, Lục Châu chắp tay bước qua cánh cửa, đứng tại đông các biện trước, quan sát xuống dưới, bốn vị trưởng lão đồng thời ngừng đầu, nhìn về phía bậc thang bên trên, đồng các trước các chủ. Bốn người lập tức mộng bước, tuy nói quần áo, tư thái, khi thế không có thay đổi. Có thể Lục Châu tóc, ánh mắt, làn da, đều quả thực so trước đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ma thiên các bốn vị trưởng lão, tám đôi mắt, trăm mối vẫn không có cách giải, trừng thẳng con mắt. Là các chủ, đệ đệ, hoa vô đạo nói năng lộn xộn, lão thân chưa từng nghe qua huynh trưởng có cái gì đệ đệ, lão hủ hoài nghi. Có người giả mạo, không có khả năng, ai có thể từ chúng ta bốn người mí mắt bên dưới tiến vào đi, có thể tránh đi các chủ con mắt. Nếu như là thập diệp, còn cần giả mạo sao? Bốn người nhìn nhau, phân tích đến có đạo lý. Tả Ngọc Thư chống bản long trượng, đi vào, kho người nói, huynh trưởng hôm nay nhìn khá có 500 năm trước phong phạm, Lục Châu biết mình biến trẻ tuổi nhất định sẽ làm cho hắn nhóm có ý tưởng, nhưng là... 500 năm trước, có phải là quá khoa trương rồi? Hắn ngược lại là không lo lắng bốn vị trưởng lão hội làm loạn, dù là hắn hiện tại chỉ có ngũ diệp tu vi. Lui một vạn bước nói, cho dù là bốn vị trưởng lão có cái gì ý đồ xấu, hắn phi phàm lực lượng cùng đạo cụ tạp cũng dễ như chờ bàn tay đem bốn người giải quyết. Huống chi, bốn người này không thể lại xuất hiện loại tình huống này. Phan Ly Thiên chắp tay nói, các chủ nhìn khí phách phân chấn, chắc hẳn tại tu vi lại có đột phá, hoa vô đạo cũng đi theo nói ra, chúc mừng các chủ, lục châu chắp tay đi xuống bậc thang, ánh mắt lướt qua bốn người, nói ra, mỗi mở nhất diệp tăng thọ 50 năm, cửu diệp tăng nhiều ít, lão phu cũng không biết, bốn người nghe vậy, trong lòng hơi động. Mở cửu diệp quả thật là muốn tăng thọ, nhìn các chủ cái này tướng mạo, tuyệt không chỉ tăng thọ 50 năm đơn giản như vậy. Cho dù là bọn họ cảm thấy được lục châu khí tức cũng không có đặc biệt cường đại, nhưng bọn hắn không có dũng khí có bất kỳ hoài nghi. Lãnh la chắp tay nói, nhìn đến các chủ cửu diệp pháp thân đã chính thức ổn định căn cơ, lãnh mỗ xấu hổ, cái này trở về hảo hảo tu luyện, lão hủ cũng trở về tu luyện, hoa vô đạo cùng tả ngọc thư thế nào có ý tốt tiếp tục nán lại. Lục Châu vung tay áo nói, đi thôi, lãnh la ổn cắm dễ căn cơ thuyết pháp cũng có đạo lý. Nguyên thần kiếp cảnh cùng chia ba cái cảnh giới, đạo nguyên, hỗn nguyên cùng hợp đạo cảnh giới. Lục Châu nhị diệp thời điểm ở vào đạo nguyên cảnh giới. Hiện nay ngũ diệp nguyên thần, xem như tiến nhập nhất ổn định hỗn nguyên cảnh giới. Tự tại Lục Châu chuẩn bị quay trở lại tiếp tục tham ngộ thiên thư thời điểm, Minh Thế Nhân xuất hiện tại đông các bên ngoài. Đồ nhi bái kiến sư phụ, chuyện gì? Minh Thế Nhân khom người nói, sư phụ, Vĩnh Ninh công chúa thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, vốn là đồ nhi muốn để nàng tiếp tục ở lại đi, nhưng nàng muốn trở về nhìn xem. Ngài nhìn, là lưu còn là đưa tiễn, lục châu vuốt dâu suy nghĩ kia thiên mình cùng vĩnh thọ hoàng đế lưu qua đại chiến thời điểm vĩnh ninh công chúa cùng chiêu nguyệt đều không có xuất hiện hai người dù sao nguồn gốc từ hoàng thất cũng biết muốn tránh hiểm nghi hiện nay lưu qua đã chết trong lòng hai người tự nhiên có chút gút mắc tôn trọng ý nguyện của nàng thuận đường đem việc này cáo chi tư vô nhai lục châu nói ra tuân mệnh minh thế nhân nói lại ấp úng lên chuyện thứ hai đại sư huynh phi thư đến hắn nói hắn nói ưm, lục châu nhíu mày, cái này cho mày, dọa minh thế nhân nhảy một cái, vội vàng nói, đại sư huynh nói, hắn rất cảm tạ ngài nhân ra từ bên cạnh uy hiếp, có thể mười ngày trong thời gian kế tiếp, không cần nhúng tay hắn sự tình, hỗn trướng. Lục châu mở miệng mắng, minh thế nhân vội vàng nói, chính là, đồ hỗn trướng, có dũng khí theo sư phụ nói như vậy, sư phụ ngài lão muốn làm cái gì thì làm cái đó, hắn một cái làn đồ đệ kỳ, kỳ kỳ oai oai nhiều chuyện như vậy, đừng để ý đến hắn đồ nhi cái này phi thư hung hăng huấn hắn một lần cho hắn biết cái gì gọi là sư đồ tôn ti lục châu nhìn hắn một cái nói ra hắn đã thích khoe khoang vậy liền để hắn khoe khoang vi sư chính mặc kệ hắn sư phụ bớt giận tính hạ thời gian chỉ có một tháng không đến muốn cầm xuống thần đô chỉ sợ không dễ dàng như vậy lục châu không tiếp tục để ý vu chính hải sự tình mà là hỏi diệp thiên tâm tình huống như thế nào coi như ổn định liền là cảm giác lục sư muội hao tổn không ít thọ mệnh cũng không biết về sau có thể khôi phục hay không bất quá có thể giữ được tính mạng cũng không tệ ta nhìn nàng tâm thái coi như không tệ tĩnh dưỡng một đoạn thời gian nên là liền tốt muốn không ta đem nàng kêu đến không cần kia đồ nhi trước đi hồi đại sư huynh phi thư đồ nhi nhất định hội ở trong thư hảo hảo trách cư hắn ngài yết tâm minh thế nhân nói xong cung cung kính kính rời đi đông các màn đêm buông xuống duyện châu thành bên trong Vu Chính Hải chắp tay đưa lưng về phía Hoa Trọng Dương. Hoa Trọng Dương nhớ kỹ phi thư, tứ tiên sinh còn tại trong thư nói, để ngài ngàn vạn đừng theo cơ tiền bối tính toán, dù sao cơ tiền bối lớn tuổi. Còn có chính là, muốn bắt hạ thần đô, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhất định muốn nghĩ lại mà làm sao. Tư vô nhai cười nói, tứ sư huynh thật đúng là cái diệu nhân. Phu Chính Hải gật đầu, phi huynh kia phi thư, sư phụ lão nhân gia ông ta tự nhiên sẽ rất tức giận. Có thể, vì chuyện kế tiếp, vì huynh bất chấp kia nhiều. Đại sư huynh, có sư phụ giúp đỡ, không thật tốt sao? Vì cái gì, tư vô nhai không phải rất có thể lý giải. Hắn biết đại sư huynh rất muốn cầm xuống cái này thiên hạ, vì cái mục tiêu này làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Tại cái này ngày trước, đại sư huynh là nghĩ trăm phương ngàn kế tránh sư phụ đi đường, hiện nay sư phụ cho thời gian nửa năm, còn ra tay uy hiếp hai đại thư viện, đây cũng là chuyện tốt mới đúng, vì cái gì không vui lòng đâu. Vu chính hải thở dài một tiếng, vất vất tay, hiền đệ lưu lại những người khác tất cả đi xuống đi vâng nhìn ra được là có cái gì ẩn tình chờ sảnh bên trong chỉ còn lại hai người lộ ra yên tĩnh mà kiềm nén tư vô nhai không có mở miệng mà là chờ đợi hắn nói chuyện trầm mặc thật lâu vu chính hải mở miệng nói vi huynh chỉ sợ ngày giờ không nhiều tư vô nhai chửi nhíu mày một cái cũng không có quá nhiều biểu tình tựa hồ sớm đã có đoán trước một cái hắn ngồi tại cái ghế bên trên không nhúc nhích tí nào tay trái nhấn lấy khổng tước linh ngón tay cái tại khổng tước linh hoa văn bên trên vừa đi vừa về di động vu chính hải nhìn hắn một cái nói ra người đoán được rồi ừm tư vô nhai trả lời rất đơn giản từ hắn ghi chép bản chép tay thời điểm liền biết xã hội có cái này một ngày cho nên hắn mới đem bản chép tay giấu rất chặt chẽ hắn không biết có bao nhiêu người đoán được cái này một điểm có thể đây chính là sự thật vu chính hải thời niên thiếu bị buôn bán đến lâu lan trải qua cực khổ cuối cùng cũng bị vương công quý tộc khuét tâm mất máu mà chết lần thứ nhất tử vong, hao tổn 300 năm thọ mệnh. Lần thứ hai tử vong, chính là cùng sư phụ hỗn chiến về sau, đồng dạng, hao tổn 300 năm thọ mệnh. Vào ma thiên các tu hành 300 năm, lại bài trừ thiếu niên tuổi tác, dù là hắn là bát diệp đỉnh phong đại viên mãn cao thủ, cũng cuối cùng rồi sẽ không thể không đối mặt ngàn năm thọ mệnh đại nạn. Thành như nói, vu chính hải ngày giờ không nhiều, vu chính hải nói ra, không có gì phải không, vì huynh cái này cả đời, chị, đại sư huynh, ta một mực rất hiếu kỳ ngài rõ ràng ngày giờ không nhiều, vì cái gì cố chấp như thế cầm xuống thần đô. Tư vô nhai ngẩng đầu nói ra, không dùng lại những cái kia hùng tâm tráng trí lão lấy cớ, ngày trước ta không sẽ hỏi, hiện nay, ngài còn nghĩ tiếp tục giấu giếm đi. Bản thân cái này tại logic bên trên liền nói không thông. Không có mấy năm có thể sống, kia ngươi chiếm lĩnh thần đội ý nghĩa ở đâu. Cho người khác làm quần áo cưới, vu chính hải ngồi xuống, chân thành nói, vi huynh không có lửa qua ngươi. Vi huynh cũng hoàn toàn chính xác có nguyên nhân khác chuyện này, thất sư đệ còn là đừng hỏi, trong lòng ta biết rõ. Tư vô nhai chú ý tới hắn xưng hô biến hóa, loại tình huống này, thường thường mang ý nghĩa, tâm tình của hắn tại phát sinh biến hóa. Tư vô nhai nhẹ giọng cười hạ, lập tức thở dài một tiếng, đại sư huynh, ngài biết rõ ta tại sao phải giúp ngài sao? Hỗ trợ đồng môn, cái này là một mặt nguyên nhân, tư vô nhai chậm rãi nói ra, rời đi ma thiên các thời điểm, còn niên thiêu khí thịnh, muốn làm ra một phen sự nghiệp, chứng minh chính mình không sai thế là ta tiến nhập thần đô, làm đến thái phó. Sau tới, ta phát hiện, những vật này cũng không thể thỏa mãn ta, ta bắt đầu nghiên cứu thập tuyệt trận, nghiên cứu hoàng thất sức lực, nghiên cứu thiên địa ràng buộc, người là rất nhỏ bé, một cái người nhận biết giống như một vòng tròn, làm cái vòng tròn này càng lúc càng lớn, vòng tròn tiếp xúc đồ vật thì càng nhiều, đối tiềm ẩn vô tri đồ vật liền hội càng thêm e ngại, ta từng một dạo nhận là, trên đời này không có ta không giải quyết được vấn đề. Ta biết rõ đại viêm thiên hạ cửu châu phạm vi, ta biết rõ một châu nhất thành vận hành phương thức, ta cũng biết mặt trời mọc mặt trời lặn, hàn lãnh luân chuyển quy tắc. suy chỉ có không biết cái này thiên địa ràng buộc đến cùng là vật gì. Một phen cảm khái xuống tới, nghe đến vô chính hải đầu đại. Người có như thế truy cầu kia là chuyện tốt, đại sư huynh. Ta có ta hy cầu, người cũng chỉ có người truy cầu. Người truy cầu chẳng lẽ cũng chỉ là thần đô, tư vô nhai lượn quanh hồi chủ đề bản thân, vô chính hải nhíu mày, Nói ra, chuyện này ngươi về xã hội biết rõ, vô luận như thế nào, vi huynh đều muốn bắt hạ thần đô, người nào cũng ngăn cản không. Chờ sau khi ta chết, ngươi hồi ma thiên các, thay ta tiếp nhận sư phụ trừng phạt, Vu Chính Hải nói ra. Gặp hắn như vậy chấp nhất, Tư Vô Nhai lại không hỏi tới. Vừa đúng lúc này, Hoa Trọng Dương xuất hiện tại bên ngoài phòng. Khởi bẩm giáo chủ, Lương Châu cấp báo, tiến đến, Hoa Trọng Dương bước nhanh đi đến. Nhìn thấy Vu Chính Hải cùng Tư Vô Nhai, còn không gặp lễ, tư vô nhai liền nhìn thấy sắc mặt hắn không thích hợp, vì vậy nói, cái gì sự tinh? Lương Châu xảy ra chuyện, Hoa Trọng Dương hít một hơi, tiếp tục nói, ngụy trác ngôn, cấu kết dị tộc nhu lợi người, đánh lén Lương Châu Thành. Dương Viêm, Địch Thanh, Bạch Ngọc Thanh ba người tử thủ Lương Châu Thành, trọng thương. Nói xong, phòng nghị sự bên trong yên tĩnh một lát, tư vô nhai cùng Hoa Trọng Dương cũng có thể cảm giác được vô chính hải phẫn nộ. Vô chính hải sắc mặt đích đích xác xác xuất hiện biến hóa có thể hắn không có bạo phát, mà là cố nén nộ hỏa nói, ba người thương thế nghiêm trọng. Bạch Ngọc Thanh còn tốt, hắn tu vi cao nhất, cần tĩnh dưỡng nửa năm, đến mức dương viêm cùng địch thanh, hoa trọng dương lắc đầu, hắn nhóm, chỉ sợ đời này đều rất khó đứng lên, tu vi có thể không khôi phục, cũng còn chưa biết, cờ rốp, cờ rốp. vu chính hải quyền đầu nắm chặt, nắm ra tiếng âm. Đón hắn nhóm trở về, thuộc hạ đã phái người tiếp. Có thể là, ba người bọn họ mặc dù tử thủ lại Lương Châu, có thể tiếp xuống, thế chắc chắn sẽ nghênh đón càng mạnh phản công, thế nào làm? Hoa Trọng Dương mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, thuộc hạ thỉnh cầu đi tới Lương Châu, chấn thủ Lương Châu thành. Vu Chính Hải không có lập tức đáp ứng, liền tam đại hộ pháp đều lọt vào trọng thương, chỉ đi một cái Hoa Trọng Dương, chẳng khác gì là không công chịu chết. Có thể là, như không phòng thủ Lương Châu, dị tộc người hội thừa lúc vắng mà vào, đến lúc đó, chính mình ngược lại sẽ thành vì tội nhân thiên cổ. Hiền đệ, người có thể có diệu kế, Vu Chính Hải nhìn về phía Tư Vô Nhai, Tư Vô Nhai không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía Hoa Trọng Dương, nói ra, ký châu tình huống như thế nào. Đã cơ bản cầm xuống, hiện tại chỉ còn lại thần đô, thần đô chi chiến sắp đến, U Minh giáo binh lực cơ bản đều tại vây quanh thần đô làm sự tình. Lúc này dị tộc xâm lấn, cũng không phải trùng hợp. Đồng dạng, đây cũng là nhất khảo nghiệm U Minh giáo thời điểm. Phi thư bồng lai môn, ma sát tông, hoa gian phái, vạn độc môn. Thỉnh cầu chi viện, điều U Minh giáo Kinh Châu, Dự Châu, Diện Châu một nửa binh lực, bảo vệ Lương Châu cùng Ích Châu, tư vô nhai quả quyết hạ lệch, lại quay đầu nhìn về phía Vu Chính Hải, ta cũng sẽ điều động ám võng huynh đệ, Hoa Trọng Dương nghi ngờ nói, điều bản giáo giáo chúng không có vấn đề, bồng lai môn Hoàng Huynh cũng là sẽ hỗ trợ, mà sát tông, hoa gian phái, cùng vạn độc môn sẽ giúp chúng ta. Yên tâm, những thế lực này quanh năm kẹp ở hoàng thất cùng U Minh giáo bên trong sinh tồn, một mực tìm không thấy thích hợp lập trường, hiện nay đại sư huynh vươn tay ra hắn nhóm sao lại bỏ qua cái này các loại cơ hội thật tốt người thành đại sự nhất định phải có thể chứa người khác không thể chứa nếu bọn họ lâm trận phản chiến đâu dị tộc trước mắt ta tin tưởng mà cũng có đạo tốt cứ làm như thế vu chính hải trước mặt mọi người đánh nhịp sau ba ngày một tòa phi liễn từ lương châu bay đến diện châu thành bên trong ba bộ cáng cứu thương bị người nhắc vào viện lạc bên trong vu chính hải hoa trọng dương cùng tư vô nhai tự mình nghênh đón. Ba người sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, trừ Bạch Ngọc Thanh, còn ý thức thanh tỉnh, Dương Viêm cùng Địch Thanh đã ở vào chiều sâu hôn mê trạng thái. Vô Chính Hải cao mày, mặc dù hắn là nhất giáo tri chủ, khi nhìn đến theo hắn nhiều năm, trình chiến xa trường hảo huynh đệ rơi vào kết cục này thời điểm, cũng là tâm loạn như ma, hoảng phương hướng. Giáo, giáo chủ, thuộc, thuộc hạ vô năng, Bạch Ngọc Thanh muốn bỏ dậy, không biết làm sao thực tại thụ thương quá nặng, chỉ nâng lên bả vai, lại ngã xuống. Vu Chính Hải lên trước, nhẹ nhẹ ấn xuống bờ vai của hắn. Hắn biết, mình không thể hoảng, cũng không thể loạn, hắn nhất định phải tâm như bàn thạch, không thể mất phương hướng. Trùng tu sau thất diệp, Vu Chính Hải, Tư Vô Nhai cùng Hoa Trọng Dương đều có chút kinh ngạc. Bạch Ngọc Thanh cố nén đau xót, nói ra, cái này nửa năm qua, thuộc hạ ba người trừ chú thủ. Hụ khụ khụ khụ, trừ chú thủ Lương Châu Thành, cũng trong bóng tối phái người tiếp xúc dị tộc. Như lợi người, nhu lợi người thờ phụng lang vương hắn nhóm chảm liên chảm liên sinh tồn tỷ lệ cùng tu hành tốc độ quỷ vị đề thăng rất nhanh vô chính hải đơn trưởng một thả yếu ớt nguyên khí tiến nhập bạch ngọc thanh thân thể bên trong dần dần ổn định khí tức của hắn dẫn bọn hắn xuống dưới tĩnh dưỡng mời y sư giỏi nhất vâng ba người xuống dưới về sau vô chính hải lông mày mới vặn bạch ngọc thanh lời nói mặc dù đứt quãng có thể cũng may thuyết minh hoàn chỉnh Tư vô nhai nói ra, như thế vượt quá ngoài dữ liệu, nếu là như vậy, khả năng này hội là dị tộc xâm chiếm đại viêm tốt nhất cơ hội. Như lợi người luôn luôn đối đại viêm nhìn chằm chằm, vĩnh thọ hoàng đế lên ngôi về sau, như lợi người nhiều lần phạm biên cương. Lâu lan dù cùng đại viêm thông gia nhưng cũng là lòng lang dạ thú, nhung bắc nhung tây cái khác mười nước, chỉ sợ cũng hội thuận theo chiều gió, hoa trọng dương nói ra. Tư vô nhai gật gật đầu, nhung bắc cùng nhung tây mười hai nước liên hợp, tạm thời còn rất xa. Có thể, cũng tất nhiên hội đi đến một bước này một ngày bước đi của bọn họ nhất trí lợi ích đạt đến kia thời điểm mới là đại viêm nguy hiểm nhất thời điểm vu chính hải mắng nếu không phải hoàng thất vô năng sao lại cho bọn hắn cơ hội hoa trọng dương cùng tư vô nhai biết rõ vu chính hải thống hận lâu lan ước gì tìm cơ hội diệt bọn hắn nếu thật sự là như thế chỉ có hoàng đảo chủ một người bắt diệp chỉ sợ còn chưa đủ đám người gật đầu u minh giáo thực lực tại đại viêm bên trong hoàn toàn chính xác số một có thể hiện nay cũng là đại bộ phận tập kết tại thần đô chung quanh Châu Thành, chuẩn bị hợp lực bao bọc. Nếu là tiếp tục điều binh lực, đi tới Lương Châu, muốn bắt hạ thần đô liền sẽ trở nên càng khó. Cho dù không có dị tộc quấy nhiễu, U Minh Giáo toàn lực ứng phó tình huống dưới, đều có chút khó, huống chỉ rút đi một nửa. Hiền đệ, người suy nghĩ lại một chút biện pháp, lúc này tuyệt không thể cho dị tộc cơ hội, Vu Chính Hải nói ra. Ngươi tại dị tộc không phải cũng xếp vào một chút nhãn tuyến, giữa bọn hắn có không có mâu thuẫn, châm ngòi một cái, người am hiểu nhất. Chấm. Lời tuy như thế, có thể cái này lời nghe không giống như là tán dương, ngược lại là có điểm giống là tại chế nhạo đâu. Đại sư Huynh, điều tra cũng cần thời gian, mâu thuẫn mãnh liệt càng cần thời gian. Có thể dưới mắt thần đô chi chiến sắp đến, trừ phi, tư vô nhai ngữ khí nhất trầm, mời sư phụ tọa trấn Lương Châu, tư vô nhai lúc nói xong lời này, cũng làm tốt bị vu chính hải gian dạy tâm lý chuẩn bị. Dùng vu chính hải tính tình, thà rằng toàn bộ điều binh lực cũng không có khả năng để sư phụ xuất sơn, hoa trọng dương càng là hướng giúp về phía sau một bước, loại chủ đề này, còn là ít tham dự thì tốt hơn. Tự tại hai người cho rằng vô chính hải muốn tức giận thời điểm, vô chính hải nói ra, sư phụ sẽ đồng ý sao? Tư vô nhai, chấm hỏi ngoặc kép, cái này xấu hổ, ta cũng là tùy tiện nói một chút a, à, lại nói, ngài vừa đi phi thư, đắc tội sư phụ, lúc này mời sư phụ xuất sơn, đây không phải là tìm mắng. Không có đánh ngài thế là tốt rồi hiền đệ ngươi tại sao không nói chuyện hoa trọng dương lại lần nữa lui về phía sau rụt rụt hắn cảm giác nếu như giáo chủ thật phải mời cơ tiền bối xuất sơn tất nhiên sẽ để hắn trước tiên đánh trận đầu đúng lúc này phòng nghị sự bên ngoài truyền đến nhất đạo nhàn nhạt mà giọng ôn hòa giao cho ta đi thanh âm kia rất nhẹ dị thường rõ ràng nguyên khí dũng động cũng rất suôn sẻ đồng thời cũng cho thấy người tới là một vị thâm bất khả chắc cao thủ người nào ba người theo tiếng kêu nhìn lại kia thân ảnh đã từ trên trời giáng xuống, từ bên ngoài phòng hành lang bên trong, chậm rãi tới. Quay lưng về phía mặt trời, khoanh tay, trường bào tung bay. Phần lưng bên trái lộ ra chuôi kiếm, phải hạ lộ ra vỏ kiếm. Dù là thấy không rõ lắm hắn khuôn mặt, có thể tư Vô Nhai vẫn y như cũ rất dễ dàng nhận ra được. Tư Vô Nhai lộ ra ý cười, chắp tay nói, "Bái kiến nhị sư huynh." "Bái kiến nhị tiên sinh." Hoa Trọng Dương khom người, Vu Chính Hải nghi ngờ nói, "Nhị sư đệ, đi vào sảnh bên trong." Ngô thượng nhung chỉ là nhàn nhạt hướng phía vô chính hải lên tiếng chào hỏi, đại sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Mới mấy ngày không gặp, không nói tới từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, vô chính hải nói ra, nhị sư đệ. Đại nghiệp trước mắt, ta không có kê nhiều thời gian dỗi cùng ngươi. Ta tới, không phải tìm ngươi luận bàn, Ngô thượng nhung lắc đầu, trực tiếp ngồi xuống. Ưng, um, lương châu vị trí rất trọng yếu, cứ điểm như vậy chỗ, chỉ bằng vào hoàng thời tiết cùng vài cái bất nhập lưu môn phái sợ là thủ không được. Cho dù là đại sư huynh đích thân tới, cũng không hội nhẹ nói thủ thắng, chỉ có ta có thể giải quyết, chỉ có ta có thể trấn thủ Lương Châu, chỉ có ta có thể trảm Lang Vương, ngu thượng nhung lúc nói lời này, mỗi tiếng nói cử động tràn ngập tự tin, có thể gặp Vu Chính Hải biểu tình không tự nhiên, hắn lộ ra tiếu dung, thật có lỗi, ta từ trước đến nay nói thẳng thẳng lời nói, nếu đại sư huynh nghe không thoải mái, ta nguyện bồi cái không phải. Vu Chính Hải, tư vô nhai Hoa Trọng Dương, gặp ba người đều không nói chuyện, Ngu Thượng Nhung mỉm cười, như thế nào? Vô Chính Hải vừa định muốn nói chuyện, Tư Vô Nhai trước tiên mở miệng, nhị sư huynh, Lương Châu có thể không có kia tốt thủ, ngài có gì nắm chắc? Chính là bởi vì khó, mới có thú, cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là, ngài có thủ đoạn gì? Nghĩa bóng, ngài mới lục diệp, thế nào thủ được Lương Châu? Cái này đồng dạng là Vô Chính Hải ý nghĩ, hắn cùng Ngu Thượng Nhung tính tình đối phó không đến, huống chi, ngu thượng nhung mới lục diệp tự tin ngu thượng nhung lạnh nhạt nói ách ngài tự tin nguồn gốc từ nơi nào tư vô nhai hỏi kiếm trong tay vụt kiếm ra khỏi vỏ bay ra lập trước mặt ngu thượng nhung trên lưỡi kiếm hiện ra nhàn nhạt hồng quang. tư vô nhai đối thoại quá tốn sức nói không thông vu chính hải nghi hoặc mở miệng nói nhị sư đệ người muốn giúp ta dĩ nhiên không phải nguyên nhân có hai một khoảng thời gian này rất là nhàm chán tìm một số chuyện đổi đuổi hai U Minh giáo hai mặt thụ địch, thần đô chi chiến, hẳn là sinh tử chi chiến, ngươi như gặp bất chắc, ta liền lại không địch thủ, như thế nhân sinh, không thú vị. Vu Chính Hải biểu tình nhìn không ra đang suy nghĩ gì, nói ra, ngươi như xảy ra chuyện, ta cũng không tán gẫu. Làm thật muốn đi Lương Châu, ý ta đã quyết, ngu thượng nhung đứng lên, lạnh nhạt quay người, vụt, trường sinh kiếm, chủ động trở vào bao, chấn thủ Lương Châu cũng không phải là chuyện dễ, huống hồ ngươi chỉ có lục diệp. Hoa trọng dương, từ ngươi cùng hắn đi một chuyến vu chính hải nói ra hoa trọng dương khom người thuộc hạ tuân mệnh ngu thượng nhung dừng bước lại ghé mắt nhìn về phía hoa trọng dương mang theo nụ cười ấm áp dò xét hắn một mắt nói ra ngươi nếu có thể theo bên trên ta ta liền dẫn ngươi được thêm kiến thức hoa trọng dương trong lòng hơi động lúc ngẩng đầu lên thần trước nổi lên một trận gió đại thần thông thuật đáp chấm lưu lại một đạo tàn ảnh hoa trọng dương đồng dạng thi triển đại thần thông thuật đuổi theo xuất hiện tại duyện châu thành phía trên lại lần nữa nhìn quanh chỉ thấy một tòa pháp thân hướng phía phương tây phi hành trong chớp mắt không thấy bóng dáng cái này cái này thật chỉ là lục diệp hoa trọng dương lẩm bẩm nói tư vô nhai mỉm cười nhìn xem chắp tay đi ra vu chính hải cũng không nói chuyện vu chính hải đi đến viện lạc bên trong ngẩng đầu nhìn quanh một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt không bao lâu hoa trọng dương bay hồi viện lạc rơi xuống liền quỳ thuộc hạ vô năng để để nhị tiên sinh chạy nga không nhị tiên sinh tu vi khó lường thuộc hạ không thể đuổi theo vu chính hải không trách tội hắn mà là thở dài một tiếng theo hắn đi thôi đại sư huynh không hội sinh nhị sư huynh khí a tư vô nhai cười nói vu chính hải nói ra chỉ mong hắn tự tin sẽ không trở thành tự phụ ta tin tưởng nhị sư huynh tư vô nhai nói ra hai ngày sau duyện châu thành phòng nghị sự bên trong đại sư huynh hoa gian phái Ma sát tông, Vạn độc môn đều là dùng hồi âm, đem nâng toàn phái lực lượng, giữ vững Lương Châu, Tư Vô Nhai nói ra. Bồng Lai môn không có hồi âm, Vu Chính Hải hỏi, Hoàng Đảo chủ hôm qua cũng đã xuất phát, không nghĩ tới, Giang Ái Kiếm Thế mà là Hoàng Đảo chủ đại đệ tử, hắn cùng Lý Cẩm Y, cùng đi Lương Châu, Vu Chính Hải nghe vậy, nhẹ gật đầu, được, Thần Đô chi chiến, dựa theo nguyên kế hoạch hành sự, sau ba ngày, dùng sức lực toàn giáo phái, phây công thần đô. Ma Thiên Các, Đồng Các Lục Châu từ lĩnh hội trạng thái bên trong mở hai mắt ra. Phi phàm lực lượng chứa đựng có một hơn phân nửa, nghĩ bắt nguồn từ mình địa thư cái thứ nhất thần thông, Lục Châu lòng hiếu kỳ nổi lên, liền mặc niệm khẩu quyết. Dùng e rằng ngại thiên tài trí thần thông cố, tại chưa hết thảy quốc thổ, sở hữu âm thanh, dục nghe hay không, tùy ý tự tại. Màu lam nhạt phi phàm lực lượng xuất hiện bên tai, Lục Châu bên tai truyền đến hậu sơn thác nước âm thanh, hắn lại tăng thêm phi phàm lực lượng, bên tai lại chuyển tới đoàn mộc sinh luyện thương âm thanh hắn lại lần nữa gia tăng phi phạm lực lượng lập tức bên tai chuyển đến các loại chim thú thanh âm líu díu phong âm thanh loạn thất bát tao lúc này phi phạm lực lượng tiêu hao biến cực lớn lục châu ngừng lại hắn ra kết luận nghe thanh thần thông phạm vi bao trùm cùng sử dụng phi phạm lực lượng có quan hệ phạm vi bao trùm càng lớn tiêu hao liền càng lợi hại lục châu lắc đầu cái này thần thông tựa hồ có chút gân gà chưa dùng đến nghe lén tựa hồ cũng không có ý nghĩa thực tế gì lúc này các ngoại truyền đến minh thế nhân âm thanh sư phụ thất sư đệ phi thư nói đại sư huynh đã chuẩn bị hai ngày sau vây quét thần đô còn có bồng lai môn vạn độc môn hoa gian phái ma sát tông tứ đại phái toàn bộ chạy tới lương châu cùng chống chọi với dị tộc bạch ngọc thanh dương viêm cùng địch thanh bị trọng thương rút về duyện châu đúng nhị sư huynh cũng đi lương châu kẹt kẹt lục châu kéo cửa ra đi ra chắp tay nhìn đứng ở bậc thang hạ minh thế nhân nói ra dị tộc cuối cùng vẫn là nhịn không được nhung tây cùng nhung bắc rất nhiều dị tộc dùng dã thú là tín ngưỡng cho nên chảm liên lúc càng thêm dã man không sợ sinh tử chảm liên sau tu hành tốc độ cũng càng nhanh đại sư huynh muốn vây quét thần đô dị tộc tất nhiên sẽ thừa lúc vắng mà vào minh thế nhân nói ra lục châu vuốt râu gật đầu vi sư trước kia đi qua dị tộc dị tộc người thờ phụng đồ vật hoàn toàn chính xác là các loại hung thú chỉ là không nghĩ tới, chảm liên lại đối bọn hắn có lợi. Cũng đủ xuẩn, chảm liên có lợi, vậy còn không gấp rút tu hành, toàn diện siêu việt đại viêm, tại xâm chiếm đại viêm, há không đẹp ư. Minh Thế Nhân xem thường nói, ưng, ừ, ba, Minh Thế Nhân bàn tay chính mình một cái miệng, nói ra, hắn nhóm không xuẩn, biết rõ thừa lúc vắng mà vào. Thật là đáng ghét, sư phụ, làm sao bây giờ, Lục Châu Lâm vào suy nghĩ, một bên vuốt dâu vừa đi xuống thang suy nghĩ một lát lục châu nhìn xem minh thế nhân nói lão tứ đồ nhi tại ngươi đi một chuyến lương châu a à, không nguyện ý lục châu nhíu mày minh thế nhân liên tục khoát tay nói đồ nhi không phải không muốn đi chỉ là có chút kinh ngạc đại sư huynh để chúng ta không nên nhúng tay hắn sự tình ta cái này đi qua chỉ sợ hắn sẽ tức giận cái này là lương châu không phải thần đô lục châu thở dài một tiếng nói ra trong các ngươi cũng chỉ có ngươi vi sư là yên tâm nhất Người nhị sư huynh luôn luôn tự ngạo tự phụ, tính tình có chút cưỡng, thích xính cường, minh thế nhân trong lòng hơi động. Hắn ngẩng đầu lên, dò xét trước mắt vị lão nhân này. Thu hồi bất cần đời tiếu dung, hắn lúc này mới nhìn thấy, lục châu biểu tình có nhiều nghiêm túc. Mỗi tiếng nói cử động, trong câu chữ đều tại đề cập hắn nhóm những này đồ đệ. Mới đầu thời điểm, hắn tưởng rằng sư phụ tân xáo lộ. Hiện nay nhìn đến, sư phụ là thật biến, đồ trung thành cộng một phần trăm, lục châu nhìn thấy hắn độ trung thành biến hóa ngừng lại nói ra người có thể nguyện đi minh thế nhân hạ gối xuống chắp tay nói đồ nhi nguyện đi được lục châu ngẩng đầu nhẹ quát khẽ cát lượng kim đình sơn giữa sườn núi cát lượng mã ngẩng đầu lên ô một tiếng kêu lên vui mừng đạp không mà lên hướng phía ma thiên các đông các bay tới chậm rãi rơi vào trong sân cát lượng mã khó gặp ngựa tốt từ nó tiễn người đi qua ô cát lượng mã tựa hồ nghe hiểu lục châu ý tứ Minh Thế Nhân lộ ra hưng phấn chi sắc, đánh giá Cát Lượng Mã. Nghĩ đến đây loại truyền thuyết cấp tọa kỵ xuất hiện ở trước mặt mọi người, loại kia phong cách cảm giác, liền để hắn vô cùng chờ mong. Nhưng mà, Cát Lượng Mã đi đến Minh Thế Nhân trước mặt, cúi đầu ngửi một cái, ô, liên tục lắc đầu. Ha ha, ghét bỏ ta đây cái này là, Minh Thế Nhân một mặt im lặng. Lục Châu cũng là không nghĩ tới, cái này Cát Lượng Mã còn nhìn người làm việc. Bệ ngạn, một tiếng khẽ gọi, trong rừng Bệnh ngạn cũng bước trên mây mà đến, rơi vào viện lạc bên trong. So sánh cát lượng mã, bệnh ngạn mặc dù tướng mạo hung điểm, nhưng là càng nghe lời, cũng sẽ nguyện ý cõng những người khác. Minh Thế Nhân cười nói, bệ ngạn cũng không tệ, xấu không sợ, có thể hù dọa người cũng rất tốt. Cái này khen một cái một biếm, bệ ngạn lập tức không vui lòng, lui lại ba bước, quỳ dạp trên mặt đất không động. Minh Thế Nhân một mặt im lặng, cầu trợ giống như nhìn về phía sư phụ. Lục Châu lắc đầu, vốn muốn đem bạch trạch kêu lên đến, nhưng nghĩ đến chính mình một cái lão cốt đầu, cái này loại xuân sẻ tường hòa tọa kỵ, còn là lưu cho chính mình dùng đi. Nghĩ tới đây, lục châu quát, cắt lượng, ô, nó lắc đầu qua về sau, khá có chút không có tình nguyện đi về phía trước mấy bước. Minh thế nhân gật đầu, cái này còn tạm được, cắt lượng nghe theo lục châu mệnh lệnh. Đi thôi, Minh thế nhân nhảy bên trên cắt lượng lưng ngựa, nghiêm túc hướng phía lục châu nói ra, sư phụ, ngài yên tâm, có ta ở đây. Nhị sư huynh, sẽ không xảy ra chuyện ta hướng về ngày mã thể ô cát lượng trước ngựa vó nâng lên nói xong cát lượng lơ lửng hướng lên đạp vào trong mây biến mất không thấy gì nữa có lẽ là cát lượng mã động tĩnh quá lớn các đồ đệ sớm đã đi đến đông các bên ngoài chiêu nguyệt chư hồng cộng tiểu diên nhi hải loa đoàn mộc sinh theo thứ tự đi đến sư phụ đồ nhi nguyện ý đi lương châu lục châu nhìn lướt qua đám người nói ra như thật có lòng hỗ trợ vậy liền khắc khổ tu luyện chúng đổ đệ nhất thời nghẹn lời lão tam đồ nhi tại từng ngươi giám sát hắn nhóm tu luyện tại vốn có cơ sở bên trên thời gian tu luyện gấp bội đồ nhi tuân mệnh thần đô hoàng thành trường thanh cung lưu thương bỗng nhiên mở hai mắt ra người tới một tên nội thường hầu rụt rè đi đến còn không có quỷ xuống lưu thương nhân tiện nói tháng này bắt đầu thư viện mười khỏa khai diệp đan vì cái gì không có đưa tới hồi hồi bẩm bệ hạ Bắc Đầu thư viện viện trưởng Chu Hiếu Tài nói, sở hữu vật liệu cũng đã dùng tận. Tài liệu khác còn tại thu thập bên trong, tháng này rất khó luyện chế ra tân khai diệp đan. Nội Thường Hầu nói ra, ưng, um, Lưu Thương nhướng mày, chậm đại hắn không tệ, hắn lại có như thế tư tâm. Vật liệu một mực là từ hoàng cung cung ứng, hắn không phải người ngu, nhiều ít vật liệu có thể luyện chế nhiều ít khai diệp đan, hắn sao lại không biết. Lưu Thương nói tiếp, truyền Bắc Đầu thư viện thập trưởng lão vào cung, ấy, mặt khác U Minh giáo tình huống như thế nào? Lưu Thương hỏi, kia nội thường hầu toàn thân một cái giật mình, run rẩy nói, hồi bệ hạ, thiên hạ cửu châu đã hết về U Minh giáo, chỉ sợ, không được bao lâu, U Minh giáo liền hội dùng sức lực toàn giáo phái, phây công thần đô. Nghe vậy, Lưu Thương đứng lên, chắp tay ở phía sau, nhìn về phía ngoài cửa sổ, chấm, trung quy là xem nhẹ ngươi. Cũng được, ngày xưa ân oán là thời điểm làm chấm dứt, PS, cầu phiếu đề cử, kim phiếu, cuối tháng đi hiện nay hoàng thành, lòng người bàng hoàng. Cửu Châu đã tại U Minh giáo khống chế phía dưới, rất nhiều cung bên trong thái giám cung nữ, sớm đã thừa cơ chạy đi. Nội thường hầu không không biết hoàng đế tự tin nguồn gốc từ nơi nào, có thể nghĩ lên hai đại thư viện, nửa năm qua này không ngừng đưa tới khai diệp đan, nội thường hầu trong lòng hơi động, hẳn là, bệ hạ đã có thủ thắng chi pháp. Hắn không có dũng khí dừng lại lâu, mà là lập tức cung cung kính kính rời đi. Rời đi hoàng thành đi bắt đầu thư viện, lại đi thiên hành thư viện, đem lưu thương ý chỉ đưa đến dù sao cũng là dưới chân thiên tử hoàng đế triệu kiến hai đại thư viện há có thể không đi đến buổi chiều bắt đầu thư viện cùng thiên hành thư viện hai mươi vị trưởng lão tại thị vệ dẫn đường và hoàng thành tại trải qua thái giám dẫn dắt đi qua vài tòa cung điện đi đến trường thanh cung bên ngoài chư vị đều là thư viện hạch tâm nhân vật bệ hạ triệu kiến các vị tất có đại sự thương lượng đi vào về sau mong rằng các vị trưởng lão không cần đỉnh đụng bệ hạ đặc thù thời kỳ tình huống đặc biệt ta có thể nói liền nhiều như thế đa tạ trần công công nhắc nhở hai mươi vị trưởng lão đi theo thái giám tiến nhập trường thanh điện bắt đầu thư viện mười người từ bên trái đi vào thiên hành thư viện mười người từ bên phải đi vào đạp vào điện bên trong liền nhìn thấy hoàng đế lưu thương ngồi ngay ngắn điện bên trên giống như là chuyên môn chờ đợi hắn nhóm giống như hai mươi người đồng thời quỳ xuống tham kiến mô hoàng có lẽ là bế quan lâu dài ảnh hưởng để lưu thương ít kia tí chút quy củ hắn đứng lên, đi xuống bậc thang, nói ra, bình thân. Tạ bệ hạ, hai mươi người đứng lên, lưu thương từ hai hàng bên trong đi đến phần cuối, lại quay người đi trở về. Do xét xong về sau, lưu thương nhẹ điểm nhẹ đầu, nói ra, có thể biết chấm, vì cái gì gọi các người đến. Đám người lắc đầu, lưu thương cao giọng nói ra, cái này phổ thiên tri hạ, không có tu hành người không e ngại thần đô, chỉ vì cả cái thần đô, đều tại thấp tuyệt trận thủ hộ phía dưới. Ma đạo phản quân bốn phía làm loạn, người nhóm gánh vác thập tuyệt trận dẫn đạo, không có người nhóm, thập tuyệt trận cũng biến thành không có ý nghĩa, chấm, phải bảo đảm an nguy của các ngươi. Bệ hạ, việc này lý nên trên triều đình nghị luận, thần đô cao thủ rất nhiều, càng có cấm quân thủ hộ. Dưới tình huống bình thường, không cần mở ra, thập tuyệt trận, bên trái cái thứ nhất trưởng lão mở miệng nói. Vừa nói xong, lưu thương ánh mắt rơi tại trên người hắn, ngươi cảm thấy không cần khai trận, thần chỉ là tin tưởng cấm quân năng lực. Cấm quân nếu là hữu dụng, bát đại thống soái làm sao đến mức chỉ còn hai người. Lưu Thương hỏi lại, cái này, Lưu Thương hai tay triển khai, nói ra, chấm, gọi các ngươi tới. Không phải để các ngươi dậy chấm làm việc, hô, trên bàn treo phán quan bút bỗng nhiên lượn vòng mà đến, lấp lóe hồng quang, vạch qua người trưởng lão kia cổ. Xoẹt, không có năng lực phản kháng chút nào, người trưởng lão kia ngã xuống. Các trưởng lão sắc mặt biến hóa, nhìn xem đổ xuống kia người, tâm đầu run lên. Ai còn có nghi vấn, lưu thương ánh mắt tại còn lại 19 tên trưởng lão thân bên trên vừa đi vừa về di động. Trường thanh điện bên trong yên tĩnh như vậy, đè nén không thở nổi. Người nhóm là chấm thần tử, lại tâm hướng phản quân. Lưu thương hờ hững mở miệng, cái này cái mũ thực tại quá lớn, dọa đến tất cả mọi người đồng thời quỳ xuống. Thần, không có dũng khí, lưu thương nhìn xem quỳ xuống đám người, đi về phía trước mấy bước, nói ra, cũng bởi vì ma thiên cắt ra cái cửu diệp. Đám người run lẩy bẩy, không dám nói lời nào, lưu thương đơn trưởng một phen, đặc thù năng lượng cộng hưởng thanh vang lên. Ở phía trước của hắn xuất hiện một tòa cỡ nhỏ pháp thân, kia pháp thân phía dưới, nhất thời bát phiến kim quang lóng lánh diệp tử. 19 người chừng to mắt, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía lưu thương pháp thân. Diệp tử số lượng rất rõ, quang mang cũng rất trướng mắt. Cái này cho thấy, hoàng đế của bọn hắn, cũng chính là hoàng thành chủ nhân, cái này đại viêm thiên hạ địa vị tối cao người, tu vi một lần nữa đang đỉnh, chảm lên sau bát diệp cái này là bực nào tốc độ, lưu thương thu hồi bàn tay, pháp thân cũng tại lúc này tiêu tán. Hắn rất hài lòng trước mắt trần nhiếp hiệu quả, nhìn xem run lẩy bẩy, không dám nói lời nào các vị trưởng lão, lưu thương trầm giọng nói, không được bao lâu. Chấm, hiền có thể đạp lên cửu diệp, các vị trưởng lão đồng thời hô to, bệ hạ thần uy. Thiên thu vạn thế, bệ hạ thần uy, thiên thu vạn thế, bệ hạ thần võ thiên thu vạn thế, liên tục sân hô ba tiếng, lưu thương ha ha nở nụ cười, chỉ bất quá hắn tiếng cười nhiều ít có vẻ hơi làm người ta sợ hãi có thể là bế quan lâu dài đưa đến để hắn tính cách cùng tính tình có biến hóa người tới bá vù vù trường thanh điện ra ngoài hiện không ít cấm quân lưu thương hạ lệnh mang chư vị trưởng lão xuống dưới cam đoan hắn nhóm an toàn nửa bước không được rời đi vâng sau ba ngày mặt trời mọc phương đông mờ mịt vũ khí quanh quẩn trên mặt sông ánh sáng mặt trời xuyên thấu sương mù màu trắng thời điểm làm cho nhân loại thành trì nhiều nhất tầng mông lung cảm giác thành trì bên ngoài mênh mông vô bờ tham thiên thụ mộc rát lên nhất tầng xương trắng rừng cây bên trong cổ đạo bên trên một loạt lại một loạt xe kéo hướng phía thần đô tiến lên tại kia phiến rừng cây phía trên một tòa cự đại mặc sắc phi liễn chậm rãi thúc đẩy phi liễn bong tàu bên trên đứng đẩy tu hành người bốn phía cũng có hơn ngàn tên tu hành người bảo vệ phi hành phi liễn bên trên vu chính hải ngồi ngay ngắn trước quan sát sơn xuyên đại địa. Ánh sáng mặt trời dâng lên, sương ngủ biến mất, thần đô bộ dáng hiện ra ở trước mắt, giáo chủ, thần đô phương Tây, chung hai vạn người, phân biệt từ bốn vị đà chủ, Ninh Kim Thủy, Tiền Hổ, Mạnh Giác Sơn, Cung Phong dẫn đầu, thần đô phương Nam, tổng cộng hai vạn người, phân biệt từ bốn vị đà chủ nhiễm chiết, Lữ Vận, Điền Tuyền, Phùng Văn Trạch dẫn đầu, thần đô phương Bắc, phân biệt từ bốn vị đà chủ, Thạch Hải, Đường Kế Quân, Đào Nhược, Kha Thanh Hạo dẫn đầu, thần đô phương Đông, trung một vạn năm ngàn người, từ giáo chủ ngài cùng thất tiên sinh tư mình dẫn đầu, Hoa Trọng Dương đem U Minh giáo tình huống từng cái báo cáo. Vu Chính Hải nghe xong báo cáo, khẽ gật đầu, rất tốt, giáo chủ, tiến đánh thần đô sắp đến, những cái kia trung lập tu hành người, ứng đối ra sao? Hoa Trọng Dương nói ra, thần đô bên trong, không thiếu các loại tu hành cao thủ. Nơi này tàng long ngọa hổ, hội tụ thiên hạ tu hành kỳ tài. Không có người có thể bảo đảm những này trung lập tu hành người hội lựa chọn như thế nào có lẽ sẽ đột nhiên đâm đao, có lẽ sẽ một mực bảo trì trung lập, có lẽ sẽ tuyển trạch cùng U Minh Giáo cùng đối kháng thần đô. Vu Chính Hải nói ra, thông chi một chút đi, thời hạn một canh giờ, không liên quan đám người, đều chạy trốn. Phạm tiếp tục lưu lại thần đô, hết thảy xem như địch nhân. Hoàng thành bên trong, bất luận người nào, đều là xem như địch nhân, thuộc hạ tuân mệnh. Ông, ông ông, bốn phương tám hướng U Minh Giáo giáo chúng, trùng trùng điệp điệp. Thần đô, tường thành bên trên, thủ vệ thần đô binh sĩ, nhìn thấy lít nhà lít nhít chậm rãi đến U Minh giáo. Lúc này nâng lên kèn lệch, thổi lên, tiếng kèn lên, thần đô từ phía tường thành bên trên, giấy lên khói báo động. Cùng lúc đó, thần đô bên trong, trong quán trà, tử lâu bên trong, thanh lâu bên trên, phàm là tu hành người, toàn bộ dừng tay lại bên trong động tác, nghe kia tiếng kèn, từ nơi xa xôi chuyển đến. Tiếng kèn, mang theo nguyên khí, lan lộn ra kịch liệt sóng âm nhắc nhở lấy thần đô bên trong tất cả mọi người u minh giáo đến rồi nhất thời ở giữa thần đô bên trong loạn cả một đoàn rất nhiều tu hành cao thủ nơi nào còn quản thành bên trong không cho phép phi hành quy củ toàn bộ ngự kiếm mà đi hướng phía thành bên ngoài bay đi u minh giáo phi liễn lơ lửng tại thần đô ngoài cửa thành ngàn mét xa không trung bên trong toàn quân dừng lại hết thảy yên tĩnh trở lại thần đô bao quát thần đô bốn phía bên trong phương viên mười dặm bao phủ nồng đậm khắc nghiệt chi ý u minh giáo cửa xí tại không trung tung bay sau một canh giờ thần đô cửa thành đông ngoài ngàn mét u minh giáo phi liễn bên trên một tòa thất diệp pháp thân lao xuống xuống dưới pháp thân trình chín trượng chi cao kim liên thất diệp tại không trung xoay tròn oanh mấy đạo trưởng ấn rơi tại trên đầu thành biểu thị thần đô chi chiến kéo lên màn mở đầu